Advertisement. Đêm trăng mờ mịt, ánh sao ảm đạm. Cổ thành phế tích đông đúc người qua kẻ lại. Mấy trưởng lão ma gia cũng rất thú vị, vừa xoa tay vừa vuốt râu tụ tập lại xem khỉ, mà Triệu công tử chính là con khỉ kia đang bị mọi người vây chặt ở giữa, có mấy lão già không an phận còn vươn tay bóp chân của công tử. Về phần Diệu Ngữ, cô ta đã không còn ở đây nữa. Cô ta đã được một nữ trưởng lão dẫn đi. Toàn thân cô ta đã rất bẩn, cần phải đi thay quần áo. Thành thật khai ra thì sẽ được khoan hồng, dám giấu giếm phản kháng thì sẽ bị nghiêm trị. Advertisement. Ma tử âm trầm nói một câu, cứ như thể đang thẩm vấn phạm nhân. Triệu Bân không đáp, chỉ liếc mắt nhìn ma tử, cũng liếc mắt nhìn mấy lão già xung quanh. Nếu như lúc này hắn còn giữ lại thiên kiếp thì hắn chắc chắn sẽ đứng tại đây độ kiếp để cho đám người này một bài học, chưa bị thiên lôi đánh đúng là chưa biết sợ. Ngươi tìm được nương tử khi nào, làm gì mà thần bí như vậy? Ma tử nở nụ cười gian, thái độ còn có chút khoa trương. Triệu Bân lắc đầu, có một số việc không thể nào giải thích rõ ràng. Không bao lâu sau thì nữ trưởng lão lại dẫn Diệu Ngữ ra ngoài. Xem đi, đúng là người đẹp vì lụa, Diệu Ngữ vừa mới thay một bộ quần áo sạch sẽ ra thì liền biến thành con người khác, trông xinh đẹp tuyệt trần, quỷ bà nói không sai, con gái của bà ta thật sự rất đẹp. Mặc dù bây giờ ánh trăng đang rất mờ mịt nhưng khi chiếu sáng cho cô ta thì vẫn có thể tạo ra ý cảnh tựa như ảo mộng, thứ chưa được hoàn hảo chính là thần sắc của cô ta vẫn đờ đẫn như vậy, đôi mắt trống rỗng giống như một con rối. Kẻ phụ tình thì không được chết tử tế. Mấy nữ trưởng lão tụ tập lại, không biết là vô tình hay cố ý mà nói ra lời đó. Sau khi nói xong thì bọn họ còn không quên liếc nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt không chút thân thiện. Triệu Bân hít sâu một hơi rồi nhìn sang Diệu Ngữ. Hắn rất nghi hoặc vì sao Diệu Ngữ có thể sống lại. Advertisement. Hơn nữa, khí tức của hắn đã thay đổi rất nhiều và hắn còn bị cải lão hoàn đồng, sao Diệu Ngữ có thể nhận ra hắn? Ngươi cũng quá xem thường minh hôn rồi. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Triệu Bân, thần sắc ý vị thâm trường. Có một số chuyện chính là huyền bí mơ hồ như vậy. Chẳng hạn như minh hôn. Nó không phải là một hôn lễ đơn giản, mục đích của nó là thành lập một khế ước với bóng tối. Diệu Ngữ có thể nhận ra Triệu Bân bởi vì mối liên kết dựa vào khế ước đó. Về phần Thanh Giao và con trai của quỷ bà thì do thân thể của con trai quỷ bà đã bị phá hỏng cho nên mặc dù có diễn ra minh hôn nhưng khế ước cũng không thế nào hoàn thành được. Điểm này rất khác biệt so với hắn và Diệu Ngữ. Nếu như hỏi tại sao Nguyệt Thần biết điều này, thì thật ra cô ta có rất nhiều cách để biết. Cô ta là thần cho nên bất cứ lúc nào cũng có thể đọc được ký ức của Triệu Bân. Trong đó, cô ta cũng đã sớm xem rõ khế ước minh hôn này. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng, người của ma gia hô to vang dội. Đặc biệt, câu cuối chính là câu mà bọn họ hô to nhất. Ai không biết có khi còn tưởng đây là một hôn lễ thật sự. Triệu Bân lại lắc lắc cái đầu nhỏ, không nói nên lời. Chị dâu, hắn vẫn còn có thể lớn lên được. Ma tử tiến lên nói, một tiếng chị dâu này gọi cũng rất thuận miệng. Thứ có thể lớn lên mà ma tử nói chính là kích thước hiện tại của Triệu Bân. Bây giờ cho dù hai người có vào động phòng thì cũng không làm ăn được gì, nhưng nếu như cả đời đều không lớn lên thì mới đúng thật là xấu hổ. Diệu Ngữ vẫn yên lặng như một pho tượng. Dường như mọi thứ trên đời đều không liên quan gì đến cô ta. Từ đầu đến cuối đều không thấy nét mặt của cô ta có sự biến hóa, chỉ khi nói chuyện với Triệu Bân thì cô ta mới trở nên dịu dàng, có lẽ là bởi vì khế ước cho nên cô ta mới cảm thấy thân thiết hơn với Triệu Bân, vì vậy mới có thể tỏ ra một chút dịu dàng của người phụ nữ đã có chồng. Trạng thái của cô ta thật cổ quái. Rõ ràng là người sống, tại sao ta lại luôn cảm thấy hình như cô ta không có linh hồn? Trên người cô ta có âm khí rất nặng. Mấy trưởng lão ma gia đều đang xì xầm bàn tán với nhau. Lâu như vậy thì bọn họ mới phát hiện ra dường như có điều gì đó không đúng. Đáng tiếc bọn họ không thể nhìn ra nguyên cớ. Triệu Bân cũng đang xem xét, hắn còn mở ra thiên nhãn để nghiên cứu trạng thái của Diệu Ngữ. Trạng thái của cô ta lúc này cứ như một cái xác sống, rõ ràng có hơi thở nhưng thần sắc lại dại ra, rõ ràng có thể hoạt động nhưng lại không có cảm xúc. Á! Trong khi mọi người còn đang bận xem xét thì bỗng nhiên có một tiếng thét thảm thiết truyền đến. Đó là tiếng thét của Lục trưởng lão ma quật, lão ta không thể chịu nổi cơn đau dữ dội của việc soát hồn cho nên đã ngất đi, thất khiếu đổ máu, nằm trên mặt đất co giật từng đợt,
lão ta bị ba vị cường giả chuẩn thiên mạnh mẽ soát hồn cho nên thần trí gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Rất tốt. Mấy người đại trưởng lão đều đã thu tay lại, sau đó cười lạnh. Hiển nhiên là bọn họ đã lục soát được bên trong ký ức của lục trưởng lão ma quật, thông tin về hang ổ của ma quật, hơn nữa còn không chỉ có một cái, như vậy thì bọn họ có thể bố trí người từ từ san bằng hết. Vị này là... Sau khi quay lại và nhìn thấy Diệu Ngữ thì cả ba người đều sững sờ mất một lúc. Sau khi sững sờ, ba người lại nheo mắt. Triệu Bân ở bên trong cũng không nói gì. Nhãn giới của cường giả chuẩn thiên không thấp cho nên cũng đã nhìn ra một chút manh mối. Quỷ gì? Một lúc lâu sau mới nghe thấy đại trưởng lão thì thào nói nhỏ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ở bên cạnh cũng cau mày, trạng thái của cô gái này thật sự là rất cổ quái. Cẩn thận xem xét một phen thì bọn họ thậm chí còn không phân biệt được cô gái này rốt cuộc là người đã chết hay là người còn sống. Đây là nương tử của Triệu Bân. Ma tử hiểu ý, liền nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra thì ba vị trưởng lão ngay lập tức đồng loạt liếc nhìn Triệu Bân, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, cái tên nhóc này khá lắm, tán gái thật có nghề nha, một cô gái xinh đẹp như vậy mà cũng có thể lấy về được. Có thể cứu cô ấy không? Triệu Bân cũng lười nói nhảm. Đi thẳng vào vấn đề. Chữ cứu này dùng rất chính xác. Diệu Ngữ có bệnh, trạng thái cổ quái này chính là bệnh của cô ta. Chúng ta hãy đưa cô ấy trở lại thành Thiên Thu trước, đại trưởng lão nói. Tạm thời bọn họ vẫn chưa nhìn ra manh mối chuẩn xác, đợi khi về thành thì bọn họ mới có thể nghiên cứu thêm thông tin trong bí quyển. Nhận lệnh, hai nữ trưởng lão liền mang theo Diệu Ngữ đi trước, ngoài ra còn mang theo cả lục trưởng lão ma quật. Lão ta đã bị phong ấn, hiện giờ đã ngất đi, đợi trở về thành Thiên Thu thì mọi người sẽ từ từ xử lý lão ta, người xưa đã nói, huyết hải thâm thù, nợ máu phải trả bằng máu. Có thu thập được tin tức gì quan trọng không? Sau khi mấy nữ trưởng lão rời đi thì lục trưởng lão mới lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão lấy ra bản đồ, liên tiếp chỉ vào hai nơi, đây đều là hang ổ của ma quật đã bị bọn họ phát hiện được sau khi mạnh mẽ soát hồn. Một đông một tây nằm ở khoảng cách khá xa, ước chừng vài ngàn dặm đường. Hay là, đánh vào đây trước. Advertisement. Triệu Bân giơ tay chỉ về một hướng xa xa. Chủ yếu là do cứ điểm ma quật cách mộ phần của mụ dạ xa khá gần, có thể tiện đường đến xem thử, người đã chết rồi vẫn có thể chạy ra ngoài được, nhất định phải xem xét đến cùng, có lẽ sẽ tìm thấy huyền cơ. Đi. Đại trưởng lão cất bản đồ đi, là người đầu tiên di chuyển. Các cao thủ khác cũng đuổi theo, trước khi đi còn hủy thi diệt tích. Ta trông điển trai thế này mà tại sao không có ai chấm chúng ta thế nhỉ, suốt cả giường đi, ma tử không hề yên tĩnh một tí nào, cứ cầm cái gương nhỏ soi tới soi lui, khi thì dùng lược chải mái tóc dài của mình. Nếu ta là nữ ta sẽ gả cho ngươi. Triệu Bân chắp tay, nói những lời sâu sắc. Thấy không, vào những lúc quan trọng nhất chỉ có huynh đệ là tốt thôi. Thật ra hắn còn nửa câu chưa nói hết. Đến đêm động phòng ta sẽ thiến ngươi. Ta, thích nữ tử. Ma tử cũng hết sức thẳng thắn. Hắn ta cũng có những lý tưởng lớn trong đời chứ, đó là cố gắng hái thật nhiều rau xanh. Triệu Bân không cho là đúng, lại im lặng suy nghĩ. Sau đó suốt cả đường đi mọi người đều yên tĩnh đến lạ. Hay có thể nói là mọi người đều đang điều dưỡng khí tức, uống linh dịch, lấy lại trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, vẫn còn trận chiến phía trước phải đánh. Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải giết cho bằng hết. Bầu trời sao đầy u ám, mọi người dừng lại trước một dãy núi. Đúng vậy, vẫn là dãy núi. Điều này đã được bọn họ đoán trước, bởi vì những việc ma quật làm đều không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, chẳng hạn như bắt người cướp của này, không thì đúc ao máu này, để vương dương hút sinh mệnh này, mấy hoạt động đó càng ít người biết càng tốt, sừng sâu núi thẳm, nơi chim còn chẳng thèm tới đẻ trứng sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Cứ điểm bị tiêu diệt trước đó chính là minh chứng tốt nhất, bắt được nhiều người sống như thế, phải tìm một chỗ hẻo lánh giấu đi chứ. Cứ điểm thứ hai này có lẽ cũng giống hệt như vậy. Khỏi cần phải vào xem họ cũng biết trong đó có một địa cung, dùng để cất giấu tiền vàng châu báu, chắc chắn sẽ có thêm cái địa lao để giam giữ người. Ngoài ra còn dùng để thu thập tình báo. Phần lớn những nơi có người tụ tập, chẳng hạn như thành cổ hay trấn nhỏ đều sẽ có tai mắt của bọn họ. Có được tin tình báo rồi thì truyền về cứ điểm, sau đó là báo cáo lên tổng bộ. Điểm này thì hầu hết các truyền thừa của đất ma đều giống nhau. Chẳng qua mạng lưới của ma gia hoàn thiện hơn nhiều mà thôi,
ai bảo họ là hậu duệ đời thứ 9 của ma tướng cơ chứ? Thăm dò tình báo chính là sở trường. Nơi này có cứ điểm ư? Hoang vắng như thế, đừng nói là một bóng người, cả con chim cũng không thấy nữa là. Không tìm lầm đó chứ? Các trưởng lão nói qua nói lại, họ đã đi xung quanh xem, không có gì kỳ quái cả. Đừng để bị vẻ ngoài của nó lừa, đại trưởng lão thản nhiên nói. Sâu trong đó có một địa cung, nhị trưởng lão bỏ thêm một câu. Lời lão đại nói chắc chắn không sai. Các trưởng lão cười ha hả, đều đuổi theo bước chân đại trưởng lão. Triệu Bân và Ma Tử một trái một phải, vừa đi vừa quan sát. Nhất là Triệu Bân, hắn lại tháo giày đi chân đất, đầu cứ xoay như trống bỏi, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, khi lại ngước đầu lên quan sát màn trời đêm, nói chính xác hơn là xem tinh tượng. Dãy núi này trông có vẻ hoang vu không có gì đặc biệt, thật ra lại che giấu càn khôn. Càn khôn của nó chính là địa thế, cộng với tinh tượng và phong thủy, là một nơi rất tuyệt vời, nếu xây dựng phần mộ ở đây chắc chắn sẽ sinh ra bảo khí. Huyền Môn Thiên Thư có nói khi người lớn trong nhà mất đi thì phải chọn nơi mai táng cẩn thận, nó có thể tạo thành ảnh hưởng với số mệnh của thế hệ sau này. Lời giải thích đó rất mơ hồ nhưng cũng có cái lý của nó. Cẩn thận, đừng đụng vào cấm chú. Đại trưởng lão nhấc hắc bào lên, dán bùa ẩn nấp, liên tục nhắc nhở suốt cả đường đi. Khỏi cần lão ta phải nói, các trưởng lão ma gia cũng đã lấy vũ khí ra, cẩn thận di chuyển, vào trong mới biết được sự khác thường của dãy núi này, trong chỗ tối có rất nhiều cấm chú, bất cần một chút thôi sẽ chạm vào báo động. Chẳng biết qua bao lâu đại trưởng lão mới dừng lại, chỉ về một hướng xa xa. Mọi người nhìn theo tay lão ta, có thể thấy hai ngọn núi sừng sững. Tay đại trưởng lão chỉ vào một khu rừng rậm rạp giữa hai ngọn núi, thảm thực vật tươi tốt, cổ thụ che trời, một màu u ám. Địa cung nằm ở đó, tam trưởng lão nói. E là không phải địa cung, có lẽ là một ngôi mộ cổ, Triệu Bân đột nhiên nói, hắn đã quan sát địa thế xung quanh, cũng ngẩng đầu xem tinh tượng, phối hợp với phong thủy nơi này, có lẽ bên đó chính là mộ phần. Cái đó mà cũng nhận ra được hả, nhị trưởng lão nhíu mày. Chỉ đoán thôi. Triệu Bân cười ha hả. Người đoán không sai, đại trưởng lão cười nói, cứ điểm thứ hai của ma quật đúng là một cổ mộ, là ma quật chiếm tổ tu hú, trộm cổ mộ sau đó biến nó thành địa cung, chuyện này được khắc ghi trong ký ức của lục trưởng lão ma quật. Mộ của ai thế? Triệu Bân thuận miệng hỏi. Có lẽ là một vương hầu nào đó thời chiến quốc, đại trưởng lão nói. Làm thế tổn hại âm đức lắm, Triệu Bân ho khan. Các trưởng lão không nói gì. Đều quan sát hắn từ trên xuống dưới, tên này mới liếc nhìn đã biết nó có mộ phần, chẳng lẽ cũng có am hiểu chút đỉnh về trộm mộ. Hay có thể nói là kinh nghiệm trộm mộ lâu năm, chẳng những có thiên phú tìm bảo bối mà còn có thiên phú tìm mộ nữa hả? Mắt ta có thể thấu thị, Triệu Bân chỉ vào thiên nhân. Vika mới nói xong, mọi người ở đó bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, cứ như mình đang trần trường trước mặt Triệu Bân vậy, nhất là những nữ trưởng lão có nhan sắc. Ánh mắt không hề hiện lành chút nào, có thấu thị thì phải nói sớm CHC. Chỉ có Ma Tử là nhanh nhẹn, che kín mít không một khe hở. Bên trong có cảnh giới chuẩn thiên không? Triệu Bân ho khan, vội vàng chuyển đề tài, xem đi. Mấy chuyện thế này đúng là không thể nói ra ngoài mà, hắn đáng thương biết bao nhiêu, nếu hắn nói mình không nhìn lén thì chắc bọn họ cũng sẽ không tin. Nói nhảm là nói nhảm nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải làm. Không có cảnh giới chuẩn thiên. Đại trưởng lão cực kỳ chuyên nghiệp, nói xong còn lấy bản đồ ra, chính xác hơn là bản đồ địa cung, thông qua ký ức của lục trưởng lão ma quật, lão ta đã vẽ lại tấm bản đồ này trên đường di chuyển, cửa vào ở đâu, có mấy cửa ra, tất cả đều được lão ta ghi lại rõ ràng, đã đánh rồi phải giết cho bằng hết. Ngươi, ngươi, cả các ngươi nữa, đi theo ta, tam trưởng lão tiện tay chỉ vài người, sau đó biến mất trong khu rừng. Sau đó dừng lại trước cánh cửa thoát khỏi địa cung, họ muốn ôm cây đợi thỏ. Còn lại, theo ta. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão chạy song song, lực chiến mạnh nhất vẫn được dồn cho cửa vào, không có cảnh giới chuẩn thiên thì sợ cái quái gì nữa. Đội hình chèn ép tuyệt đối thế này, cơ quan trong cổ mộ cũng được tìm thấy thông qua ký ức của lục trưởng lão ma quật rồi. Ngươi, ngươi hay đi trộm mộ lắm phải không? Ma Tử đi cuối cùng, giơ tay chọc chọc Triệu Bân. Hắn không đáp lời, ánh mắt đã nói lên tất cả, ta là người như thế ư. Ma Tử ném cho hắn một ánh mắt, nó cũng muốn nói một câu, chứ bộ không phải hả. Xí, Triệu Bân không cho là đúng,
đúng là hắn có tiến vào rất nhiều ngôi mộ, chẳng hạn như mộ vua Âm Nguyệt, cổ mộ vua Man, nhưng hắn cũng không thích chạy vào đó tí nào. Tú Nhi có dặn không có chuyện gì thì đừng chạy vào mộ phần người ta, một khi đụng phải âm túy, ngày nào đó sẽ hóa thành nghiệp chướng. Trước mặt họ, đại trưởng lão đã dừng lại, tìm thấy đường hầm dẫn xuống lòng đất. Cũng như đa số mộ đạo, cuối đường thường là cửa đá. Nhị trưởng lão biết rõ mình phải làm gì, một trưởng đánh nát. Ai? Trong mộ có tiếng hét to, chân nguyên dâng trào. Ông nội ngươi. Cao thủ ma gia đáp lại, đồng thanh đến lạ. Giết, không để lại một tên nào. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão hét to, một người cầm ma đao, một người xách ma kiếm cùng lao vào trong, vừa chạm mặt lập tức tuyệt sát hai cảnh giới địa tạng của ma quật. Các trưởng lão vào sau đó cũng không làm màu làm mè gì, mỗi chiêu đều tuyệt diệt. Các ngươi, ma gia, thấy có người vào, cao thủ ma quật chợt tái mặt. Phần lớn đều ngu người, sao ma gia lại tìm được đến nơi này, cả đại trưởng lão và nhị trưởng lão ma gia nữa, họ thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên từ bao giờ, và họ lấy đâu ra nhiều cảnh giới địa tạng như vậy. Cũng vì ngớ người nên mới bị đánh không kịp trở tay. Phụt, phụt. Màu máu bắn ra khắp nơi, cuộc chiến nghiêng hẳn về một phía, chẳng phải nói nhiều, chỉ riêng hai cảnh giới chuẩn thiên thôi là đủ để ma quật chết lên chết xuống rồi. Lần tấn công này như sói vào bầy dê, sắc bén không sao đỡ nổi, trưởng lão ma gia đằng sau cũng tranh thủ kiểm soát, từng cao thủ ma quật ngã xuống trong vũng máu. Đi! Cao thủ ma quật cũng không ngu, thấy tình thế không ổn bèn quay đầu bỏ trốn. Đáng tiếc, tất cả các cửa ra đều có cao thủ ma gia trông chừng. Nơi đó bầy đầy xe nỏ, ra người nào giết người đó. Hai ta đến như không đến ấy nhỉ. Ma tử cười gượng, cầm kiếm theo chân suốt một đường, thấy xác chết nằm ngổn ngang, cao thủ ma gia đã giết hết sạch. Sau pha càn quét, dù là cảnh giới địa tạng hay huyền dương thì cũng không thể sống nổi, việc kiểm soát cũng không đến phiên họ. Rõ là đến chơi cho vui mà. Triệu Bân đáp trả cực kỳ tùy ý, hắn đi qua mộ đạo, quan sát hình vẽ trên tường. Nó vẽ một con mãnh thú giống Thao Thiết ba phần, lại có 6 phần giống Cùng Kỳ, 1 phần còn lại giống ác thú. Từ bức tranh này, ta có thể đoán được nó xây dựng từ vương triều Hán Cương, ma tử cũng đang xem, chỉ không biết rằng ngôi mộ này có phải là nơi chôn cất vua Hán Cương hay không, dù không phải thì ít nhất cũng phải là vương công quý tộc, mộ lớn thế này, người bình thường không thể xây dựng được. Vua Hán Cương, Triệu Bân thì thầm, hắn từng nghe về người này. Đó là hoàng đế vương triều Hán Cương, là cảnh giới thiên võ hàng thật giá thật, cũng có thể nói là kẻ mạnh nhất thời đại đó, khi vương triều Hán Cương chấn động tứ phương thì vua Âm Nguyệt vẫn chưa được sinh ra nữa là. Thời đại đó, Đại Hạ và Đại Nguyên chỉ là một tiểu quốc mà thôi. Truyền thuyết kể rằng khi còn tại vị, vua Hán Cương từng suýt thống nhất cả vùng đất này, chẳng biết tại sao vua Hán Cương lại biến mất không thấy tung tích trong trận chiến quan trọng nhất, thậm chí cả vương triều cũng suy tàn từ ngày đó. Vận mệnh quốc gia không còn, thời đại phồn hoa bắt đầu suy vong, đến nay, có lẽ cũng không còn truyền thừa. Dòng thời gian lịch sử tàn khốc như thế đấy. Vương triều mạnh mẽ đến mức nào cũng sẽ diệt vong vào một ngày nào đó. Soạt! Hai người ngước lên, chợt trông thấy một bóng đen lướt qua. Triệu Bân và ma tử chuyển tầm mắt sang nhìn nhau, có cá lọt lưới này. Chạy đi đâu? Hai người hừ lạnh, lướt qua mộ đạo đuổi theo. Mộ đạo là một mê cung, có lẽ người xây dựng am hiểu kỳ môn độn giáp nên ngôi mộ được thiết kế cực kỳ huyền ảo, nhưng Triệu Bân và ma tử đều xem bản đồ cầu tạo hết rồi, họ biết nơi nào là sinh môn, cũng biết đâu là tử môn, nhưng bóng đen đó có lẽ cũng biết, cứ lủi một đường đến sinh môn. Người tộc xác chết. Trong quá trình đuổi giết, hai người cùng lẩm bẩm. Hơi thở của tộc xác chết rất dễ nhận biết, nó mang theo âm khí, kẻ họ đang truy đuổi có loại khí này, tu vi không quá cao. Chỉ là địa tạng tầng từ 6, khoác hắc bào, không thấy rõ mặt mũi, chỉ biết là một ông lão. Ma quật và tộc xác chết liên minh với nhau ư, Triệu Bân nhíu mày, nếu không tại sao cứ điểm bí ẩn đến vậy mà lại có người tộc xác chết tiến vào, thậm chí hắn còn nghi ngờ người được chôn dưới mộ đã được ma quật đưa cho tộc xác chết. Vì thế, có lẽ tộc xác chết sẽ cho ma quật thứ họ muốn. Suy cho cùng thì đó vẫn là lợi ích. Đầu óc hắn hoạt động rất nhanh. Những gì hắn đoán cũng không sai. Đúng là ma quật và tộc xác chết liên minh với nhau, đã liên minh từ rất lâu về trước rồi. Lợi ích họ trao đổi cũng khá là đơn giản. Tộc xác chết cần người chết, ma quật cần người sống. Một kẻ cần xác chết để luyện chế con rối,
một kẻ cần người sống để hút cạn máu. Giao dịch được quyết định hết sức nhanh chóng như thế. Cùng là đồng minh nên trong cứ điểm của ma quật có một hai người tộc xác chết cũng chẳng có gì lạ, không may là ma gia đột nhiên tấn công khiến ma quật không kịp trở tay, tộc xác chết cũng bất ngờ không kịp đề phòng, đang bỏ chạy thì đụng phải Triệu Bân và ma tử đang đi tới. Cảnh giới huyền dương nho nhỏ mà cũng dám đuổi theo lão phu ư. Đến một góc mộ đạo, lão già hắc bào đột nhiên hét to, xoay người lại. Sau đó, âm khí chợt dâng trào như sóng to gió lớn thổi quét về phía Triệu Bân và ma tử. Ma tử dùng độn hỏa, hóa thành biển lửa mạnh mẽ tiêu diệt âm khí. Bên cạnh, Triệu Bân như một tia chớp tung hám sơn quyền, đừng thấy hắn nhỏ mà lầm, quyền uy cực kỳ bá đạo. Thậm chí là cảnh giới địa tạng như lão già kia cũng giật mình, không ngờ một đòn tấn công của cảnh giới huyền dương tầng thứ 7 lại hung hãn đến thế, cả khí huyết và lực sinh mệnh đó nữa, không phải là nhiều bình thường đâu. Đúng là nhìn người không nên nhìn vẻ ngoài. Nhóc con đó không phải là người bình thường. Dầm. Khi lão ta đang nói thì nắm đấm của Triệu Bân đã ập đến. Lão già hắc bào kêu rên, bị một đấm đánh lùi nửa bước, người tộc xác chết có rất nhiều chiêu trò. Bản thân không giỏi chiến đấu, chỉ dựa vào sức mạnh của con rối, phần lớn là đánh hội đồng, bàn về thân thể và đối chiến thì yếu hơn hẳn, thua kém người cùng cấp bậc rất nhiều. Triệu Bân thì vốn là yêu nghiệt. Tuy chỉ là cảnh giới huyền dương nhưng một đấm của hắn vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi là, Cơ Ngân. Lão già hắc bào bình tĩnh lại, đôi mắt già nua híp lại thành một đường thẳng. Được tiền bối nhận ra, quả và vinh hạnh, Triệu Bân lấy Long Uyên ra hà một hơi. Sau đó còn dùng ống tay áo lau lau, chỉ cần không phải là cảnh giới địa tạng tầng cao nhất thì hắn có thể đánh được, càng miễn bàn đến việc bên cạnh hắn có ma tử hỗ trợ. Nhìn sang ma tử, cũng đang lau kiếm. Hai tên này cũng khá là ăn ý ấy chứ. Vẻ mặt của lão già hắc bào chợt hiện vẻ kiêng kỵ. Danh tiếng của Cơ Ngân thì lão ta có nghe, đan hải, võ hồn, lực tái sinh, thuấn thân tuyệt sát, thứ nào cũng khiến lão ta ngán chết. Lão ta không ngờ rằng đệ tử Thiên Tông lại đến đây cùng với ma gia. Không kịp nghĩ nhiều, lão ta nhanh chóng kết ấn quyết. Đột nhiên, hai quan tài đá chợt nhô lên khỏi mặt đất, lão ta đang triệu hồi con rối xác. Cút xuống cho ta. Triệu Bân hừ lạnh, thực hiện thuật trầm quan. Hắn đã quá quen với bí thuật này rồi, chỉ để nhắm vào tộc xác chết thôi, chẳng qua không phải với ai cũng có thể thực hiện được, phải xem tư chất người đó thế nào. Với mấy kẻ tư chất không đủ mạnh như lão già hắc bào này hắn mới có thể dùng thuật trầm quan để kiềm hãm, nếu bên kia là địa tạng tầng cao nhất thì rất khó thành công. Ông! Hai quan tài đá run lên, vừa mới nhô lên một chút đã chìm xuống. Lão già hắc bào tái mặt, làm vậy cũng được nữa hả? Keng! Khoảnh khắc đó, ma tử cũng không nhàn rỗi, một kiếm chém tới. Lão ta cắn răng nhanh chóng nhảy về phía sau, ấn quyết lại bắt đầu biến hóa. Ngưng tụ thành lá chắn quanh người, đen ngòm, âm khí tung hoành, trên đó có khắc một hình mặt quỷ, lạnh giá. Cốp, răng rắc. Một kiếm của ma tử rất mạnh, dễ dàng xuyên thủng lá chắn. Chết đi. Lão già hắc bào tiến tới, nhất chỉ xuyên thủng. Tưởng ta là vật trang trí à? Triệu Bân hừ lạnh, dùng bí pháp trói buộc, kiềm hãm không cho lão ta thực hiện động tác gì. Ma tử tranh thủ thực hiện ma long bãi vĩ, hất lão ta văng xa. Chu Tiên Quyết. Triệu Bân như một tia sét lao tới, Chu Tiên Quyết mạnh mẽ không sao tả nổi. Lão già hắc bào lập tức đẫm máu, chân nguyên hộ thể bị phá vỡ, trên ngực xuất hiện một lỗ thủng đầy máu, Chu Tiên Quyết mang theo kiếm uy đáng sợ, cùng với kiếm ý xâm nhập vào khí lực, căn cơ đã bị phá vỡ. Giam! Ma tử hét lên, tung ra lưới phủ văn. Cấm thuật phong ấn của truyền thừa đất ma cũng cực kỳ bá đạo, tấm lưới lớn rơi xuống bao trùm lấy lão già hắc bào. Từng phù văn kia nhanh chóng khắc vào khí lực, vào xương cốt, cũng phong ấn cả kinh mạch lão ta. Phá! Lão già hắc bào hét to, liều mạng giãy giụa. Để thoát được, lão ta còn dùng cấm thuật, đồ văn cổ xưa hiện lên trên mi tâm, khí thế tăng vọt lên trong nháy mắt, cả hình dạng cũng thay đổi, trên trán đột nhiên xuất hiện cái sừng trâu, cả lưng cũng mọc gai, trông cứ như một con quái vật. Lại khinh thường ta rồi. Triệu Bân bĩu môi, cố gắng tìm cho mình cảm giác tồn tại. Cái gọi là cảm giác tồn tại đó chính là một bí thuật bá đạo, phách thiên trảm hàng thật giá thật, chém cho lão ta lảo đảo, cũng vì phân tâm đỡ đòn nên không thể chống lại phong ấn, nhanh chóng bị trói chặt. A! À, lão ta rít gào, cố gắng vùng vẫy.
Vấn đề là phong ấn của ma gia quá mạnh mẽ, phù văn không chỉ khóa xương cốt kinh mạch mà cả đan điền cũng bị chặn lại, lão ta vừa thực hiện cấm pháp mà nay khí thế đã tuột dốc không phanh, ngoan ngoãn chịu trói. Cổ mộ này còn bao nhiêu người tộc xác chết nữa, Triệu Bân đi tới, sợ lão ta chạy nữa nên dán một lá bùa phong ấn lên, tiện thể cuỗm sạch bảo bối trên người lão ta. Có giỏi thì giết ta đi, lão già hắc bào kêu gào. Bộp, ma tử trực tiếp tát một cái hết sức vang dội. Lão già hắc bào phun máu, răng cũng văng ra tứ tung. Nào, để ta. Triệu Bân kéo ma tử, một tay đặt trên đỉnh đầu lão ta. Sau đó chính là thuật soát hồn, với mấy tên cứng miệng thế này thì đây chính là cách trực tiếp nhất. Lão ta rên lên, mặt chợt hiện vẻ đau khổ. Soát hồn rất đau, CE như một cây chùy đập thẳng vào linh hồn, chỉ trong nháy mắt thôi đã thất khiếu chảy máu, Triệu Bân không hề thương hại, tộc xác chết cũng không cần phải thương hại, thù chặn giết Triệu gia hắn vẫn còn nhớ kỹ đây. Nhìn thôi cũng thấy đau, mà Ti Si thôn thức. Hắn ta không quấy dây, tiện tay xách bầu rượu ra. Thuật soát hồn này hắn ta cũng biết nhưng lại không linh ngộ sâu bằng Triệu Bân. Cảnh giới chuẩn thiên. Triệu Bân giật mình bật thốt, mở mắt. Cái gì, ma tử đi tới. Trong địa cung này vẫn còn một cao thủ tộc xác chết có cảnh giới chuẩn thiên, Triệu Bân vội nói. Ầm. Hắn còn chưa dứt lời thì đã nghe thấy tiếng ầm ầm. Âm thanh rất lớn, tuyệt đối không phải là cảnh giới địa tạng đối chiến, là cảnh giới chuẩn thiên đang khai chiến. Như những gì Triệu Bân đoán, đúng là cảnh giới chuẩn thiên của tộc xác chết đang đánh nhau với các vị trưởng lão. Thứ đáng ghê tởm không chỉ có thế, mà là cảnh giới chuẩn thiên của tộc xác chết lại triệu hồi ra hai con rối xác, đều là cấp bậc chuẩn thiên, cộng thêm bản tôn nữa tức là ba cảnh giới chuẩn thiên, đánh với đại trưởng lão và nhị trưởng lão, rõ ràng là ba đánh hai. Bất ngờ ngoài ý muốn mà. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, đi về hướng đó. Ma tử cũng theo sát ngay sau. Xem ra trước đó bọn họ không dùng đến thuấn thân tuyệt sát cùng ma luân huyết tế là lựa chọn cực kỳ chính xác, cũng may lúc nãy họ cầm kiếm đánh, chống lại lão già hắc bào cảnh giới địa tạng tầng thứ 6 vẫn chưa đáng để họ phải dùng đến quân bài tẩy, muốn đánh cũng phải đánh với cảnh giới chuẩn thiên, nếu phối hợp ăn ý thì một đòn có thể khiến đối phương bị thương nặng. Điểm này, lúc đánh lục trưởng lão ma quật đã là một minh chứng rất tốt. Nếu không ba cảnh giới chuẩn thiên của ma gia cũng không thể phong ấn thoải mái như thế, cảnh giới chuẩn thiên mặt dày bỏ chạy thì dù ba đánh một cũng rất khó ngăn cản. Thế nên mới nói dẫn hai người họ đến đây cũng không hẳn chỉ là đến cho có. Tuy chỉ là binh nhì nhưng thỉnh thoảng cũng có thể trọng dụng. Tam trưởng lão, nhanh chóng tiến vào đây. Ma tử nám bùa đưa tin cho tam trưởng lão bên ngoài. Muốn giam giữ cảnh giới chuẩn thiên của tộc xác chết thì cần ba vị trưởng lão cùng hợp tác. Dù sao ba trưởng lão của ma gia cũng chỉ mới thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên, đánh với cảnh giới chuẩn thiên lâu năm cũng không đủ lực chiến, ba đánh ba mà để đối phương chạy mất thì đúng là công cốc. Đến ngay, cần gì ma tử đưa tin, tam trưởng lão đã vào rồi. Đúng là bất ngờ con mẹ nó ở muôn nơi, trong cứ điểm ma quật lại có một cảnh giới chuẩn thiên của tộc xác chết, đó là chuyện bọn họ không thể đoán được, cứ tưởng là một trận toàn thắng, cuối cùng vẫn xảy ra biến cố. Thế nhưng vấn đề không quá lớn. Rầm. Trong địa cung cổ mộ, đại chiến đang diễn ra. Đối chiến với đại trưởng lão chính là thanh niên kim bào, đừng thấy vẻ ngoài trẻ trung đó mà lầm, sự thật là một lão già, có lẽ đã dùng đan dược bảo dưỡng thanh xuân, lực chiến rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn đại trưởng lão. Nhìn lại nhị trưởng lão, còn một đánh hai. Đối chiến với nhị trưởng lão chính là hai con rối xác của thanh niên kim bào, trùm mãng bào đen kín mít. Đều là lão già, không biết của nhà nào, chắc chắn là xác ướp cổ cảnh giới chuẩn thiên tộc xác chết tìm được lúc đào mộ. Xem ngươi kìa, cũng thăng cấp lên chuẩn thiên rồi. Thanh niên kim bào cười lạnh, dường như đã nhận ra được đại trưởng lão ma gia. Cũng vì nhận ra được nên lão ta mới dùng thái độ khinh miệt với tự tin tuyệt đối, cảnh giới chuẩn thiên cũng có mạnh và yếu, chẳng hạn như lão ta, đã thăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên mười mấy năm. Sức mạnh được tích góp lại là thứ mà đại trưởng lão không thể so sánh được. Khinh thường lão phu, người sẽ chết rất thảm. Đại trưởng lão hét to một tiếng, một đao lướt qua không khí chém xuống. Sư phụ từng nói đánh thắng hay không cũng không quan trọng, cái quan trọng là thần thái. Biến ngươi thành con rối cũng không tệ. Thanh niên kim bào cười âm u, một trưởng đánh lùi đại trưởng lão.
Tên khốn đó thật sự rất khủng bố, như một bóng ma nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt, nhất chỉ chọc vào mi tâm đại trưởng lão, đó chính là đòn tấn công tuyệt diệt, một khi trúng mục tiêu thì chắc chắn sẽ là nhất kích tuyệt sát. Phụt! Màu máu đã xuất hiện, đại trưởng lão bị thương. Thế nhưng đòn tấn công lại không trúng mi tâm mà là đầu vai đại trưởng lão. Phụt! Một bên khác, nhị trưởng lão cũng bị thương. Dù sao cũng là hai đánh một, con rối xác cũng biết đánh. Về phần những người khác của ma gia thì đang cố gắng đuổi giết ma quật, cả cổ mộ, hầu như mỗi một ngã rẽ của mộ đạo, mỗi một địa cung, mỗi một mộ thất đều có người đánh nhau, tiếng ầm ầm cứ vang lên liên tục. Xoạt, xoạt. Bên này, Triệu Bân và ma tử đã đuổi tới. Thấy thanh niên kim bào, ma tử khẽ nhíu mày, thi tế. Thế nào, người nhận ra hả? Triệu Bân vừa nói vừa hóa ra phân thân. Trên thực tế, trên đường chạy đến đây hắn đã hóa ra rất nhiều phân thân trong mộ đạo, Thành Thiên Thu cũng có rất nhiều phân thân, bấy giờ đang hấp thu sức mạnh bên ngoài để truyền lại cho bản thể. Tiểu đồ đệ của thi tổ, ma tử nói. Cá lớn nha, Triệu Bân nghe xong thì hai mắt sáng rỡ. Nếu bắt được thi tế, tìm thi tổ đòi tiền chuộc, chắc chắn sẽ kiếm được một cọc. Đang nói thì lại nghe thấy một tiếng rầm vang. Tam trưởng lão đã đánh tới, chẳng nói chẳng rằng, lập tức tham gia vào cuộc chiến, tất nhiên là giúp đại trưởng lão trước, con rối xác đáng sợ thật đấy nhưng nói thẳng ra cũng không khó giết, ai triệu hồi thì giết người đó là được. Đó chính là cách trực tiếp nhất. Còn nữa hả? Thấy tam trưởng lão, thi tế nhíu mày. Nội bộ ma gia thì lão ta có nghe nói, trong các nhánh truyền thừa của đất ma, chỉ có ma gia là yếu nhất. Mới đó thôi đã có ba cảnh giới chuẩn thiên, với lão ta mà nói cũng khá là bất ngờ, thăng cấp dễ dàng như thế ư. Vì có tam trưởng lão tham chiến nên âm thanh từ trận chiến lại càng to. Địa cung cứ rung lên ầm ầm, cột đá chống đỡ liên tục đổ sập, trên trời có đá vụn rơi xuống, cứ rơi từng viên, sàn nhà đầy đá vụn, cát đá tứ tung, có những vầng sáng đáng sợ lan ra khắp bốn phương khiến Triệu Bân và ma tử đứng không vững. Ngắm được không? Triệu Bân hỏi. Được. Ma tử ẩn nấp, khai thiên nhãn nắm ngay mi tâm thi tế. Triệu Bân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đánh phối hợp thì hai người họ cực kỳ chuyên nghiệp. Trong nháy mắt, mi tâm thi tế đã bốc lên ngọn lửa đen ngòm. Ma luân huyết tế. Thi tế nhíu mày, dường như lão ta cũng biết bí thuật đó. Nếu đã biết thì tất nhiên cũng biết cách phá giải. Chẳng cần nghĩ nhiều. Lão ta vung tay tung ra một kiếm khí xé đi lớp da ở mi tâm. Không đúng. Cũng trong khoảnh khắc đó, lão ta chợt biến sắc. Bởi vì lão ta ngửi thấy hơi thở nguy hiểm. Tại sao lại phải kính nể cảnh giới chuẩn thiên, bởi vì linh cảm rất chuẩn. Cảm nhận được thì sao? Thuấn thân tuyệt sát, rất khó đề phòng. Phụt. Lại là màu máu, cực kỳ chói mắt. Triệu Bân vẫn tung ra vạn kiếm quy nhất. Sức mạnh ngưng tụ lại từ phân thân về bản thể, sức mạnh có thể nghiền nát tất cả, một kiếm đâm vào mi tâm thi tế, phá vỡ xương sọ của lão ta. Tiếc là không thể tuyệt sát. Triệu Bân biết người biết ta, thuấn thân tuyệt sát không thể giết được lục trưởng lão ma gia, tất nhiên cũng không thể giết nổi thi tế, cảnh giới chuẩn thiên đều là những nhân tài, chỉ thiếu một bước nữa thôi là trở thành thiên võ, nào có dễ giết như thế. A, thi tế gào lên, huyết mang chém ra. Triệu Bân chạy rất nhanh, vội vàng né khỏi một đòn đó, nếu bị nó chém trúng, không bị chém chết cũng liệt mất nửa người, đòn tấn công của cảnh giới chuẩn thiên không thể đùa được. Thuấn thân tuyệt sát, cơ ngân thiên tông, thi tế lảo đảo, nhìn Triệu Bân, cũng đã nhận ra đó là cơ ngân, con người đỏ tươi, cùng với máu tươi chảy từ mi tâm xuống và gương mặt lạnh lẽo chất chứa vẻ dữ tợn như ác quỷ, đường đường là đồ đệ của thi tổ, đường đường là cảnh giới chuẩn thiên. Lại để một cảnh giới huyền dương đánh cho bị thương nặng, vô cùng nhục nhã. Giam. Đại trưởng lão không hề nhàn rỗi, lại dùng thuật phong ấn. Thi tế lấy lại tinh thần, vẻ mặt lại chợt thay đổi, phong ấn được truyền thừa từ đất ma, vẫn cực kỳ bá đạo, nhất là gia tộc này, cần ba cảnh giới chuẩn thiên mới có thể thực hiện, có lẽ thật sự sẽ phong ấn được hắn. Tự tin một chút, bỏ chữ có lẽ đi. Đó sẽ là câu trả lời của ba trưởng lão ma gia. Phong ấn ma gia, cũng không phải là vật trang trí, đừng nói là thi tế, dù có là Hoàng Phi Vũ Linh đến cũng có thể khiến bà ấy phải khó chịu, cấm pháp do bất diệt ma quân khai sáng, người bình thường không thể chịu nổi đâu. Phong ấn từ trên trời giáng xuống,
địa cung lại rung lên. Thi tế vừa mới bị thương nặng cũng bị đánh cho lảo đảo, phù văn phong ấn đã khắc vào khí lực lão ta, kết hợp với nhau tạo thành một thứ phong ấn cực kỳ bá đạo. Mở, cho ta! Thi tế hét to, chân nguyên cuồn cuộn bùng nổ. Khỏi phải nói, phong ấn thật sự đã bị xé ra một góc. Giam! Ba vị trưởng lão hừ lạnh, cùng gia tăng sức mạnh phong ấn. Thi tế kêu rên, nhanh chóng bị đè ngược trở về. Giết, giết cho ta! Thi tế kêu gào, ra lệnh cho hai con rối xác. Nhận lệnh, hai con rối xác di chuyển, đánh về phía ba vị trưởng lão. Chờ đã! Đại trưởng lão hừ lạnh, lại thêm phong ấn thứ hai vào. Phong ấn này chuyên nhắm vào người tộc xác chết. Hay có thể nói là nhắm vào con rối xác. Chẳng qua là thuật này phải dùng trên người thi tế mới phát huy tác dụng. Thế cũng được nữa hả? Triệu Bân thấy thế thì bất giác nhíu mày. Hai con rối xác thật sự đứng yên không di chuyển, vì thi tế xảy ra vấn đề, bị trưởng lão phong ấn quá mạnh mẽ, thậm chí liên kết với con rối xác cũng tạm thời bị cắt đứt, mệnh lệnh của thi tế không thể làm được gì. Giam! Ba vị trưởng lão cùng lạnh lùng lên tiếng. Sau đó thi tế phải quỳ xuống. Không thể chống lại phong ấn nên quỳ phịch xuống, khí thế nhanh chóng mai một, khí huyết và âm khí vốn có cũng không còn lại gì, đều bị phong ấn hóa giải. Vụt! Đến tận lúc này đại trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Biến cố đến quá đột ngột, suýt chút nữa đã xảy ra chuyện lớn. Thật sự muốn khai chiến với tộc xác chết ư? Thi tế gào giống, lão ta cũng là loại cứng miệng. Những lời đó khiến ba vị trưởng lão nở nụ cười. Biết rõ ân oán của ma gia và ma quật rồi còn kết liên minh với họ thì cũng có nghĩa là chọn lập trường của mình rồi. Nếu không đánh thì ngồi xuống tâm sự tuổi hồng chắc, người nghĩ cái gì thế? Nếu sư phụ còn sống thì sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Nhị trưởng lão thổn thức, vòng quanh thi tế quan sát. Đồ đệ thân truyền của thi tổ, vai vế không hề thấp, có thể sánh ngang với sư phụ của họ. Nếu xét về vai vế, ba người họ còn phải gọi thi tế một tiếng sư thúc. Tối nay ba người họ đã trâu bò đến mức nào cơ chứ? Phong ấn được một người vai vế sư thúc cảnh giới chuẩn thiên, chuyện này mà đồn ra ngoài chắc có thể nói đến 800 năm. Tất nhiên đó không chỉ là công lao của một mình họ, còn cả công sức của Triệu Bân và Ma Tử, nếu không có hai tiểu bối đó đánh hỗ trợ, khiến thi tế bị thương nặng trước thì bọn họ mệt chết cũng không thể phong ấn được đồ đệ của thi tổ. Khiêm tốn. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, Ma Tử cũng hít sâu, người thì chỉnh áo. Kẻ thì vò tóc, chẳng mấy khi được tiền bối khen, được đằng chân lên đằng đầu thì sai trái quá. A! À, thi tế gào thét, vang vọng cả địa cung. Tiếng gào thét ngày càng to nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, lão ta bị phong ấn không thể động đậy, tức giận là chắc chắn rồi, nhưng có lẽ lão ta hối hận nhiều hơn, nếu bỏ chạy từ đầu thì chẳng ai có thể cản nổi lão ta, dù có ba cảnh giới chuẩn thiên cũng không được, có trách thì trách lão ta quá tự mãn, thậm chí còn bị hai tiểu võ tu chơi cho một vố. Rơi vào kết cục bị phong ấn, không chỉ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ mà còn đánh mất mặt mũi sư phụ. Tốc chiến tốc thắng. Ba người đại trưởng lão nói xong bèn tản ra bốn phía. Thi tế đã bị phong ấn rồi, nhưng cao thủ ma quật thì vẫn còn nhảy nhót khắp nơi. Phụt, phụt. Ba cảnh giới chuẩn thiên tham chiến chính xác là đơn phương giết chóc. Cứ điểm của ma quật không có người chấn giữ nhưng lại có một cảnh giới chuẩn thiên của tộc xác chết. Lão ta cũng bị kéo chân rồi nên chẳng ai có thể chịu nổi sự tấn công của ba cảnh giới chuẩn thiên nữa, hết người này đến người khác bị giết chết. Không biết đến lúc nào tiếng kêu la thảm thiết mới dần tan đi. Ma quật ngã xuống, tất cả đều bị giết chết và không có ngoại lệ. Chắc chắn có bảo tàng, tìm. Đại trưởng lão nói xong bèn cùng nhị trưởng lão và tam trưởng lão vây quanh thi tế, tìm chút thông tin, đồ đệ thân truyền của thi tổ chắc chắn sẽ biết rất nhiều bí mật. Thi tế cũng kiên cường, miệng lại kín, ba trưởng lão cũng đã đoán trước điều này, cũng lười nói lời vô nghĩa nên trực tiếp soát hồn. Nào, người đi trước. Phần lớn người ma gia đều chắp hai tay phía sau, đi theo Triệu Bân. Tìm bảo tàng ấy à, tên này có tài năng thiên bẩm độc đáo lắm. So với chạy tán loạn khắp nơi như ruồi không đầu, chi bằng đi theo Triệu Bân. Hắn cũng rất nghiêm túc nhấc đôi chân trần lên sải bước, cực kỳ tự giác đi đầu. Sau lưng hắn là một đám đông, ai biết thì nói là trưởng lão ma gia, không biết lại tưởng là tiểu đệ của hắn ấy chứ. Dáng vẻ của hắn cực kỳ ảnh hưởng đến hiệu ứng hình ảnh, nó không hợp với mấy chữ mạnh mẽ khí phách tí nào. Đại địa linh chú trong truyền thuyết đó ư. Ma Tử theo sau Triệu Bân,
hắn ta vừa ngồi vừa di chuyển, cứ nhìn chằm chằm vào chân Triệu Bân, lòng bàn chân hắn có một phù văn cổ xưa, mỗi lần chân chạm đất đều hấp thu tinh hoa đại địa, bí tịch ma gia có nói về một loại bí pháp cổ xưa, cũng chính là đại địa linh chú của tộc Linh, không có khác biệt gì với thứ Triệu Bân đang dùng lắm. Đúng thật này. Nhiều người tranh thủ ngồi xuống xem, sau đó hai mắt sáng rỡ. Hắn là người tộc Linh hả, Lục trưởng lão thì thầm, bí pháp đại địa linh chú thuộc về tộc Linh, không truyền cho người ngoài, nhưng Triệu Bân lại biết, có lẽ hắn có mối liên hệ sâu xa gì đó với tộc Linh. Thảo nào hắn lại nhạy bén với mấy thứ dưới lòng đất thế. Bát trưởng lão sờ cằm, người tu đại địa linh chú có thể tương tác với đại địa tốt hơn người thường rất nhiều, lĩnh ngộ càng sâu thì lực tương tác càng mạnh, một cách nói khác thì là lực cảm giác mạnh hơn võ tu bình thường. Hôm cướp mỏ vàng đó, có lẽ Triệu Bân cũng dùng cách này để cảm nhận sự khác thường của mặt đất, sau đó tìm thấy quả trứng kỳ lân vàng đó. So với mỏ vàng thì kỳ lân mới là vô giá. Tiểu tử này thật sự là yêu nghiệt. Ngũ trưởng lão hít một hơi thật sâu, ở đây không có ai phản bác, một cảnh giới huyền dương nho nhỏ lại có đan hải, võ hồn, lực tái sinh, đại địa linh chú. Chắc chắn không thể tìm thấy người thứ hai trong dòng thời gian lịch sử này. Dù là bất diệt ma quân cũng không thể theo kịp, nếu cho hắn thời gian phát triển tu vi thì ai mà địch nổi. Đây, trước mặt, Triệu Bân đã dừng lại. Phía trước là một tế đàn. Vì trận đại chiến cho nên tế đàn đã bị tàn phá, đến tận lúc này xác người vẫn còn vương vãi trên những vũng máu khiến cho cả tế đàn bị nhuộm đỏ. Tế đàn này không biết là do người nào tạo nên nhưng chắc chắn là có ẩn chứa huyền cơ. Theo như cảm nhận của Triệu Bân thì bên dưới nhất định có ẩn giấu một tòa địa cung đầy kim ngân châu báu. Nào, để ta. Thất trưởng lão tiến lên đánh một trưởng vào tế đàn. Bên dưới thật sự có huyền cơ, có một lối đi bí mật dẫn thẳng tới một tòa địa cung giống như Triệu Bân đã dự đoán. Bên dưới địa cung chất đầy kim ngân châu báu, bí pháp, binh khí. Cái gì cũng có, tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc khiến cho ai cũng hoa mắt chóng mặt. Tài nguyên ở cứ điểm thứ hai của ma quật còn nhiều hơn ở cứ điểm thứ nhất. Thanh kiếm này thuộc về ta. Triệu Bân quét qua một vòng rồi liền ôm lấy một thanh kiếm chạy đi, tuy hắn đã nhỏ lại nhưng không hề ngốc hơn trước, vừa nhìn thì hắn đã biết thanh kiếm này là bảo vật, nó tỏa ra ánh vàng rực rỡ, chắc chắn được đúc nên từ cửu dương huyền thiết hàng thật giá thật, có giá trị vô song. Còn thanh đao này là của ta. Ma tử cũng rất tự giác ôm lấy một thanh đao màu đen rồi chạy đi. Tốc độ không hề chậm hơn so với Triệu Bân. Hai người này buồn cười thật. Các trưởng lão thì tỏ ra dè dặt hơn, cẩn trọng xem xét kho báu. Sau khi mang hết về thành Thiên Thu thì bọn họ sẽ phân ra sau. Không tồi. Triệu Bân ôm thanh kiếm bước ra từ bên trong địa cung, lật kiếm qua lại ngắm nhìn, thỉnh thoảng còn hà hơi vào thân kiếm rồi lấy tay áo lau lau. Đây là thanh bảo kiếm có giá trị nhất trong số đống kim ngân châu báu kia. Trọng yếu nhất chính là từ bên trong thanh kiếm đã bộc phát ra một loại kiếm ý cổ xưa cực kỳ đáng sợ, sau khi luyện nhập vào kiếm Long Uyên thì chắc chắn sẽ khiến cho uy lực của kiếm Long Uyên tăng thêm một bậc. Không tồi. Ma tử cũng nhếch miệng cười không ngừng, thanh đao đen mà hắn ta đang cầm trong tay cũng là một bảo vật, luận về giá trị thì không hề thua kém thanh kiếm được đúc bằng cửu dương huyền thiết kia, hai người này không hổ là bằng hữu tốt của nhau, vừa nhìn thấy thứ tốt thì đều tiên hạ thủ vi cường. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, trận chiến này nếu như luận công lao thì hai người bọn họ chính là những người có công lớn nhất cho nên hoàn toàn có tư cách lấy đi bảo bối, không có hai người bọn họ thì cũng không thể nào bắt được thi tế. Ông ông! Sau đó không lâu, hai người lại đẩy một cánh cổng đá ra. Đi qua cánh cổng đá lại là một tòa địa cung khác được bảo quản rất tốt, ít nhất thì nó vẫn không bị trận đại chiến làm hư hại. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là bọn họ có thể thấy rõ toàn cảnh, cũng chính vì thấy rõ toàn cảnh nên bọn họ mới cảm thấy ghê người. Tòa địa cung này rất lớn, bên trong chứa đầy hài cốt, ước tính cũng phải có khoảng hàng vạn hài cốt, mà ở trung tâm của đống hài cốt còn có một tòa huyết trì rộng tới mấy chục trượng, không cần hỏi cũng biết tòa huyết trì này là dùng máu huyết của các sinh linh vô tội ngưng tụ ra, hàng vạn hài cốt đang chất đống ở đây chính là bằng chứng. Hú hú! Huyết phong đang thét gào bên trong địa cung. Từng tiếng hú vang lên cực kỳ giống như tiếng than khóc của oan hồn, chỉ có quỷ mới biết ma quật đã bắt và giết hại bao nhiêu sinh linh vô tội ở đây. 2. Ma tử thở dài, quay đi trong yên lặng. Triệu Bân vẫn chưa nhúc nhích, hai mắt hắn híp lại nhìn chằm chằm vào tòa huyết trì, bên trong hình như có thứ gì đó, nói chính xác hơn là có một người, nhưng người đó đã hợp nhất bản thân với tòa huyết trì này,
nếu như không nhìn kỹ thì rất khó có thể phát hiện. Hừm, Ma Tử cũng đã phát hiện ra điểm khác thường, ngay lập tức quay lại lần nữa. Keng, keng. Hai người liếc nhìn nhau, rút kiếm đi tới. Ai, đi ra đây. Còn chưa đến nơi thì Ma Tử đã quát lên một tiếng lạnh lùng. Triệu Bân tuy trầm mặc không nói nhưng toàn thân đã nổi lên sát khí, quyết một kích tuyệt sát. Ông, tòa huyết chỉ đột nhiên run lên, máu tươi bên trong cũng nổi sóng, dần dần trở nên mãnh liệt quay cuồng, từng tấc hóa thành một hình người. Người đó có hai mắt đỏ tươi, thần sắc dữ tợn, toàn thân đẫm máu, nhưng đó không phải là máu của hắn ta mà đều là máu từ tòa huyết trì. Nhìn thoáng qua thì trông y hệt một con quỷ bước ra từ điện Tu La, so với lệ quỷ thì càng khủng khiếp hơn. Vương Dương. Khi Triệu Bân và Ma Tử nhìn thấy cảnh này thì đều cau mày. Bọn họ không ngờ lại gặp Vương Dương ở đây. Không đúng. Sau vài giây thì cả hai lại lắc đầu. Đây đúng là hình dáng của Vương Dương nhưng không phải là chân thân của hắn ta mà chính là phân thân của hắn ta. Mặc dù nó là phân thân nhưng lại không giống như những loại phân thân khác, trong lòng Ma Tử biết rõ, kẻ tu bất diệt ma thân thì trừ chân thân còn có thể biến ra rất nhiều phân thân, mà mỗi phân thân đều có chiến lực không kém cạnh chân thân. Thủ đoạn hay lắm. Triệu Bân hừ lạnh, hắn đã nhìn ra được một ít manh mối. Hắn chắc chắn ngoài phân thân ở đây thì ở nơi khác nhất định vẫn còn có rất nhiều phân thân giải rác đi hút máu sinh linh sau đó chuyển về bồi dưỡng cho chân thân. Như thế thì chân thân có thể bổ sung thêm ma lực. Chuyện này so với chuyện phân thân của Triệu Bân tản ra đi hấp thụ đại địa lực cũng không có nhiều khác biệt. Cơ ngân của Thiên Tông cùng với Thánh Tử Ma ra sao, thật thú vị. Vương Dương nở nụ cười âm hiểm, không sợ hãi một chút nào. Hắn ta chỉ là một phân thân. Cho dù có chết thì cũng không làm tổn thương đến chân thân, nhưng thông qua phân thân này thì chân thân lại có thể nhìn thấy rõ ràng chuyện ở đây, có thể nhìn thấy Ma Tử thì Vương Dương cũng không cảm thấy lạ, nhưng điều thú vị hơn là hắn ta còn nhìn thấy cơ ngân của Thiên Tông. Người của Thiên Tông mà lại kết liên minh với Ma gia. Nếu như Thiên Tông biết được chuyện này thì cơ ngân chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Người nghĩ rằng ông đây còn sợ chuyện đó hay sao? Nếu như hỏi thì đây sẽ là câu trả lời của Triệu Bân. Ngay cả khi chuyện này được tiết lộ cho Thiên Tông thì hắn cũng đã có biện pháp đối phó. Muốn dùng chuyện này để tiêu diệt hắn, Vương Dương đúng là suy nghĩ quá đơn giản. Thánh tử Ma Quật, lâu rồi không gặp. Ma Tử nói, không phải là hắn ta muốn nói với phân thân mà là đang nói với chính chân thân của Vương Dương. Phân thân nghe thấy thì chân thân cũng nghe thấy, bọn họ đều là thánh tử, hàn huyên đôi câu cũng là chuyện nên làm. Nói là hàn huyên, chỉ bằng nói là kéo dài thời gian. Thông qua phân thân này bọn họ có thể tìm được chân thân của Vương Dương. Tiền đề là phải có đủ thời gian. Thật ra ngay từ khi nhận ra kẻ trước mặt là phân thân của Vương Dương thì Ma Tử cùng Triệu Bân đã ngay lập tức mở ra thiên nhãn để nhìn trộm. Phân thân cùng chân thân có liên kết với nhau, tuy mắt thường không thể nhìn thấy nhưng thiên nhãn thì khác. Bọn họ có thiên nhãn cho nên có thể mơ hồ nắm bắt được manh mối để tìm ra được chân thân đang ở đâu. Một ngày nào đó ta sẽ nuốt chửng ngươi. Khóe miệng của phân thân nhếch lên, đôi mắt lóe ra tia sáng âm trầm bạo ngược. Hắn ta còn liếc mắt nhìn Triệu. Bân, người cũng chạy không thoát đâu. Ta có một chuyện đã muốn hỏi từ lâu. Nói xong, Triệu Bân cười nói với Vương Dương. Hờm, phân thân về ông Dương nhét mép, lộ ra vẻ hứng thú. Người, có phải bị bệnh thận hư không? Khụ khụ. Lời nói của Triệu Bân khiến cho Ma Tử suýt chút nữa ngã ngược. Đến lúc này rồi mà hắn vẫn có thời gian để đùa sao? Triệu Bân thầm ho khan một tiếng. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Nhanh mồm nhanh miệng, không biết tại sao vừa mở miệng ra là đã nói như vậy rồi. Lần này phân thân không nói gì nữa mà chỉ nhếch miệng cười âm hiểm, càng cười càng lộ ra vẻ man dợ, ánh mắt lóe lên hung quang. Cơ ngân hiển nhiên đang muốn giở trò kéo dài thời gian với hắn ta, nhưng chủ đề thận hư này đúng là quá nhàm chán. Hắn ta bỗng nhiên bật cười thành tiếng, thân thể bắt đầu tan chảy ra. Hoặc là nói chân thân ở bên kia đang muốn hủy đi phân thân này. Vương Dương không ngốc, hắn biết cơ ngân và Ma Tử đang nghĩ gì, bọn họ đang muốn tìm ra chân thân của hắn ta thông qua phân thân cho nên hắn ta liền chuồn mất, không lưu lại chút sơ hở nào. Đi đâu? Ma Tử hừ lạnh một tiếng, phóng tới tòa huyết trì nhanh như chớp. Triệu Bân hành động còn nhanh hơn Ma Tử. Một đạo thủ ấn đã từ trên trời giáng xuống tòa huyết trì. Phân thân của Vương Dương chỉ cười không nói, trong chớp mắt thân thể đã tan vào tòa huyết trì.
bên trong tòa huyết chỉ bỗng bắn ra một đạo ma quang, ma tử đang phóng đến không kịp đề phòng liền bị ma quang bắn trúng thân thể. Bất diệt ma chú. Ma tử hừ lạnh một tiếng, ngay lập tức biến sắc. Cảnh tiếp theo mới thật sự thú vị. Ma tử kêu lên một tiếng, bởi vì bị ma quang xâm nhập vào thân thể cho nên hắn ta đã thay đổi hình thái, mái tóc dài của hắn ta trong nháy mắt chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, đôi mắt phút chốc mất đi ánh sáng, lúc này trông đỏ ngầu bạo ngược, huyết khí cuồn cuộn bốc lên quanh thân hắn ta hóa thành ma sát, không chỉ hung bạo mà còn mang đầy tà niệm cùng ác niệm. Chuyện này, Triệu Bân cau mày. Mới giây trước ma tử còn là tên bằng hữu mặt cầu bình thường của hắn. Vậy mà ngay giây sau ma tử đã biến thành một đại ma đầu. Giàu to rồi, thật sự giàu to rồi. Bên dưới địa cung, các trưởng lão ma gia vẫn đang bận di chuyển bảo vật. Mấy lão già vui vẻ ra mặt, nhìn thấy tiền còn cảm thấy thân thiết hơn nhìn thấy cha mẹ ruột. Mọi người bên này đang mừng rỡ thì đại trưởng lão ma gia ở bên kia đang cau mày. Lão ta cùng hai trưởng lão khác đang thi triển thuật soát hồn lên người thi tế nhưng không lục soát được thông tin gì. Bên trong linh hồn của thi tế có khắc một cấm chế cấp bậc thiên võ, nhất định là bút tích của thi tổ để lại phòng người khác sử dụng thuật soát hồn. Cấm chế này rất không tầm thường, ba trưởng lão ra sức thi triển thuật soát hồn suốt cả ngày khiến cho thi tế đau đớn đến chết đi sống lại nhưng vẫn không thể nào khai thác ra được thông tin. Thi tổ, người khá lắm, đại trưởng lão nói rồi thu tay lại. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng ho khan, cấm chế này đã khiến cho bọn họ lực bất tòng tâm. Thi tế tất nhiên là đã đau đớn đến ngất đi, thuật soát hồn không phải là chuyện đùa, lão ta bị ba vị trưởng lão soát hồn đến mức thất khiếu đều chảy máu, đầu óc trở nên mê muội, nếu như ba vị trưởng lão lại mạnh tay thêm một lần nữa thì thật sự còn có thể khiến cho lão ta trở thành một kẻ ngu dại. Mang về thành trước rồi tính, đại trưởng lão phất tay nói. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng có ý này, nếu như thuật soát hồn đã không có hiệu quả thì phải thử những phương pháp khác, chắc chắn sẽ có một phương pháp thích hợp để áp dụng lên người thi tế, chẳng hạn như là tra tấn, bằng không cũng có thể bắt lão ta đem đi tống tiền thi tổ chắc chắn có rất nhiều tiền bạc. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng gầm rú từ đâu truyền đến. Tiếng ồn ào này chắc được truyền ra từ một trận đại chiến. Vẫn còn kẻ thù sao? Ba vị trưởng lão vội vàng đứng dậy, nhanh chóng tiến vào sâu hơn. Các trưởng lão đang di chuyển bảo vật bên dưới địa cung cũng rời khỏi địa cung rồi đi thẳng về hướng đó. Kêu, ta cho ngươi kêu. Còn chưa nhìn thấy người thì đã nghe thấy tiếng Triệu Bân quát lên. Các trưởng lão đuổi tới nơi thì nhìn thấy ma tử phóng ra từ một tòa địa cung khác. Có vẻ như hắn ta đang bị ai đó đuổi đánh. Ai đang đuổi đánh hắn ta? Tất nhiên là Triệu công tử. Ma tử đã bất cẩn cho nên mới chúng phải bất diệt ma chú của phân thân Vương Dương dẫn đến tâm thần hỗn loạn, biến thành một đại ma đầu cuồng bạo, lục thân không nhận, chỉ muốn lao lên chém giết Triệu Bân. Triệu Bân tất nhiên cảm thấy rất khó chịu. Kết quả là cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau một trận. Cuối cùng, ma tử bị đánh thảm. Triệu công tử là ai chứ? Hắn là một kẻ thường xuyên bị thiên lôi đánh, không bao giờ lưu tình khi chiến đấu. Đừng nói là ma tử đã mất đi thần trí, cho dù thần trí của hắn ta vẫn còn thanh tỉnh thì cũng không xử lý được Triệu Bân. Chạy, chạy đi đâu? Triệu Bân hò hét, vác theo Lang Nha Bổng đuổi đánh. Khi các trưởng lão nhìn thấy chuyện đó thì đều kinh ngạc, mới vừa nãy còn tốt, sao bây giờ lại lao vào đánh nhau rồi? Bất diệt ma chú. Vẫn là đại trưởng lão có nhãn giới cao, có thể nhìn ra được manh mối ngay lập tức, giữa ấn đường của ma tử có khắc một đạo ma văn. Đó chính là ma văn của bất diệt ma chú, khắc vào trong hồn phách có thể khiến cho người ta bị rối loạn tâm thần. Nhưng lão ta rất nghi hoặc. Sao ma tử lại trúng bất diệt ma chú? Trong lúc lão ta đang quan sát thì Triệu Bân càng đánh càng hăng. Ma tử rất thảm, không biết đã bị đánh trúng bao nhiêu đòn. Thành thật mà nói thì Triệu Bân đã muốn làm việc này từ rất lâu, hắn rất muốn đem ma tử đánh một trận cho thỏa thích, hiện tại chính là một cơ hội tốt để công báo tư thù. Triệu Bân cũng đã tìm ra một lý do rất chính đáng cho chuyện này, ma tử chịu đòn rất tốt. Nếu như còn đánh nữa thì sẽ chết người đó. Nhị trưởng lão đen mặt, một tay xách Triệu Bân lên. Tên nhóc này chắc chắn có mục đích xấu, nếu không thì sao lại ra tay ác như vậy? Phong! Tam trưởng lão cũng ra tay, một trưởng trấn áp ma tử. Đến lúc này thì địa cung mới yên tĩnh trở lại. Các trưởng lão khác cũng xông lên bao vây ma tử.
Sau khi cẩn thận xem xét thì bọn họ đều xác định đây là bất diệt ma chú. Đại trưởng lão không nghĩ nhiều, ngay lập tức điểm ngón tay lên ấn đường của ma tử. Sau đó lão ta lại gấp rút chữa thương cho thánh tử, hắn ta đã bị đánh tới mức cả người đầy thương tích, mặt mũi bị đánh sưng húp, toàn thân in đầy dấu tay dấu chân của Triệu Bân. Tất cả mọi người ngay lập tức quay lại nhìn Triệu Bân. Ta thừa nhận hôm nay ta có hơi nóng giận, Triệu Bân lau máu mũi rồi nói, tuy hắn nói một cách rất thành khẩn nhưng trên khuôn mặt nhỏ của hắn lúc này lại đang khắc rõ hai chữ sảng khoái. Hôm nay trở về hắn nhất định sẽ có một giấc mộng đẹp. Các trưởng lão im lặng, hít một hơi thật sâu. Có một người huynh đệ tốt như Triệu Bân, ma tử đúng là có phúc. Bất diệt ma chú là gì? Triệu Bân vừa lau máu mũi vừa bước lên hỏi. Lo chuyện vớ vẩn đủ rồi, quan trọng nhất vẫn là phải tìm hiểu về bất diệt ma chú. Bất diệt ma chú là một loại chú pháp cổ xưa, truyền từ thời bất diệt ma quân, tam trưởng lão nói, ma chú này có thể điều khiển tâm trí và linh hồn của con người, ma tử chắc đã bị ảnh hưởng bởi bất diệt ma chú nên mới mất đi thần trí. Có cách hóa giải không? Có, tam trưởng lão khẳng định, nhưng lại nói tiếp, chỉ có điều chuyện đó khá phiền phức. Sao thánh tử lại trúng ma chú? Lục trưởng lão ngập ngừng hỏi. Triệu Bân ho khan một tiếng, kể lại cho bọn họ nghe những chuyện vừa rồi. Nghe vậy, tất cả các trưởng lão đều cau mày, không ngờ lại có cá lọt lưới. Thánh tử ma quật đúng là xảo quyệt, ngay khi Triệu Bân và ma tử vừa xông lên thì đã khiến cho ma tử trúng chiêu. Nếu như kẻ bị trúng chiêu là ta thì hắn ta chắc chắn sẽ còn tàn nhẫn hơn thế. Triệu Bân xoa xoa hai tay rồi nói, người mà hắn đang nói tới chính là ma tử, hắn ta cũng đâu có hiền, lúc nào cũng tìm cơ hội để đánh hắn một trận. Đúng là huynh đệ tốt, ngay cả chuyện đó cũng hiểu. Kỳ thực ma tử cũng rất muốn đánh Triệu Bân một trận, ngay cả nằm mơ mà hắn ta cũng nhìn thấy mình đang đánh Triệu Bân, lý do cũng rất tương tự với huynh đệ tốt của mình, Triệu Bân chịu đòn rất giỏi. Hóa ra, giữa hai người này mới đúng thật là chân ái. Mấy trưởng lão nhìn nhau bằng ánh mắt ý vị thâm trường. Tại cứ điểm thứ ba của ma quật e rằng không thể đánh thẳng vào như thế này nữa, nhị trưởng lão nói. Mọi người không phản bác. Chỉ có kẻ ngu mới tiếp tục đánh thẳng vào như thế này. Đối phương chắc chắn đã có phòng bị. Nói không chừng bọn chúng còn đang đào sẵn một cái hố lớn chờ bọn họ nhảy vào rồi chôn sống. Chúng ta về thành trước. Đại trưởng lão nói xong liền mang theo ma tử rời đi. Sau khi xong việc thì ta sẽ tìm ma gia tính sổ. Đã hiểu. Triệu gia thì sao, có tìm được không? Vẫn chưa có dấu vết. Vậy thì tiếp tục tìm. Vương Dương hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ nanh ác. Lão già trước mặt hắn ta khẽ cúi đầu rồi chậm rãi rời khỏi địa cung. Sau đó có rất nhiều người thân mang xiềng xích bị đẩy vào địa cung, tất cả đều rách rưới, mặt mũi bầm tím, giống như một đám dân chạy nạn. Chính xác mà nói thì đây là những thôn dân bị ma quật bắt được rồi đem đến nơi này, hiển nhiên là để cung cấp cho Vương Dương hấp thụ sinh linh khí. Đây là hoạt động diễn ra mỗi ngày tại hang ổ của ma quật. Vương Dương đứng dậy, thè cái lưỡi đỏ tươi ra liếm vành môi. Á! Chẳng mấy chốc, những tiếng la hét thảm thiết đã tràn ngập địa cung. Đẫm máu, cảnh tượng hết sức đẫm máu. Toàn bộ người sống đều bị hút thành thây khô. Ở bên kia, Triệu Bân đã đi vào một khu rừng. Sau đó không lâu thì hắn tìm được một cổ mộ. Cảnh tượng ngổn ngang, bia mộ cũng đã ngã xuống. Tại hạ không cố ý quấy rầy. Triệu Bân đốt hương rồi bước vào trong cổ mộ. Cảnh tượng bên trong cổ mộ vẫn đúng như những gì hắn nhớ. Mụ Dạ Xoa vẫn còn ở đó, nằm lặng lẽ trong quan tài. Đứa con trai của Mụ Dạ Xoa cũng vẫn còn đó, một đống hài cốt nằm lặng lẽ trong quan tài. Bên cạnh còn có một cỗ quan tài đã bị xốc nắp lên, bên trong trống rỗng. Đúng vậy, Diệu Ngữ đã ra ngoài, sao còn có người trong quan tài được? Làm sao cô ấy có thể sống lại? Triệu Bân lặng lẽ đứng trước quan tài, không ngừng lầm bầm. Diệu Ngữ không phải là người bình thường, hắn đã biết điều này ngay từ đêm hôm đó, và hầu hết sát thủ La Sinh Môn trong đêm đó cũng biết. Nguyên nhân chính là vì biết cho nên bọn chúng mới muốn có được thi thể của Diệu Ngữ. Đáng tiếc, cô ta đã bị hắn táng thân ở đây. Tại hạ không cố ý quấy rầy. Lại nói câu này, Triệu Bân liền nhảy vào bên trong quan tài. Hắn lặng lẽ nằm xuống, nhắm mắt lại rồi tĩnh tâm cảm nhận. Quan tài này không có gì khác thường,
chẳng qua bên trong có khắc cấm chế, còn được tạo nên bằng vật liệu đặc biệt để có thể bảo tồn thi thể nguyên vẹn, bằng không thì Diệu Ngữ đã chết nhiều năm như vậy cũng không thể còn được một thi thể hoàn chỉnh. Ngao, ngao. Trong lúc hắn đang cảm nhận thì Tiểu Kỳ Lân lại nhảy ra ngoài. Hôm nay Tiểu Kỳ Lân có chút dị thường, sau khi nhảy ra ngoài thì liền muốn đập phá quan tài. Phía dưới, có cái gì sao? Triệu Bân ngập ngừng hỏi. Tiểu Kỳ Lân thè lưỡi gật đầu. Có thứ gì nhỉ? Triệu Bân bất giác nhìn xuống dưới, dùng chân trần cảm thụ bằng đại địa linh chú. Đáng tiếc hắn không phát hiện ra điều gì. Một lúc sau, hắn ngồi xổm xuống, vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra lục lọi bên trong quan tài. Lục lọi một chút thì hai mắt hắn bỗng lóe lên, quả nhiên bên dưới còn có huyền cơ. Có điều cơ quan cũng không nằm bên trong quan tài mà là nằm trên một tế đàn cách đó không xa. Hắn ngay lập tức búng một viên đá trúng vào cơ quan. Ông! Cỗ quan tài đột nhiên run lên, đáy quan tài mở rộng để lộ ra một cái thang đá dẫn thẳng xuống lòng đất. Triệu Bân liếc nhìn vào trong rồi cầm theo kiếm Long Uyên bước xuống. Tiểu Kỳ Lân tuy không hiểu gì nhưng cũng rất hào hứng chạy theo. Thảo nào ta không cảm nhận được. Triệu Bân lẩm bẩm nói, mắt nhìn lên vách tường, nơi đây dán đầy bùa ẩn giấu. Cuối bậc thang đá có một cánh cổng đá khắc cửu cung bát quái. Chuyện này cũng không thể ngăn cản Triệu Bân tìm ra được cơ quan và mở ra một cách dễ dàng. Đúng như hắn dự đoán, bên dưới có một tòa địa cung. Bước vào trong, hắn lại thấy một tế đàn khác. Chính giữa tế đàn có một bông sen trắng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sen sinh linh. Triệu Bân lẩm bẩm, đôi mắt hơi nhíu lại. Sen sinh linh, công dụng đúng như tên gọi, chính là một nguyên liệu luyện đan hiếm có đã tuyệt tích bên ngoài, ít nhất thì hắn vẫn chưa từng thấy qua, ăn một bụi liền có thể gia tăng tuổi thọ. Ngao, ngao. Tiểu Kỳ Lân rất thích thú, chạy tung tăng quanh tế đàn. Không chỉ có tên nhóc này mà ngay cả mầm tạo hóa bên trong cơ thể của Triệu Bân cũng đang run rẩy, dường như rất phấn khích. Phàm giới cũng thật là thú vị. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn rồi thổn thức tặc lưỡi. Sen sinh linh, cũng khá là ấn tượng. Tuy nhiên, trên tế đàn còn có một thứ quý hơn cả sen sinh linh. Triệu Bân bước tới chăm chú xem xét. Trên tế đàn có cấm chế, linh khí tràn ra từ sen sinh linh bị tế đàn này khống chế sau đó truyền vào cỗ quan tài bên trên bằng phương thức đặc thù. Đáng tiếc là cấm chế đã bị hư hỏng khiến cho đường truyền bị gián đoạn, bằng không thì trước đó hắn nhất định đã phát hiện. Địa cung bên dưới cổ mộ rất âm lãnh tịch mịch. Triệu Bân đứng trước tế đàn tập trung xem xét. Hắn hết nhìn cấm chế rồi lại nhìn sang sen sinh linh, càng nhìn càng có thể nhìn thấu, đây dường như không phải là sen sinh linh chân chính. Bên trong thiên thư huyền môn có nói tiên vật bậc này ở phàm giới tuyệt đối không có, hoặc là nói nó tuyệt đối không thể nào sinh trưởng ở trong nhân gian, cho dù có thì chẳng qua chỉ là chút thủ đoạn của phàm nhân, không thể tự sinh ra được sinh linh khí, xem ra bông sen sinh linh này hơn phân nửa là đồ giả. Thứ đồ giả này, chắc hẳn nó chỉ là một đóa sen bình thường bị nhiễm chút tinh hoa của sen sinh linh. Thế nên nó mới thoạt nhìn giống như có được đặc tính của sen sinh linh. Cho dù là đồ giả nhưng vẫn có thể xem nó là chân bảo ở phàm giới, vì nhiễm tinh hoa của sen sinh linh cho nên cũng có năng lực làm gia tăng tuổi thọ, điều khiến cho hắn khó hiểu nhất chính là tại sao mụ dạ xoa không dùng nó để kéo dài sinh mệnh của mình, hay là do mụ ta đã mất hết ý chí, không còn muốn sống nữa, chỉ muốn nhanh chóng cùng người nhà đoàn tụ. Ngao, ngao! Tiểu Kỳ Lân bước tới, không ngừng nhảy nhót. Mầm tạo hóa cũng không chịu nằm yên. Đừng lại gần! Triệu Bân nhắc nhở Tiểu Kỳ Lân. Tế đàn này không đơn giản như bề ngoài, thoạt nhìn thì giống như cơ duyên nhưng thật ra là một cái bẫy, nếu như dám động vào thì chắc chắn sẽ kích hoạt cấm chế, mà cấm chế chính là một loại sát trận, không cẩn thận sẽ bị chém nát. Ngoài ra, cấm chế này còn có khả năng tự hủy. Nếu như dám tự ý hái sen sinh linh thì sẽ kích động cơ quan, cấm chế khác trên cơ quan sẽ tự động phá hủy sen sinh linh, điểm này hắn đã có thể nhìn thấu. Cho nên mới nói, tế đàn này không được tự tiện động vào, sen sinh linh cũng không thể tùy tiện hái lấy, nếu như muốn lấy thì điều kiện tiên quyết là phải phá vỡ được trận pháp ở đây. Tiểu Kỳ Lân rất ngoan ngoãn. Thánh thú không ngốc, nó cũng có thể nhìn ra được nguy cơ. Nó biết tế đàn này rất nguy hiểm. Hửm, Triệu Bân bất giác cau mày nhìn lên trên. Lại có thêm kẻ khác lại bước vào cổ mộ, nếu như hắn đoán không sai thì hẳn là có tới hai người. Một người có cảnh giới địa tạng đỉnh phong, một người có cảnh giới huyền dương đỉnh phong,
ngoài ra khí tức mà bọn chúng tỏa ra còn khiến cho hắn cảm thấy chán ghét, đó là khí tức của người thi tộc. Rõ ràng là bọn chúng tới đây để đào mộ. Cũng may dưới này có bùa ẩn giấu cho nên bọn chúng chưa thể phát hiện ra. Nếu không thì chỉ cần tiếng kêu của Tiểu Kỳ Lân cũng sẽ khiến cho đối phương chú ý. Trở về. Không cần suy nghĩ nhiều, Triệu Bân liền gọi Tiểu Kỳ Lân về cơ thể. Sau đó hắn liền độn thổ, người của thi tộc chắc chắn sẽ sớm tìm ra chỗ này. Hắn đoán không sai. Quả nhiên có hai người của thi tộc đã bước vào cổ mộ, một lão già áo đen và một thanh niên tóc tím toàn thân tràn đầy âm khí, so với U Linh lại càng lạnh lẽo hơn. Vừa bước vào cổ mộ thì bọn chúng đã xem xét khắp nơi. Trong cổ mộ này chắc đã từng xảy ra đại chiến. Lão già áo đen xem xét một vòng rồi vuốt râu nói. Nói thực ra thì đây là một câu vô nghĩa, chỉ cần không bị mù thì liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Thanh niên tóc tím không nói gì, chỉ phe phẩy chiếc quạt giấy, bước đến quan tài của con trai mụ Dạ Xoa, tùy tiện nhấc nắp quan tài lên, thứ mà hắn ta nhìn thấy là một bộ hài cốt. Bộ dạng này cũng không thể luyện thành thi khôi được nữa. Ông, lão già áo đen cũng không nhàn rỗi, một tay mở nắp quan tài của mụ Dạ Xoa. Thi thể của mụ Dạ Xoa được bảo quản tốt, là do chất liệu của quan tài. Thánh tử, cỗ thi thể này cũng có thể miễn cưỡng luyện được. Lão già áo đen cười nói, đôi mắt lóe sáng. Thanh niên tóc tím liếc mắt một cái, dường như không hài lòng lắm. Bước tới cỗ quan tài thứ ba, hắn ta đứng lại. Nheo mắt nhìn vào bên trong. Bên trong quan tài trống rỗng, chỉ còn lại vài món đồ bồi táng. Lão già áo đen cũng liếc nhìn rồi trầm ngâm nói, đã có người tới đây trước. Lão ta phỏng đoán rất có cơ sở, ở đây có ba cỗ quan tài thì đáng ra phải có ba thi thể, nhưng cỗ quan tài này lại trống rỗng, chắc chắn là có người đã lấy thi thể đi. Nhưng thi thể của cường giả địa tạng vẫn còn ở đây, chẳng lẽ kẻ được chôn trong quan tài này có tu vi còn cao hơn cảnh giới địa tạng? Thật là nhàm chán. Thanh niên tóc tím thu tầm mắt lại rồi quay đi. Tuy nhiên, ngay sau đó hắn ta liền quay lại nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài với đôi mắt nhíu chặt. Lão già áo đen cũng đã cảm giác được có gì đó không ổn, lẩm bẩm nói, khí tức của người sống. Cảnh giới huyền dương. Có huyền cơ. Thanh niên tóc tím mỉm cười, nhìn thẳng về phía tế đàn bên cạnh. Cơ quan bên trong quan tài được kết nối với tế đàn đó. Thú vị. Thanh niên tóc tím búng ra một viên đá kích hoạt cơ quan. Quan tài run lên, đáy quan tài mở ra một lối đi ngầm. Cả hai nhảy vào, đi dọc theo lối đi tối tăm. Sau khi mở cánh cổng đá thì bọn họ cũng nhìn thấy tế đàn và hoa sen. Sen sinh linh. Nhìn thấy nó, mắt của cả hai người đều sáng lên. Đúng là niềm vui bất ngờ, đây chính là sen sinh linh, nó là chân bảo hiếm có trên đời. Nếu như mang về dâng lên thi tổ thì chắc chắn sẽ được ban thưởng lớn, sen sinh linh là thứ vô giá chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Quả nhiên là người của thi tộc. Dưới lòng đất, Triệu Bân ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy rõ ràng. Xem đi, đám nhân tài thi tộc này không có lợi thì không dậy sớm, không phải đang đào mộ thì chính là đang trên đường đi đào mộ, đánh hơi ra mộ phần nhà người ta rất chuyên nghiệp, ngay cả một cổ mộ nhỏ cũng không buông tha. Thánh tử thi tộc. Triệu Bân xoa xoa cái cằm nhỏ. Lúc nãy hắn đã nghe thấy xưng hô giữa lão già áo đen và thanh niên tóc tím, cái tên này đúng là một con cá lớn, có thể bắt cóc hắn ta để tống tiền thi tộc, chuyện bắt cóc tống tiền này Triệu Bân thật sự làm rất chuyên nghiệp. Cút ra đây! Hắn vừa nhìn lên thì đã thấy lão già áo đen đang đứng quát, lão ta dậm một chân xuống đất, không hiểu tại sao khí tức của người sống lúc này lại nhạt đến như vậy. Lý do là bởi vì khí tức mà lão ta cảm nhận được chỉ là chút tàn dư trước đó khi Triệu Bân đứng trong địa cung chứ không phải là khí tức mà Triệu Bân tỏa ra lúc này. Thi tộc chuyên làm những chuyện tổn hại âm đờ si. Bạn chúng luyện thi thể quanh năm cho nên rất nhạy bén với khí tức của người sống. He! Triệu Bân kêu rên một tiếng, bị chấn bay ra khỏi lòng đất. Mật đia trẻ! Nhìn thấy Triệu Bân, cả hai người đều nhướng mày. Chỉ có điều Triệu Bân đang khoác hắc bào cho nên lão già áo đen không thể nhìn thấy gương mặt, lão ta chỉ biết đứa trẻ này có cảnh giới huyền dương, tuy nó đã trốn rất kỹ nhưng khí tức của người sống đã bán đứng nó. Con nhà ai đây? Lão già áo đen mỉm cười âm hiểm nói. Ma quật, Triệu Bân thản nhiên nói. Ngươi cho rằng lão phu là con nít 3 tuổi sao? Lão già áo đen cười lạnh, ngay lập tức giơ hai tay lên vươn về phía Triệu Bân, lòng bàn tay của lão ta có lực hút kinh khủng.
Triệu Bân vừa mới đứng vững thì đã bị hút về phía lão ta. Phụt! Sau đó, liền có một tia máu chói mắt bắn ra ngoài. Lão già áo đen dây trước vẫn còn mỉm cười âm hiểm thì dây sau đã bị Triệu Bân chém đứt đầu, uy lực của thuấn thân tuyệt sát không phải là chuyện đùa, rất khó lòng phòng bị, lão già còn chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể thì đã bị chém đầu, trên mặt vẫn còn nguyên nụ cười nhưng lúc này đã trở nên rất vặn vẹo, hai mắt muốn lồi cả ra ngoài. Từ góc độ này còn có thể nhìn thấy thân dưới của lão ta vẫn còn đang co giật, còn mợ nó, chết cũng thật là nghẹn khuất. Ngươi! Thánh tử thi tộc chợt biến sắc, ngay lập tức phi thân ra sau. Không chỉ có lão già áo đen trở tay không kịp mà hắn ta cũng không khác gì, hắn ta vừa nhìn thấy đầu của lão già áo đen rơi xuống thì đã hốt hoảng, một cường giả cảnh giới địa tạng đỉnh phong thế mà lại bị một đứa trẻ chém bay đầu, đứa trẻ này quá quỷ dị, trong tay còn có bí pháp thiên nhãn thuấn thân. Chạy đi đâu? Triệu Bân rất nhanh, chỉ nhảy hai bước thì đã chặn ở ngay lối ra. Thiên Tông, Cơ Ngân. Đến lúc này thì thánh tử thi tộc đã nhận ra thân phận của Triệu Bân. Trên toàn cõi Triều Long Đại Hạ chỉ có một mình Cơ Ngân của Thiên Tông là thông hiểu thiên nhãn thuấn thân, cũng chỉ có một mình hắn là bị cải lão hoàn đồng. Việc này sớm đã truyền đi khắp Đại Hạ, làm sao thánh tử thi tộc có thể không biết được. Không ngờ. Thật không ngờ. Ở đây mà hắn ta cũng gặp phải yêu nghiệt của Thiên Tông, mới vừa nãy hắn ta đã tận mắt được lãnh giáo sự bá đạo của thuấn thân tuyệt sát, một cường giả cảnh giới địa tạng đỉnh phong chưa kịp kích hoạt chân nguyên hộ thể liền bị một kiếm chém bay đầu, e rằng ngay cả cường giả chuẩn thiên đề phòng không tốt thì cũng sẽ bị tên nhóc này một kích đả thương. Hắn ta nên cảm thấy may mắn. Nếu như thuấn thân tuyệt sát kia nhắm vào hắn ta thì hắn ta nhất định đã chết. Dám đến Đại Hạ đào mộ, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Đã là người của thi tộc thì đừng mong rời khỏi nơi này. Triệu Bân lấy ra kiếm Long Uyên bằng động tác tiêu chuẩn, trước tiên hắn còn hà hơi lên thân kiếm rồi dùng ống tay áo lau qua một lần khiến cho thân kiếm trở nên bóng loáng, phản chiếu rõ hình ảnh của thánh tử thi tộc. Dựa vào ngươi! Thánh tử thi tộc cười lạnh, trên nét mặt đã không còn sự sợ hãi. Chủ yếu là do hắn ta đã ổn định được tinh thần, thuấn thân tuyệt sát tuy rất bá đạo nhưng không phải lúc nào cũng có thể dùng được. Sau khi dùng một lần thì sẽ tiêu hao đồng lực, trong một khoảng thời gian ngắn không thể dùng tới lần thứ hai, nếu như tên nhóc này không thể sử dụng thiên nhãn thuấn thân được nữa thì hắn ta còn phải sợ cái gì, hắn ta đường đường là thánh tử thi tộc, còn là cường giả cảnh giới huyền dương đỉnh phong, chẳng lẽ còn không thể bắt được một tên nhóc cảnh giới huyền dương tầng 7. Chuyện đó cũng khó nói lắm. Triệu Bân không nhiều lời vô nghĩa, một chân đạp đất lấy đà phóng ra, đâm tới một kiếm lôi phong cực mạnh. Thánh tử thi tộc khinh thường, một tay kết ấn niệm chú. Ngay lập tức có một cỗ quan tài chui ra khỏi mặt đất rồi chắn phía trước mặt hắn ta, tất nhiên đó chính là thi khôi mà hắn ta luyện nên, thi khôi mà hắn ta luyện đều là thi khôi cảnh giới địa tạng, ngày thường tuy chỉ dùng để chiến đấu nhưng vào những thời khắc quan trọng, cũng có thể sử dụng làm lá chắn. Phá thuật trầm quan. Triệu Bân thầm quát trong lòng, một tay cầm kiếm một tay kết ấn. Thi triển tuyệt chiêu phá thuật trầm quan khiến cho cỗ quan tài vừa mới ngoi lên khỏi mặt đất đã phải mạnh mẽ chìm xuống. Ngay khi cỗ quan tài vừa chìm xuống lòng đất thì thánh tử thi tộc liền hoang mang, còn có chiêu thức này sao? Keng! Giữa lôi quang chói mắt, kiếm của Triệu Bân đã đâm tới. Thánh tử thi tộc biến sắc, ngay lập tức phi thân bỏ chạy. Triệu Bân còn nhanh hơn hắn ta, một kiếm đâm xuyên vai thánh tử thi tộc. Hắn vốn muốn đâm vào vị trí trọng yếu nhưng không biết từ bên trong cơ thể thánh tử thi tộc đột nhiên chảy ra nguồn năng lượng gì mà lại có thể trở thành một lớp giáp cực kỳ cứng rắn khiến cho kiếm Long Uyên trệch khỏi quỹ đạo ban đầu, từ mệnh môn trệch sang bả vai. Xem chiêu! Thánh tử thi tộc quát lớn, điểm ra một ngón tay. Ngón tay vừa điểm ra tự mang kiếm khí này có lực xuyên thủng rất mạnh, nhắm ngay giữa ấn đường của Triệu Bân, nếu như một chiêu này trúng đích thì đối phương chắc chắn sẽ chết ngay tức khắc. Phụt, tia máu bắn ra chói mắt. Nhưng tất nhiên người bị thương không phải là Triệu Bân mà là thánh tử thi tộc, bởi vì chỉ trong chớp mắt Triệu Bân đã triệu hồi huyền giáp. Huyền giáp không ngừng hấp thụ thương tổn sau đó phản kích lại kẻ vừa tấn công. Huyền giáp khá lắm. Thánh tử thi tộc lùi về phía sau, một chiêu của hắn ta vừa đánh ra chẳng những đã bị hóa giải hoàn toàn mà hắn ta còn bị phản đòn, trên ngực bị khoét ra một lỗ máu. Vèo. Triệu Bân theo sát hắn ta. Từng bước đuổi kịp. Sau khi đuổi kịp hắn còn mặc huyền giáp lên người thánh tử thi tộc. Không phải huyền giáp của mình thì không thể tùy tiện mặc.
Như huyền giáp này nếu như bị người ngoài mặc vào thì sẽ kích động cấm chế khiến cho bên trong huyền giáp mọc ra gai nhọn, trong nháy mắt trên người của thánh tử thi tộc đã bị khoét ra mười mấy lỗ máu. Nhưng còn chưa hết, huyền giáp còn đang co rút lại khiến cho xương cốt của thánh tử thi tộc kêu lên răng rắc. Cảm giác tốt chứ? Triệu Bân rất nhanh đã đánh ra thêm một chiêu. Nhân lúc đối phương sức cùng lực kiệt, hắn liền bổ thêm một đao. Phá! Đáp lại hắn chính là một tiếng quát lớn của thánh tử thi tộc. Một tiếng quát này rất có khí phách. Hắn ta vừa dứt lời thì đã có một nguồn năng lượng cường đại cuồn cuộn dâng lên, nguồn năng lượng đó bá liệt vô cùng. Dường như thánh tử thi tộc đã dùng hết sức bình sinh để kích hoạt nó khiến cho huyền giáp rách ra, Triệu Bân cũng vì thế mà bị chấn bay về phía sau. Ta, phụt. Triệu Bân thở không ra hơi, phun máu giản giụa. Hắn phun máu không chỉ vì bị thương mà còn vì đau lòng, một bộ huyền giáp bảo bối hàng thật giá thật thế mà đã bị làm hỏng, hắn không cảm thấy đau lòng mới là lạ. Hơn nữa trên huyền giáp còn có khắc cấm chế của hắn, huyền giáp bị phá hỏng thì hắn cũng chịu phản phệ. Cộng với nguồn năng lượng đáng sợ vừa mới bộc phát của thánh tử thi tộc đã khiến cho hắn bị chấn động không nhẹ, văng xa ra phía sau rồi rơi xuống đất đánh ầm một tiếng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Huyền giáp của ta. Tay Triệu Bân ôm ngực, tại sao lại đau đến từng thớ thịt thế này? Biết thế đã đổi cách đánh khác rồi. Cũng may huyền giáp mất đi rồi có thể tái tạo được, hắn chỉ tò mò sức mạnh thần bí trong cơ thể thánh tử tộc xác chết thôi. Phản lực trong nháy mắt như thế thật sự rất bá đạo, cứng cỏi như huyền giáp cũng vỡ nát hết cả. Tộc xác chết có khá nhiều nhân tài, tối nay hắn lại đụng phải một người như thế. Ngươi, đáng để ta phải dùng đến tất cả lực chiến của mình. Thánh tử tộc xác chết cười, thực hiện cấm thuật, hình dạng thay đổi, mái tóc tím hóa thành đỏ, màu máu đỏ tươi, mi tâm xuất hiện những hoa văn kỳ lạ, khí thế bỗng chốc tăng vọt, lại còn mạnh hơn cảnh giới địa tạng bình thường rất nhiều. Âm khí lạnh như băng, tàn sát bừa bãi, hơn nữa còn mạnh mẽ cuồng bạo không sao tả nổi, đáng sợ nhất là đôi mắt hắn ta đã hóa thành màu bạc, lóe lên ánh sáng yêu dị. Chẳng những thế, vì hình dạng thay đổi nên vết thương trên người cũng theo đó phục hồi như cũ. Nói chính xác hơn là công lao của thứ sức mạnh thần bí đó, không biết tại sao nó lại có tác dụng thần kỳ như thế, chẳng những tăng lực chiến mà còn có thể khép vết thương lại, cái này thì khá giống với lực tái sinh. Dọa ta ấy hả? Không có được đâu. Triệu Bân cũng là một người mạnh mẽ, hắn nhanh chóng mở trạng thái ma đạo kỳ lân. Bàn về khí thế, hắn vẫn ở thế hạ phong, nhưng khí thế không phải là lực chiến. Âm đột, lệ quỷ lấy mạng. Thánh tử tộc xác chết lạnh lùng lên tiếng, vung tay lên. Hắn ta vừa dứt lời thì mặt đất đã run lên ông ông, một ác quỷ dữ tợn từ dưới mặt đất nhô lên, cả người máu chảy đầm đìa. Dương nanh múa vuốt muốn tóm lấy sinh linh trên trần gian xuống địa ngục. Thật sự có thể thông âm dương ư? Triệu Bân nhíu mày, ánh mắt khó hiểu. Lệ quỷ này trông không giống thứ thuộc về trần gian. Chẳng kịp nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đạp mạnh xuống đất, lệ quỷ đang nhô lên cùng với lệ quỷ bên ngoài để biến mất bởi một cái dẫm mạnh của hắn, nếu đã không phải là thứ của nhân gian thì nên trở về nơi bắt đầu đi. Giam! Thanh niên tộc xác chết hừ lạnh, nhanh chóng kết ấn quyết. Đột nhiên, bốn quan tài lấy Triệu Bân làm trung tâm, ngoi lên khỏi mặt đất, tụ lại thành một quan tài có khắc những bí văn kỳ lạ, đó chính là hoa văn thuộc về tộc xác chết, bao lấy Triệu Bân bên trong. Phá! Triệu Bân lạnh lùng nói, mạnh mẽ dùng thiên cang hộ thể. Ngượng ngùng ở chỗ hắn không thể phá vỡ quan tài quỷ dị đó. Hơn nữa quan tài chìm dưới lòng đất nên nó khá giống với thuật trần quan, một khi đã chìm hẳn xuống lòng đất thì kết quả không hề tốt đẹp một chút nào. Bị giam cầm là nhẹ, nói không chừng còn mất cả cái mạng nhỏ. Phá! Hắn nhanh chóng dừng lại, lạnh lùng nói. Bấy giờ, hắn đã bỏ thêm thần long bãi vĩ vào thiên cang hộ thể, đó đều là những bí pháp bá đạo, hai loại bí thuật chồng lên nhau, sức mạnh lại càng bá đạo, chỉ một đòn thôi là đủ để phá nát quan tài kỳ quái này. Vẫn chưa hết đâu. Thánh tử tộc xác chết cười âm hiểm, trong tay xuất hiện một lá cờ lớn. Đó không phải là lá cờ bình thường. Trên đó có những biểu tượng mặt quỷ, nó trông cực kỳ sinh động, nụ cười cực kỳ dữ tợn, nhất là đôi mắt đó, ma tính và yêu dị, nhìn nhiều hơn một giây thôi là đủ để tinh thần rối loạn. Lá cờ được vung lên, biển âm khí mạnh mẽ ập tới. Triệu Bân vừa mới đứng vững thì đã bị âm khí bao phủ. Lạnh, đó chính là cảm giác đầu tiên của Triệu Bân. Âm khí của âm minh mang theo sự lạnh lẽo.
âm khí của thánh tử tộc xác chết thì lại càng lạnh như băng, chỉ cần một chút âm khí xâm nhập vào khí lực thôi là đã mang theo lực sức cắn nuốt và phong ấn rồi, hệt như ma chú khắc vào khí lực của hắn, muốn xua thế nào cũng không hết, cả thiên lôi cũng không có hiệu quả, chìm trong âm khí đó cứ như rơi xuống cửu u hoàng tuyền vậy. Không đúng, là thái âm chân khí. Triệu Bân thì thào, hắn từng xem được quyển bí tịch này, đó là một loại khí cực âm, bàn về sức mạnh, nó còn bá đạo hơn cả âm băng, không ngờ thánh tử tộc xác chết lại có được thứ chân khí này, mới đầu hắn còn tưởng là âm khí ấy chứ. Không hổ là người thừa kế tương lai của tộc xác chết, quả nhiên là người có tài. Diệt! Thánh tử tộc xác chết hét to, lại vung lá cờ lên. Hắn ta với thái âm chân khí thể phải giết chết Triệu Bân. Từng đó sức mạnh tấn công mà đã muốn giết chết ta. Triệu Bân kêu gọi khí huyền hoàng, một đòn chém vào biển âm khí, hắn như một con rồng nhanh chóng lách người thoát ra, cùng lúc đó, lực đại địa tung hoành, mạnh mẽ tiêu diệt thái âm chân khí còn sót lại trong người. Khí huyền hoàng, lực đại địa, thánh tử tộc xác chết thấy thế thì hết sức bất ngờ, không thể tin nổi. Lời đồn quả không ngoa, bên trong cơ ngân chỉ có bảo bối và bảo bối mà thôi. Phách thiên trảm. Triệu Bân vung long uyên, lướt qua vòm trời chém xuống. Thánh tử tộc xác chết hừ lạnh, ngừng tụ lực chân nguyên hóa thành một lá chắn, hai tay giơ lên đỉnh đầu, có thể đỡ được phách thiên trảm, nhưng vẫn bị nó đánh cho quỳ một chân xuống, lực chiến của cơ ngân quả nhiên không thể đùa được. Tiếp nào. Triệu Bân quát lên, vung tay chém thêm một kiếm. Chịu đòn một lần rồi, thanh niên tóc tím sẽ không để nó diễn ra thêm lần nữa, tay kết ấn. Phối hợp với tâm quyết, một chiếc chuông vàng hư ảo hiện ra bao vây lấy hắn ta, dùng nó để che chắn khỏi đòn tấn công của Triệu Bân. Keng! Tiếng kim loại va chạm, phách thiên trảm của Triệu Bân như vừa chém vào một tấm thép, có thể phá vỡ chuông vàng nhưng tay lại bị chấn động run lên, cả long uyên trong tay cũng văng ra ngoài. Soạt! Thánh tử tộc xác chết thấy thế bèn tranh thủ đâm một kiếm tới. Triệu Bân không sự, ngược lại còn lao lên. Khoảnh khắc đơ tó. Thánh tử tộc xác chết cười quỷ dị, đôi mắt màu bạc hiện lên thứ ánh sáng cổ dị. Triệu Bân đột nhiên thấy trên người xuất hiện lực trói buộc, hay có thể nói là hắn đã trúng bí thuật thiên nhãn của đối phương. Đúng vậy, đôi mắt màu bạc đó chính là thiên nhãn, chỉ cần nhắm vào đối thủ là có thể trói họ lại. Khoảnh khắc đó hắn đã bị trói chặt, bị thánh tử đâm một kiếm vào ngực. Gào! Đã trúng một kiếm rồi, sao có thể không đánh trả được cơ chứ? Triệu Bân gào lên một tiếng. Cộng minh với võ hồn, hổ gầm long ngâm mạnh mẽ vang dội, võ tu không có võ hồn gặp phải sóng âm tấn công của võ hồn là một sự khổ sở không thể tả, chẳng hạn như người này, đầu cứ ông ông. Giết! Đánh cho ngươi khóc luôn! Sau khoảng nửa giây dừng lại thì hai người lại bắt đầu trận chiến. Tiếng ầm ầm lại vang lên, kéo dài, một đệ tử thiên tông, một thánh tử tộc xác chết, đứng đó, một đông một tây dùng bí thuật oanh tạc, đao mang, kiếm quang, trưởng ấn. Quyền ảnh. Hết lượt này đến lượt khác, mỗi lần va chạm lại bùng lên tia lửa, kèm theo đó chính là những vầng sáng khiến địa cung nổ vang, bức tường xung quanh lại xuất hiện vết nứt. Nếu có ai đó đứng xem cuộc chiến này, chắc chắn sẽ chịu tai vạ. Tình hình cuộc chiến có thể nói là không phân cao thấp. Triệu Bân có tư chất mạnh mẽ, thánh tử tộc xác chết cũng không yếu, nhất là sức mạnh bí ẩn trong cơ thể, một lần tung ra đều có lực sát thương rất mạnh. Khủng bố như Triệu Bân cũng phải chịu tổn thương lớn. Có lẽ là được người nào đó bỏ vào. Trong trận chiến, Triệu Bân đã thì thầm không biết bao nhiêu lần. Đến tận lúc này hắn mới hiểu được nguồn gốc của sức mạnh bí ẩn đó, chắc chắn nó không thuộc về thánh tử, nhưng hắn ta lại có thể sử dụng được, theo hắn nghĩ thì có lẽ là bút tích của thi tổ, ai bảo hắn ta. Là thánh tử của tộc xác chết cơ chứ. Đến một lúc nào đó hắn ta sẽ kế thừa tất cả. Làm gì có chuyện không sử dụng thêm chút thủ đoạn để giữ mạng, nếu không có thứ sức mạnh đó cứu vớt thì Triệu Bân đã quật ngã hắn ta từ bao giờ. Chân nguyên vô hạn ư. Thánh tử tộc xác chết nghiến răng nghiến lợi, hết sức hoảng hốt. Đối chiến bí thuật thế này, hắn ta đã dần rơi xuống thế hạ phong, hắn ta là huyền dương tầng cao nhất, dùng cấm thuật, nhưng vẫn không thể để chân nguyên cứ vơi đi thế này được, nếu hắn ta cũng không thể chịu nổi thì tên nhóc đó phải cạn sớm hơn mới đúng. Nhưng không, chẳng những không khô cạn mà còn cực kỳ dồi dào, càng đánh càng mạnh, hắn ta từng đánh với rất nhiều yêu nghiệt, nhưng đây là lần đầu gặp phải người như cơ ngân, đúng là con rán đánh mãi không chết. Rầm. Dù không có ai đứng xem cuộc chiến nhưng âm thanh gào rú vẫn kéo dài mãi không thôi.
hai người đánh hừng hực khí thế, kẻ liên tục tấn công mãi không ngừng, người cố gắng chống đỡ không lui, trận chiến của cảnh giới huyền dương, lại đánh như cảnh giới địa tạng, địa cung lành lặn nhanh chóng bị đánh đến nỗi cát đá bay tứ tung, cả tế đàn kia cũng run lên, cũng may nó có trận pháp bảo vệ nên tế đàn mới chịu được. Tại là một kích đối kháng, hai người đều bị đánh lùi. Triệu Bân đáp xuống đất tạo thành tiếng bịch, vết thương đang cố hồi phục. Nhìn sang đối diện, thánh tử tộc xác chết cũng không khá hơn là bao, lảo đảo mãi mới đứng vững, không nổi giận, chỉ nhìn Triệu Bân với vẻ âm hiểm, ta xem thường ngươi rồi. Ai cũng nói thế cả. Triệu Bân hết sức tùy ý, hắn xoay cổ tay. Hắn chỉ mới nói một nửa câu sau là, người nói lời đó, đều xuống chầu Diêm Vương hết cả rồi. Không biết ngươi có thấy bùa nổ cấp bậc địa tạng bao giờ chưa? Thánh tử tộc xác chết khẽ nhếch miệng, cười lạnh, trong lúc tung đòn đánh vào người Triệu Bân trước đó, hắn ta đã tranh thủ dán thêm lá bùa nổ, hơn nữa còn là bùa cấp bậc địa tạng, nổ một cảnh giới huyền dương có lẽ là dùng dao mổ trâu để cắt rau, nhưng với cơ ngân thiên tông thì xứng đáng. Triệu Bân nhíu mày, nhìn xuống ngực mình, thật sự có một lá bùa nổ. Nổ! Thánh tử tộc xác chết hét to, âm thanh đầy mạnh mẽ vang dội. Đáng tiếc, cảnh cơ ngân bị nổ tan xương nát thịt không xuất hiện, lá bùa nổ cấp bậc địa tạng đó chỉ sáng lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng biến thành giấy vụn. Bùa nổ của ngươi dùng không được hiệu quả lắm nhỉ? Triệu Bân tiện tay lấy bùa nổ ra, đùa cái gì thế? Người thường xuyên gài bẫy người khác bằng bùa nổ như hắn thì sao lại không có chuẩn bị trước? Trên người hắn là bùa ngăn cản lực nổ, muốn dùng bùa nổ để khiến ta nổ tung hả? Mơ tưởng. Hay lắm, tạo nét không thành công. Sắc mặt thánh tử tộc xác chết trở nên dữ tợn. Bùa của ngươi dùng không được tốt, hay là thử bùa của ta đi. Triệu Bân khẽ nhấc tay nhỏ lên, nhanh chóng kết ấn, sao lại gọi hắn là nhân tài ư? Bởi vì thánh tử tộc xác chết dán bùa nổ nó cho hắn, hắn cũng cho đối phương một cái, có qua có lại chứ. Thánh tử tộc xác chết nhíu mày, cứ thấy trên lưng có cái gì ấy. Có thêm cái gì hả? Bùa nổ đó. Vô dụng với ta thôi. Thánh tử tộc xác chết khinh thường. Cái đó thì chưa chắc đâu, Triệu Bân cười, chữ nổ được thốt lên hết sức vang dội. Dứt lời, chợt có một tiếng nổ vang. Thánh tử tộc xác chết vẫn còn đang cười bị nổ nát chân nguyên hộ thể, bùa nổ vẫn còn chút dư âm, khiến lưng hắn ta máu chảy đầm đìa, xuyên qua vết thương, có thể nhìn thấy xương trắng lành lạnh. Hình ảnh có hơi máu me. Sao lại như thế được? Thánh tử tộc xác chết tóc tai bù xù. Mặt mũi dữ tợn, trên người cơ ngân có bùa chống bùa nổ, hắn ta cũng có, rõ ràng đã đề phòng rồi, tại sao vẫn nổ tung thế này? Ấy, hình như đây là bùa chống bùa nổ nhỉ? Trong tay Triệu Bân là một lá bùa màu đen. Đó chính là bùa chống bùa nổ, hắn tháo ra từ người thánh tử tộc xác chết. Nếu không hắn đã không dùng đến bùa nổ rồi. Sự thật đã chứng minh hắn vẫn cao hơn một bậc, trước khi nổ người còn biết lấy bùa chống nổ xuống. Buộc lòng phải thừa nhận bùa nổ vừa nổ thì trông thánh tử tộc xác chết khá là thê thảm, cả người toàn máu là máu. Cơ ngân, ngươi chọc giận ta rồi đấy. Mắt thánh tử tộc xác chết đầy tơ máu, khí thế lại tăng vọt. So với khí thế của hắn ta thì thứ khiến tim Triệu Bân đập nhanh là tay trái thánh tử, lòng bàn tay hắn ra xuất hiện hoa văn kỳ lạ, trông có vẻ là một chữ diệt, đúng là chữ diệt khiến tinh thần hắn run lên. Sức mạnh thiên võ. Triệu Bân nhíu mày. Chắc chắn hắn không cảm nhận sai. Thi tổ quyết đoán thật, lại phong ấn sức mạnh của thiên võ trong người thánh tử tộc xác chết, nếu đánh ra, dù có là cảnh giới chuẩn thiên chúng chiêu cũng sẽ bị đánh cho tàn phế. Thi tổ là cảnh giới thiên võ, một đòn của lão ta cũng không phải là thứ để đùa. Vì thánh tử tộc xác chết sử dụng sức mạnh của thi tổ nên địa cung rung lên dữ dội, cát đá rơi xuống tứ tung, khí tràng quá khủng khiếp. Cả tế đàn cũng rung lên ong ong, hào quang bắn ra bốn phía, có cảm giác sẽ sập xuống bất kỳ lúc nào. Đủ mạnh đấy. Triệu Bân lẩm bẩm, lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Không thể đỡ được, hắn không thể chịu nổi một đòn đó. Chỉ có mấy đứa não uống nước mới đi đỡ lấy một đòn của thi tổ, e là vừa đối mặt đã bị đánh tan thành tro, phòng ngự gì gì đó, tư chất gì gì đó, lực tái sinh các thứ, với một đòn của thiên võ cũng chỉ là vật trang trí mà thôi. Lực chiến chèn ép tuyệt đối, mấy thứ màu mè hoa lá hẹ chẳng thể làm được gì. Cơ ngân, ngươi không ngờ tới đúng chứ? Thánh tử tộc xác chết cười gằn, sức mạnh cuồng bạo cũng khiến hắn ta trở nên thô bạo, có
có lẽ do không thể chịu nổi sức mạnh khổng lồ đó nên da rẻ của hắn bắt đầu nứt nẻ và chảy máu. Cũng đúng, sức mạnh của thi tổ cực kỳ khủng bố, hắn ta chỉ là một cảnh giới huyền dương tầng cao nhất mà thôi, đúng là rất khó để chịu nổi, bất cần một chút thôi sẽ nổ tung cả người. Nói trắng ra là, sức mạnh đó có thể khiến hắn ta bị thương trước. Nhưng hắn ta chẳng hề quan tâm đến những việc đó. Giết chết Cơ Ngân là suy nghĩ duy nhất trong đầu hắn ta giờ phút này. Lão tổ nhà ngươi cũng quyết đoán thật đấy, Triệu Bân than thở. Chỉ riêng chuyện này thôi, hắn phải khen thi tổ một câu. Ngoài ra, có lẽ hắn nên cảm thấy vinh hạnh, không phải ai cũng có tư cách. Trúng một đòn của thi tổ. Lên đường, vui vẻ nhé. Thánh tử tộc xác chết nhe răng cười, sức mạnh hoàn toàn bùng nổ. Hắn ta vung tay lên, một chưởng đánh tới, phóng đại chữ diệt trong lòng bàn tay lên to thật to, cùng với sức mạnh hủy diệt, nếu không bị đẩy đến bước đường cùng thì hắn ta cũng chẳng dùng đến quân bài tẩy này với một tiểu võ tu. Mạnh ghê! Triệu Bân kêu rên, trong lòng đầy hoảng sợ. Một đòn của thi tổ như ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, không chỉ nặng mà còn có sức mạnh hủy thiên diệt địa, hắn có lý do để tin rằng mình sẽ bị đánh thành bụi trong một cái chớp mắt, hóa thành cho bụi. Tất nhiên, hắn cũng sẽ không ngu ngốc đi đỡ. Khi sức mạnh hủy diệt ập đến trước mặt, hắn đột nhiên biến mất, hay có thể nói là dịch chuyển, trước khi đến đây hắn đã để lại phân thân bên ngoài, cũng khắc triệu hồi trận để đề phòng lỡ như. Sự thật đã chứng minh những gì hắn nghĩ là đúng, không có dịch chuyển tức thời, hắn chết là điều hiển nhiên. Soạt! Tại một nơi xa bên ngoài khu rừng, Triệu Bân dịch chuyển tới. Thuật triệu hồi ngược ấy mà! Nói thẳng ra là đi xuyên qua không gian, không thể thiếu đi sự xé rách của không gian nên cơ thể hắn đầm đìa máu tươi, mỗi một vết thương đều có lực không gian quanh quẩn, hóa thành u quang hóa giải tinh khí của hắn, linh dược chữa thương bình thường hoàn toàn không có hiệu quả. Cũng may hắn có lực tái sinh. So với thánh tử tộc xác chết thì hắn thế này cũng chẳng đáng là bao, sức mạnh khổng lồ như thế, không bị cắn trả mới là lạ, nếu tên đó không thân tàn ma dại. Chữ triệu của hắn sẽ bị viết ngược lại, sức mạnh thiên võ không phải thứ để đùa. Ầm, phần mộ bên kia phát ra tiếng ầm vang. Một đòn của thi tổ quá mạnh mẽ, nửa phần mộ đã sụp đổ. Cùng với cát bụi bay tứ tung đó chính là tế dằn, đóa sen sinh linh cũng hóa thành cho bụi, gặp phải sức mạnh thiên võ, đụng phải cơ quan, thậm chí cả tế đàn cũng khởi động cấm chú tự hủy. Mẹ ngươi, Triệu công tử tức tối không hề nhẹ, hắn cầm kiếm quay lại đánh. Trong phần mộ, tiếng ầm ầm đã dần tan đi, cát đá bay tứ tung cũng đã vơi dần. Không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu. Theo thánh tử tộc xác chết, có lẽ Cơ Ngân đã bị một trưởng đánh chết rồi. Cũng vì nghĩ thế nên hắn ta mới cười to. Phụt, cười được một lát thì hắn ta hộc máu. Đúng như những gì Triệu Bân đoán, vết thương của hắn ta cực kỳ nặng nề, một đòn của thi tổ không thể tùy tiện dùng, không có tu vi ngang hàng. Muốn dùng sức mạnh đó là hại người 1.000 lại bị thương 800, sự thật chứng minh lực cắn trả là cực kỳ đáng sợ, nhìn lại khí lực của hắn ta, không biết bao nhiêu gân mạch đã bị cắt rứt, sức mạnh của thi tổ đã càn quét tứ chi bách hải của hắn ta, mang theo lực hủy diệt. Đáng giá! Thánh tử tộc xác chết cười, cười đến ngông cuồng. Với hắn ta mà nói, tất cả đều cực kỳ đáng giá, thân tàn là sự thật, nhưng hắn ta vẫn còn mạng, uống thêm chút linh dược. Phục hồi như cũ chỉ là vấn đề thời gian, Cơ Ngân thì khác, đã bị một trưởng giết chết. Mạng cũng đã mất rồi, những thứ khác chỉ là mây bay. Đột nhiên, hắn ta cười được vài tiếng thì dừng lại. Bởi vì bên ngoài phần mộ có một người đi vào, chân nhỏ khẽ bước đi. Đó tất nhiên là Triệu Bân, cùng với sức mạnh và sát khí ngập trời. Ngươi, thánh tử tộc xác chết thấy thế thì đồng tử chợt co rút, hai mắt cũng trợn tròn. Có lẽ là quá khó tin, thậm chí là không thể đứng vững, lùi bình bịch về phía sau đó tê liệt ngã xuống, một phút ngạt thở đã phun ra một ngụm máu, một đòn của thi tổ. Lại không thể giết chết một cảnh giới huyền dương, sao hắn ta có thể tin được, vết thương của hắn ta khủng khiếp như thế, lại chẳng làm được gì Triệu Bân cả. Đúng là công cốc, thấy ta, có vui không? Triệu Bân cười vui vẻ, lộ răng nanh trắng như tuyết. Thánh tử tộc xác chết cho hắn ta một bất ngờ, thế thì hắn sẽ trả lại. Không thể nào, đây là chuyện không thể. Hai mắt thánh tử tộc xác chết đỏ tươi, rít gào, khi hắn ta đứng dậy thì đã không còn đủ sức để làm gì nữa. Sức mạnh của thi tổ không chỉ khiến hắn ta bị thương nặng mà cũng khiến hắn ta thành nỏ mạnh hết đà, yếu đến mức nào ư.
đến mức không có sức để ngồi dậy. Đòn tấn công của thi tổ đúng là có thể hủy thiên diệt địa. Triệu Bân thổn thức chậc lưỡi, thoải mái sải bước tới. Câu nói đó vẫn chưa hết, nửa câu còn lại là, nhưng cũng phải trúng mục tiêu mới được. Thánh tử tộc xác chết cũng không ngốc, có thể nhận ra được ngụ ý trong những lời của hắn. Là ngươi, thì ra là ngươi. Tại sao hắn ta lại có thể trở thành thánh tử tộc xác chết ư? Bởi vì đầu óc cũng khá tốt, trước sau cộng lại chỉ mất khoảng vài giây mà hắn ta đã biết được một số bí mật. Vài ngày trước đại hạ đang đồn ầm lên, có một kẻ không có võ đức ngày ngày bắt cóc tống tiền, nhưng hắn đến vô ảnh đi vô tung, chẳng khác gì Cơ Ngân hôm nay cả. Hay có thể nói kẻ bắt cóc tống tiền đó chính là Cơ Ngân, chắc chắn đòn tấn công của thi tổ đã được tránh thoát, đáng tiếc, đến tận lúc này hắn ta mới biết, điều bất ngờ này quá là đáng ghê tởm, việc này mà lan truyền ra ngoài thì chắc chẳng có ai tin nổi, có trời mới biết một cảnh giới huyền dương lại có thể to gan lớn mật đến thế. 9.000 vạn, giá cả quá phải chăng? Triệu Bân cười tủm tỉm, trong mắt toàn tiền là tiền. Về phần một người 9.000 vạn hay là một cân 9.000 vạn, thì phải xem tâm trạng hắn thế nào đã, ngoan ngoãn giao tiền ra thì không sao, cứ dây dưa kéo dài thì không bán theo cân nữa, tính cả hai luôn càng đáng tiền. Cơ Ngân, thánh tử tộc xác chết giống giận, lại há miệng phun máu. Bấy giờ, là nội thương. Mệt mỏi thì nghỉ đi thôi. Triệu Bân đã đi tới đánh ra một chưởng. Lòng bàn tay hắn có bí văn lưu chuyển, bí pháp phong ấn, thánh tử tộc xác chết đấy. Hắn cũng không nỡ giết đi. Mang về nghiên cứu một chút, chẳng những có thể đào ra khá nhiều bí mật mà hôm khác còn có thể mang đi đổi tiền. Tộc xác chết có rất nhiều tiền. Thành Thiên Thu lại có một nơi tuyệt vời để cất chữ ngân lượng. Giết! Thánh tử tộc xác chết gào thét, liều mạng đứng dậy. Vấn đề là phong ấn đã rơi xuống, hắn ta bị một chưởng tiễn vào mộng đẹp. Bịch! Triệu Bân cắm Long Uyên xuống đất, cả người đè lên người thánh tử tộc xác chết, mở banh mắt hắn ta ra. Lấy đi căn nguyên thiên nhãn, cực kỳ tự giác sáp nhập vào thiên nhãn của mình. Tộc xác chết. Mắt trái Triệu Bân chớp chớp, có căn nguyên thiên nhãn của thánh tử tộc xác chết xung hợp nên động lực mà hắn thiếu được bổ sung thêm, có sức mạnh kỳ dị đang chạy dọc, lóe lên thứ ánh sáng huyền dị, mắt sáng rỡ như tuyết, có thể cảm nhận được động lực đang tăng lên, biến hóa của thiên nhãn cũng là vô hạn huyền ảo. Căn nguyên thiên nhãn là một thứ tốt, nên là sau này phải thu gom nhiều vào. Thiên nhãn muốn lột xác thì phải trông chờ vào chúng nó rồi. Hả? Vừa ngước lên thì cơ thể Triệu Bân bỗng nhiên run bần bật. Cùng lúc đó, dường như có một thứ sức mạnh huyền bí từ trong người hắn trôi đi. Đó là thọ nguyên. Hắn cảm nhận rất rõ, đó là mấy năm thọ nguyên. Xạo lại như thế. Triệu Bân nhíu mày, mặt cứ nghệt ra đó. Vừa có được cơ duyên thì lại mất đi thọ nguyên là sao? Nguyệt thần thở dài. Một lần may mắn một lần xui xẻo, đúng là không sai. Một khi có được cơ duyên sẽ mất đi tuổi thọ. Có vẻ đó đã là cái giá phải trả dành cho người nào đó rồi. Thủ đoạn của nguyền rủa, cả vị thần như cô ta cũng bất lực. Chuyện gì thế này? Rất lâu sau đó, Triệu Bân mới xoa mi tâm đứng dậy. Hắn có bệnh, chắc chắn là bị bệnh, 3 ngày 2 bữa lại đánh mất thọ nguyên, không bệnh mới là lạ. Cứ tình hình này. Tu vi còn chưa đủ mạnh thì đã mẹ nó phải xuống mồ nghỉ ngơi rồi. Bình tĩnh lại, hắn lại lấy ra rất nhiều bùa chú để trói thánh tử tộc xác chết lại thật chặt. Đến tận lúc này hắn mới nhìn vào trong phần mộ. Vì đòn tấn công của thi tổ nên nó đã hóa thành phế tích. Hắn đẩy những mảnh đá vỡ ra, tìm xác của mụ Dạ Xoa và con trai mụ, một lần nữa đặt vào trong quan tài, còn dùng bùa phong ấn đặc biệt và thực hiện thuật trầm quan, đưa họ vào cõi u minh. Nơi đó mới là nơi trốn thật sự dành cho họ, còn đỡ hơn là bị người tộc xác chết rình rập. Còn trong phần mộ thì hắn dựng lên một bài vị cho họ. Tiền bối, mong bà sống khôn thác thiêng. Triệu Bân chắp tay cúi người, cắm 3 nén xạ hương vào lư hương trước bài vị, là để tế bái mụ Dạ Xoa, cũng là lời cầu phúc, gia đình này quá bi thảm, mong rằng kiếp sau có thể sống như một người bình thường. Tế bái xong hắn mới chậm rãi xoay người. Ngao, ngao. Hắn đã xoay người đi rồi nhưng Tiểu Kỳ Lân lại chạy ra, cắn góc áo hắn. Triệu Bân ngạc nhiên. Tiểu Kỳ Lân chăm chỉ ngao ngao mấy tiếng rồi chạy về phía tế đàn. Triệu Bân chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng đuổi theo. Tế đàn đã bị hủy, bị tàn phá nát không sao tả nổi,
sen sinh linh được treo bên trên cũng bị nổ tung vì đòn tấn công ấy, thế nhưng Tiểu Kỳ Lân lại vui vẻ đến lạ, vòng quanh tế đàn đã bị hủy, đi tới đi lui đầy hào hứng. Không chỉ mình nó, cả mầm tạo hóa cũng sao động dữ dội. Có bảo bối ư, Triệu Bân nhíu mày. Trong lòng nghĩ vậy, hắn bèn đi tới tìm kiếm ở tế đàn, đẩy từng tảng đá vỡ ra, bây giờ mới phát hiện bên dưới tế đàn lại có huyền cơ, đó là một cái máng nước, bên trong có một cái bát xanh biếc, trong đó có nửa bát nước trong. Đây là, gì thế? Triệu Bân giơ tay lấy chiếc bát ra. Bát được đúc từ loại ngọc đặc biệt, lấy ra có thể bán được mấy trăm. Hắn tò mò về thứ nước trong bát hơn, khá là thú vị, hắn cúi xuống ngửi thử một cái, có mùi hương thoang thoảng, khiến hắn rất muốn thử một ngụm, chắc hẳn hương vị sẽ không tệ. Trên thực tế, hắn cũng làm vậy, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Nước trong xuống bụng, ngọt ngào thanh mát. Không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là, đầu còn hơi choáng váng. Hơi chóng mặt rồi đấy. Triệu Bân buông bát xuống, ôm lấy đầu mình. Sau đó, hắn nằm xuống, chìm vào mộng đẹp. Không chỉ mình hắn ngất, cả những phân thân bên ngoài, dù đang ở thành Thiên Thu hay trong đại địa linh mạch thì cũng bị ảnh hưởng. Cả đám ngáp dài, ngủ thật say khiến đại trưởng lão ma ra sừng sốt, đang yên đang lành sao nói ngủ là ngủ vậy. Bản thể xảy ra chuyện gì ư, nhị trưởng lão nhíu mày. Chắc đến 80%, tam trưởng lão vuốt vuốt chòm râu. Triệu Bân ngủ say. Tiểu Kỳ Lân gọi tới gọi lui, khi lại dùng đầu nhỏ đẩy đẩy Triệu Bân. Đến tận lúc này vẫn không thấy tên đó có dấu hiệu thức tỉnh. Tiểu tử kia quay đầu, tiến đến trước cái bát, mũi nhỏ giật giật nhẹ nhàng ngửi thử, đôi mắt to tròn phát sáng rực rỡ, biết đó là bảo bối nhưng với nó và Triệu Bân đều vô dụng cả. Thế thì nó sẽ có ích với ai? Với mầm tạo hóa. Nó ngậm cái bát lên, nhanh chóng chui vào đan hải của Triệu Bân. Mầm tạo hóa nhảy nhót, phiến lá trong suốt cứ run lên, nó cuốn lấy nước trong bát, hấp thu không hề khách sáo, cảnh tượng thần kỳ xuất hiện, mỗi lần hấp thu nước nó lại cao lên một tấc, mỗi lần hấp thu phiến lá lại to hơn một phần, ban đầu chỉ là một chồi lá nhỏ, hấp thu hết nước trong bát thì nó đã thành một gốc cây bé bé xinh xinh, gốc cây lớn cỡ một bàn tay. Ngao, ngao, đôi mắt to tròn của Tiểu Kỳ Lân sáng rỡ, như con chó săn nhỏ ngồi đó nhìn ngắm, mắt cứ tròn xoe. Cùng là người một nhà với Triệu Bân, nó với mầm tạo hóa không chỉ tâm linh tương thông mà còn cảm thấy thân thiết, khi lại tiến lên dùng đầu lưỡi liếm liếm, đó là một biểu hiện cực kỳ thân thiết. Không biết khi nào màn lột xác của cây thần tạo hóa mới hoàn thành. Bây giờ đã không thể gọi nó là mầm tạo hóa được nữa, phải gọi là cây thần tạo hóa thì đúng hơn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ cùng với dị tượng, mỗi một phiến lá đều trong suốt sáng ngời, lá cây có những đường vân hẹp dài. Trông cứ như sông to nước mạnh, ẩn chứa tinh nguyên rồi rào cùng khí sinh linh. Niết bàn đã hoàn thành, sau đó sẽ là bồi dưỡng cho chủ thể. Thân của cây thần tạo hóa run lên dữ dội, khí sinh linh như biển cũng quay cuồng, mạnh mẽ tiếng vào đan hải của Triệu Bân, nhấc lên sóng to gió lớn ngập trời trong nhát mắt, lực sinh mệnh tràn đầy khiến Triệu Bân đang ngủ say cũng bất giác kêu rên, tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch cũng tràn ngập sức mạnh. Dần biến đổi cơ thể Triệu Bân trong vô hình, xương cốt ngày càng dẻo dai, võ hồn cũng trở nên tinh túy, từ ngoài chạm vào, cả người hắn nóng hổi, cứ như một đống lửa đang cháy bùng lên. Khí huyết mạnh mẽ lại một lần nữa bao trùm lấy hắn. Binh! Âm thanh đột nhiên vang lên, hắn đã thăng cấp lên tầng thứ 8. Cùng lúc đó chính là xui xẻo kèm theo. Vẫn là đánh mất thọ nguyên, 10 năm tuổi thọ biến mất như một cơn gió. Nguyệt thần thấy mãi cũng thành quen. Triệu Bân có quen chưa thì cô ta cũng không biết nữa. Hiện nay mọi thứ không còn nằm trong khả năng của bọn họ nữa, Nguyệt Thần và Trúc Phúc đang cố gắng chống lại nguyền rủa, không rảnh quan tâm đến hắn, Triệu Bân lại càng khỏi phải nói, hắn còn chẳng biết mình bị cái gì, mà có biết cũng chẳng được gì, cả thần minh còn chẳng làm gì được thì hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Mọi thứ đều phải tự mình hắn gánh vác. Cả việc phá hủy nguyền rủa cũng phải dựa vào chính bản thân hắn. Ngao, ngao. Trong đan hải của Triệu Bân, Tiểu Kỳ Lân cực kỳ hăng hái. Cây thần tạo hóa dùng sinh linh để truyền lại cho hắn, chẳng những Triệu Bân được lợi mà cả nó cũng vậy, chẳng qua nó với Triệu Bân hút hai loại sức mạnh khác nhau, thánh thú cổ xưa như nó cần khí căn nguyên, thứ đó tạm thời vô dụng với Triệu Bân, với nó lại vô cùng hữu ích. Lột xác, nó đang lột xác. Cái gọi là lột xác đó chính là cơ thể nhỏ bé đó lớn hơn một chút,
nhưng vẫn còn rất nhỏ, muốn to được như ngọn núi còn cần rất nhiều ngày tháng, tư chất càng mạnh thì trưởng thành càng lâu. Lần lột xác lớn này kéo dài khoảng chừng 3 ngày. Đến ngày thứ tư mới thấy Triệu Bân rên lên, cơ thể cũng run rẩy, khoảnh khắc đó, ánh mắt hắn trở nên kỳ quái, có thêm chút bạo lực và khát máu, khóe miệng còn cong lên tạo thành nụ cười hung tàn, trông có vẻ là một người, nhưng cẩn thận nhìn lại thì giống ma đầu hơn. Là do tà niệm của gương mặt quỷ tác oai tác quái. Yên lặng lâu như thế, lại chạy ra làm loạn, tranh thủ lúc Triệu Bân chìm vào giấc ngủ, chiếm lấy ý thức tinh thần của hắn, khiến khí huyết của Triệu Bân xuất hiện thêm ma lực và sát khí ma, tĩnh tâm nghe còn có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ kêu gào, huyết khí màu đỏ tươi chứa đựng oán niệm khổng lồ, có lẽ nó đã nuốt khá nhiều sinh linh vô tội. Ngao! Tiểu Kỳ Lân chạy ra, gầm lên với Triệu Bân. Hay có thể nói là nó đang gầm lên với mặt quỷ, thánh thú Kỳ Lân ấy mà. Nhãn giới bẩm sinh, cái này thì hồng nguyên cảnh giới thiên võ cũng không thể so sánh được, vì có đôi mắt đó nên nó mới phát hiện được thứ bẩn tưởi được che giấu trong cơ thể Triệu Bân, thứ hơi thở máu me và quái lạ đó khiến nó cực kỳ căm ghét. Khỏi phải nói, tiếng gào đó có tác dụng rất tốt. Mặt quỷ sợ hãi, sau đó dần yên tĩnh lại. Nó cũng biết sợ, sợ thánh thú Kỳ Lân, hay có thể nói là sợ sức mạnh tiềm tàng đáng gờm trong huyết mạch Kỳ Lân, sức mạnh đó vừa hung hãn vừa bá đạo. Là khắc tinh của tai họa, mà nó lại chính là tai họa. Ngao, ngao. Mặt quỷ yên tĩnh, Tiểu Kỳ Lân bèn liếm tay của Triệu Bân. Liếm được một lát thì nó trực tiếp há miệng, cắn tay Triệu Bân. Theo lời của Tiểu Kỳ Lân thì nó đang nói, tỉnh lại đi, đừng có ngủ nữa. Nó cắn thì chẳng sao, nhưng Triệu công tử lại thấy ác mộng. Ác mộng gì ư, bị chó cắn. Tiểu Kỳ Lân dè dặt một hồi, lại cắn mạnh hơn. Triệu Bân đang ngủ say chợt bật dậy thật mạnh. Nhìn lại tay hắn, nó đã nhuộm đầy máu, đều là tác phẩm của Tiểu Kỳ Lân. Thế nhưng muốn đánh thức người nào đó thì đây chính là cách trực tiếp nhất. Cắn ta làm gì, Triệu Bân nhe răng trợn mắt. Tiểu Kỳ Lân ngậm lưỡi, một đứa nhỏ hàng thật giá thật. Ngươi không được làm vậy. Triệu Bân nói xong lại kéo quần ra xem thử. Con hàng vẫn còn. Bộ phận này không được phép cắn bừa. Hả? Nhìn một lát thì Triệu Bớ chợt thấy kinh ngạc. Ta, hình như mới thăng cấp. Sau khi thăm dò thử thì đúng là vừa mới thăng cấp. Nhìn lại thì hình như Tiểu Kỳ Lân cũng thay đổi, nhìn nó có vẻ lớn hơn trước một chút, điều khiến hắn bất ngờ hơn nữa chính là mầm tạo hóa, rõ ràng trước đó chỉ là cái mầm cây, tỉnh dậy lại thấy nó lớn thế này, hóa thành một gốc cây nhỏ, tuy chỉ bé bằng bàn tay, nhưng thật sự là niết bàn thay đổi. Xảy ra chuyện gì thế? Triệu Bân thì thào, xoa mi tâm. Đến khi tỉnh táo lại hắn mới nhớ ra chuyện trước đó, hắn nhấp một ngụm nước trong bát rồi chìm vào giấc ngủ say, nay chén thì còn đó nhưng nước thì cạn khô, chẳng lẽ đã bị Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa nuốt mất? Suy nghĩ này rất thực tế. Từ khi vào đến địa cung này hai đứa nó đã rất háo hức. Từ đó có thể thấy thứ chúng nó thích không phải là sen sinh linh mà là nước trong chiếc bát này. Triệu Bân lại cầm cái bát lật qua lật lại nhìn. Không biết nước trong bát đã bị ai uống, mà uống cũng rất sạch, bấy giờ chỉ còn lại chút hương thơm. Thứ gì thế này, Triệu Bân nói thầm. Tất nhiên là đồ tốt. Triệu Bân không thể nhận ra được nhưng Nguyệt Thần lại biết rất rõ, đó chính là linh nguyên tinh thủy, thế nên nó mới kích động như thế, có thể khiến nó lớn đến thế trong một thoáng, có thể thấy linh nguyên tiên thủy bá đạo đến mức nào. Tiên vật như thế lẽ ra không nên xuất hiện ở phàm giới. Lần này lại có nửa bát như thế, Nguyệt Thần cũng rất bất ngờ. Nên biết rằng linh nguyên tiên thủy cũng là thứ phải tranh mua trên tiên giới, có thể tưới được cây thần, bảo bối quý giá đến mức không thể quý giá hơn, chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng nếu con người uống linh nguyên tiên thủy thì lại không có tác dụng gì đặc biệt, Triệu Bân chính là ví dụ tốt nhất, theo lời tiên gia nói thì hắn chỉ đúng là phí của trời. Bên này, Triệu Bân cũng đang nghiên cứu. Tiếc là chẳng thể nghiên cứu được gì. Hắn đi rồi, lấy tài vật bảo vật của lão già hắc bào, hủy thi diệt tích rồi vác theo thánh tử tộc xác chết đi ra ngoài, trước khi đi còn nghĩ cách chặn một phần lại, không muốn có người đến đây gây rối. Ra khỏi khu rừng, hắn đi thẳng đến thành Thiên Thu. Chuyến đi lần này vẫn chưa hiểu tại sao Diệu Ngữ có thể sống lại nhưng lại có được hai cơ duyên, không chỉ bắt được thánh tử tộc xác chết mà còn thăng cấp tu vi, cả Tiểu Kỳ Lân và cây thần tạo hóa cũng niết bàn lột xác. Soạt, soạt. Suốt dọc đường đi hắn hóa ra rất nhiều phân thân.
Xét thấy bên ngoài quá loạn lạc nên phải để lại đường lui, gặp phải nguy hiểm thì đánh được cứ đánh, mà đánh không lại thì chạy, triệu hồi ngược có thể cứu mạng hắn trong thời khắc quan trọng, cũng như lúc nãy, nếu không có triệu hồi ngược thì hắn đã bị một trưởng đánh thành cho rồi. Đuổi theo. Triệu Bân nói, lời đó dành cho những phân thân. Bám sát, đừng đứng cách bản thể quá xa. Rõ. Phân thân đều nhếch miệng cười, biểu cảm hết sức phong phú. Thế nên mới nói mấy bí pháp này người bình thường không thể dùng được, nếu là thuật phân thân bình thường thì sẽ không có biểu cảm sinh động như thế, lại càng miễn bàn đến việc tạo trận pháp, võ tu bình thường cũng sẽ không hóa ra nhiều phân thân như thế làm gì, vì lúc nào cũng hao tổn chân nguyên, đó đều là bạc cả. Triệu Bân lại là một kẻ dị biệt. Đại địa tinh nguyên cuồn cuộn truyền về, hắn có thể chịu được nhiều hao tổn hơn kẻ khác. Ếch! Đại bằng dương cánh bay cao, tốc độ như tia sét. Triệu Bân đang khoanh chân ngồi đó cũng không nhàn rỗi, hắn đang ngồi bên cạnh thánh tử tộc xác chết để nghiên cứu xem làm sao để lấy được thái âm chân khí của hắn ta ra, đó là đồ tốt, nếu luyện hóa thành của mình thì sức mạnh không thua kém khí huyền hoàng là mấy. Chạy hả, chạy đi đâu? Đang nghiên cứu thì Triệu Bân chợt nghe thấy tiếng gào thét. Hắn ngoái đầu nhìn lại theo bản năng, đập vào mắt chính là một tù nhân quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, tay và chân còn bị khóa lại, có lẽ không được ăn no, thậm chí là thiếu dinh dưỡng nên thân hình rất mảnh mai, có lẽ là đang bị đuổi giết nên cứ nghiêng ngả lảo đảo trốn. Sao cứ thấy quen quen thế nhỉ? Sau khi nhìn thấy, Triệu Bân nghĩ thầm trong lòng. Đối phương tóc tai bù xù, cộng thêm khoảng cách quá xa nên rất khó nhìn rõ. Đến khi khoảng cách gần lại, hai mắt hắn chợt sáng lên. Đâu chỉ là quen, còn là bạn cũ của hắn ấy chứ. Đó chính là Vương Trác, từ cái hôm chia tay nhau đến nay đã rất nhiều ngày, roi sắt của tên đó còn lọt vào tay hắn, tìm mãi không thấy, không ngờ lại gặp nhau ở đây, mặc áo tù nhân thế này, chẳng lẽ đã phạm tội gì lớn ư? Tìm ngươi lâu rồi đấy. Triệu Bân vội vàng đổi hướng, chạy về phía đó. Ngọn núi trước mặt đã phát ra tiếng ầm ầm. Vương Trác trốn rất khó khăn, cứ nôn ra máu suốt dọc đường. Kẻ đuổi giết là một tên vạm vỡ đầu bóng lưỡi, tay cầm đao đầu quỷ, là cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật, khí huyết cuồng bạo, một đường đuổi đánh, mảnh núi rừng yên tĩnh trở nên hỗn loạn không sao tả nổi. Ngươi không trốn được đâu. Tên đó hét to, một đao chém ra đao mang 10 trượng. Một đao đó cực kỳ mạnh mẽ, cả đỉnh núi nhỏ cũng bị chém nát. Phụt! Có cát đá bay tứ tung khiến Vương Trác cũng trúng đòn văng xa. Vốn đã là nỏ mạnh hết đà, một đòn đó đã chấm dứt đường sống của hắn ta, tên kia như cuồng phong đánh tới, đẩy hắn ta đến vực thẳm, đao đầu quỷ trong tay run lên ong ong, khí thế cuồng bạo và đầy máu me. Đúng là âm hồn không tan, Vương Trác ho ra máu. Còn dám chạy nữa hả, người phản rồi, tên vạm vỡ như hung thần ác sát. Nhớ nhà, muốn về thăm không được hà, Vương Trác vẫn nói chuyện rất gợi đồn. Muốn về nhà như thế thì ta tiễn người về với ông bà luôn, tên vạm về đánh một trường tới. Vương Trác cười khổ, từ bỏ chống cự. Chủ yếu là do hắn ta có lòng nhưng không có sức, không thể lấy ra được chút chân nguyên nào. Người nghi ngơi đi, để ta. Thời khắc nguy cấp nhất, một bóng người lướt qua bên cạnh hắn ta. Đó tất nhiên là Triệu công tử, đến sớm không bằng đúng lúc mà. Ầm, một đòn của Triệu Bân mạnh mẽ bá đạo. Tên vạm vỡ ngu người, chỉ thấy một bóng người đang lao đến, bây giờ nhìn lại mới biết là một người, hơn nữa còn bé tí như con nít, đừng thấy hắn bé mà lầm, nắm đấm đó cực kỳ mạnh mẽ. Cơ ngân. Vương Trác thấy thế cũng giật mình. Hắn ta cũng không nhận ra đứa nhóc đó nhưng lại biết hơi thở của Triệu Bân, mới từng đó thời gian không gặp thôi mà đã lên đến huyền dương tầng thứ 8 rồi. Chỉ một đấm đã khiến cảnh giới địa tạng phải lùi bình bịch về phía sau, cả hình dạng nữa, cải lão hoàn đồng ư. Khi hắn ta không có mặt ở đó dường như đã bỏ lỡ khá nhiều quyền mới mẻ. Cái đó, cũng không quan trọng. Quan trọng là cơ ngân đã đến rồi, hắn ta không cần phải chết. Cơ ngân thiên tông. Tên vạm vỡ vừa đứng vững thì lại lùi bình bịch về phía sau. Có rất nhiều lời đồn bên ngoài và lời đồn từ thiên tông, hắn ta cũng nghe rất nhiều. Triệu Bân không hề che giấu hình dạng nên hắn ta có thể nhận ra được, cũng vì nhận ra được nên mới kiêng dè, cơ ngân thiên tông có thuấn thân tuyệt sát cực kỳ bá đạo, bất cần một chút thôi sẽ bị hắn giết chết trong giây lát. Được tiền bối nhận ra, đúng là vinh hạnh. Triệu Bân tung ra một quyền rồi lại như bóng ma đánh tới.
Tên vạm vỡ tái mặt, cầm đao chém. Đột nhiên, đao đầu quỷ của hắn ta chưa kịp hạ xuống thì đã khựng lại giữa không trung. Nói cách khác, là do hắn ta nhìn vào mắt Triệu Bân nên đã trúng phải ảo thuật thiên nhãn của Triệu Bân, bây giờ hắn không đủ động lực để thực hiện thuấn thân tuyệt sát nhưng lại đủ để dùng ảo thuật, không cần quá lâu, một cái nháy mắt là đủ. Phụt! Cùng với màu máu bắn ra là đầu của tên kia rơi xuống đất. Buồn bực! Đến chết tên đó vẫn thấy buồn bực, dù không phải là thuấn thân tuyệt sát nhưng vẫn bị cơ ngân giết trong một giây, cao thủ quyết đấu, một cái chớp mắt đó cũng là sinh là tử. Chúng ảo thuật rồi thì không còn đường sống nào cho hắn ta nữa. Dầm. Vương Trác trợn mắt há hốc miệng, nuốt nước miếng thật mạnh. Đây có còn là cơ ngân mà hắn ta biết không? Sao lại mạnh đến thế? Vừa chạm mặt đã tuyệt sát một cảnh giới địa tạng. Trong những ngày qua rốt cuộc cơ ngân đã trải qua những gì? Nhận được tạo hóa nghịch thiên ư? Keng. Triệu Bân thu kiếm xoay người đi tới. Cảnh giới địa tạng cũng chia ra mạnh và yếu. Như tên vạm vỡ này ngoài tu vi cao ra thì tư chất kém cỏi đến lạ, đánh với hắn ta, chỉ là chuyện của vài ba hiệp, sau đó có thể kết thúc. Gặp được người thật là con mẹ nó xúc động. Vương Trác khẽ nhúc nhích, suýt chút nữa đã ngã quỵ, lệ rơi đầy mặt. Triệu Bân vội vàng chạy tới, đỡ hắn ta dậy, chân nguyên cuồn cuộn chảy dọc vào người để chữa thương cho Vương Trác. Hắn ta bị thương không hề nhẹ, đã đụng đến căn cơ, trong khoảng thời gian mất tích. Có lẽ hắn ta đã chịu rất nhiều tai ương. Cũng nhờ hắn giúp đỡ nên hơi thở Vương Trác mới dần ổn định. Mấy ngày nay người đi đâu thế? Triệu Bân hỏi, cầm thuốc viên và đan dược nhét hết vào miệng Vương Trác, sau đó là linh dịch để Vương Trác bổ sung đan hải khô cạn. Không được may mắn, bị người ta bắt đi khai thác mỏ, Vương Trác ho khan. Thảo nào, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Trước đó mạng lưới tình báo của Ma Gia cũng đã được dùng đến nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn ta. Sau khi trò chuyện, hai người bắt đầu im lặng. Vương Trác cần tĩnh tâm chữa thương nên khoanh chân nhắm mắt lại. Triệu Bân cũng làm việc của mình, hắn giải quyết hiện trường, lấy đi tất cả đồ vật trong người tên vạm vỡ kia. Xong việc, hắn lại đi nghiên cứu thánh tử tộc xác chết. Nhất định phải luyện hóa ra được thái ân chân khí của hắn ta. Hắn đã tính cả rồi. Luyện hóa không quá khó, cho hắn vài ngày là được. Không biết qua bao lâu Vương Trác mới tỉnh lại, mặt mũi tái nhợt cũng trở nên hồng hào hơn. Triệu Bân thu tay lại, cũng ngồi xuống. Lâu ngày không gặp, người lại mạnh hơn rồi, Vương Trác cười mệt mỏi. May mắn thôi, Triệu Bân đưa một bầu rượu. Sao lại biến thành con nít thế này? Một lời khó nói hết. Triệu Bân nói ra lại thấy đau, đến nay hắn vẫn không biết nguyên nhân do đâu. Cũng không biết đến bao giờ mới lớn trở lại, nếu cứ bé tí thế này suốt đời thì sao, vậy lại càng xấu hổ, không thể làm gì với thê tử được rồi còn gì. Vương Trác cười gượng, không biết tại sao thấy Triệu Bân thế này hắn ta lại muốn búng tiểu huynh đệ của hắn. Tên này suy nghĩ cũng thoáng thật, đã bị thương đến thế này rồi vẫn còn nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó. Đây, trả cho ngươi. Triệu Bân lấy roi sắt ra đưa cho Vương Trác. Chiếc roi này đã được hắn nghiên cứu hết, thứ bá đạo không phải là roi àm là cấm chú trên thân nó, cũng như huyền giáp và ô kim tiên võng, khác biệt ở chỗ roi sắt có thể đánh vào tinh thần, nếu cho hắn đủ thời gian, hắn cũng có thể tạo ra một cái, hơn nữa còn làm số lượng lớn, cho mỗi người trong nhà một cái, lực chiến có thể tăng lên một bậc. Sao lại nằm trong tay ngươi thế, Vương Trác hết sức ngạc nhiên. Kể ra thì dài lắm, Triệu Bân cười, cũng không giải thích quá nhiều. Ngoài roi sắt ra, hắn cũng tặng rất nhiều tài nguyên tu luyện khiến Vương Trác cảm động rớt nước mắt, trong lòng liên tục cảm thán, ngày đó khi đang chạy về phía Thiên Tông, hắn ta bị chặn cướp, cơ ngân lại vào được Thiên Tông, trông vẻ mặt của tên lúc nãy là biết, chắc chắn cơ ngân cũng khá là nổi tiếng ở đó. Đều là số cả, nhân phẩm là quan trọng. Đây là, gạt bỏ quá khứ qua một bên, Vương Trác lại nhìn về phía thánh tử tộc xác chết. Thánh tử tộc xác chết, Triệu Bân tùy ý nói. Tộc xác chết, Vương Trác giật mình, đó là nhân tài đấy. Là người thừa kế được thi tổ xác nhận đấy, lại bị cơ ngân bắt, nếu chuyện này mà để thi tổ biết thì sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Mỏ quặng của nhà nào thế? Triệu Bân không giải thích, chỉ thuận miệng hỏi. Huyết Y Môn. Vương Trác ngay lập tức nói, trong mắt lóe lên một tia sắc lạnh, hắn ta bị bắt đi đào mỏ, phải chịu biết bao nhiêu giày vò, cực khổ lắm mới có thể thoát ra ngoài.
nhưng hắn ta vẫn còn tốt hơn rất nhiều người vì vẫn giữ được cái mạng nhỏ của mình trong khi những người khác hơn phân nửa đều đã chết ở trong quặng mỏ, xác chết bị kéo ra ngoài để nuôi huyết ưng, ngay cả một thi thể nguyên vẹn cũng không giữ được. Các đồng chí, đến làm việc thôi. Triệu Bân rất tự giác thông qua phân thân thông báo cho toàn thành Thiên Thu, hắn nhất định sẽ cướp sạch quặng mỏ của huyết y môn, đám huyết y môn này lá gan cũng thật là lớn, còn dám khai thác mỏ trong lãnh thổ đại hạ. Cái gì, tiền? Nghe nói có việc, người của ma gia ngay lập tức lên tinh thần. Không cần biết là việc gì, chỉ cần là việc mà Triệu Bân tìm ra thì chắc chắn sẽ thu được tiền. Đi! Đại trưởng lão đi đầu làm gương, dẫn một nhóm tiểu đệ ra bên ngoài thành Thiên Thu. Lần này ma tử không đi cùng bởi vì hắn ta vẫn còn đang ngủ say do bị bất diệt ma chú ảnh hưởng. Đại trưởng lão đã từng nói muốn hóa giải bất diệt ma chú rất phiền phức, cần có nhiều thời gian. Đúng rồi, đó là quặng mỏ gì vậy? Triệu Bân hỏi Vương Trác. Xích Huyền Thiết, Vương Trác không hề che giấu. Thật là thú vị, Triệu Bân vừa nghe thấy vậy thì đã xoa xoa hai bàn tay, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam. Xích Huyền Thiết là nguyên liệu cao cấp để đúc binh khí, nếu như có thể cướp được thì hắn còn có thể nâng cấp trang bị cho phe mình. Đừng nói là ngươi đang muốn đi cướp mỏ đó nhé, Vương Trác nhướng mày. Người ta đã bày ra trước mắt như vậy rồi, sao lại không đi lấy chứ? Triệu Bân cười nói. Bên trong huyết y môn cũng có cường giả cảnh giới chuẩn thiên. Vậy thì ta còn có thể bắt được thêm một con cá lớn. Ta quên mất ngươi là người của Thiên Tông. Vương Trác ngẫm nghĩ lại thì cũng cảm thấy bình thường, một mình Cơ Ngân làm không được nhưng sau lưng hắn còn có Thiên Tông cùng Hoàng tộc, đám người huyết y môn dám ở đại hạ khai thác khoáng thạch, Thiên Tông cùng Hoàng tộc chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này, chỉ cần tùy tiện phái ra vài cường giả chuẩn thiên thì liền có thể quét sạch toàn bộ huyết y môn. Bản lĩnh của cái tên này cũng không nhỏ. Triệu Bân sờ sờ cằm, quét nhìn Vương Trác từ trên xuống dưới. Nơi hắn ta bị bắt giữ có cả cường giả chuẩn thiên tọa trấn. Thế mà hắn ta vẫn có thể chạy thoát tới đây, người bình thường chắc chắn không thể nào làm được. Nhắc lại chuyện này Vương Trác thật sự muốn rơi nước mắt, hắn ta đã rất nhọc lòng để trốn thoát, tính toán thời gian chính xác đến từng ly từng tí, nếu như không làm được như vậy thì hắn ta đã sớm bị đánh chết rồi. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Hai người dừng lại trong một khu rừng, tìm củi đốt lửa im lặng chờ đợi, đại trưởng lão ở bên kia đang đi theo phân thân của Triệu Bân cho nên có thể tìm đường chính xác để tới nơi này, chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Trong thời gian này ta đã học được một bí thuật. Vương Trác vừa nói vừa hất tóc ra sau, ánh mắt ý vị thâm trường. Hừm, Triệu Bân thuận miệng đáp một tiếng nhưng vẫn chỉ tiếp tục nghiên cứu thánh tử thi tộc. Ngươi không muốn mở mang tầm mắt sao? Nó rất ghê gớm đó. Ghê gớm cỡ nào? Xem ra hôm nay ta phải cho ngươi được mở mang tầm mắt rồi. Ngay lập tức Vương Trác phất tay lướt qua thân thể của Triệu Bân. Ngay lập tức Triệu Bân đột nhiên cảm thấy thân dưới lành lạnh. Hắn bất giác nhìn xuống dưới, con mợ nó, quần của hắn đâu? Cái quần này tốt đó. Vương Trác cười ha hả, cầm quần của Triệu Bân trên tay. Con mợ ngươi, Triệu Bân mắng một tiếng rồi vội vàng giật quần lại, nhanh chóng mặc vào. Sao? Có ghê gớm không? Vương Trác không ngừng bật cười nói. Ghê gớm. Triệu Bân nói, lời này rất thành thật. Đúng là nơi nào cũng có thể sinh ra nhân tài. Cũng giống như vị này vậy, trong quá trình làm đạo tặc thì lại ngộ ra pháp môn, chỉ cần phất tay một cái liền có thể trộm được quần của hắn mà hắn còn không hề phát hiện. Điểm này xứng đáng được hắn bật ngón cái khen ngợi, nếu như hắn ta đã học được bí pháp này thì chuyện đi ăn trộm cũng sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Ta đã đặt tên cho nó là tiên thuật trộm cắp. Vương Trác sửa sang lại y phục, ngẩng cao đầu nói hết sức khí phách. Nói xong hắn ta còn nháy mắt với Triệu Bân hỏi, muốn học không? Thật ra thì ta cũng có thể làm được. Triệu công tử vừa dứt lời thì cánh tay nhỏ đã vung lên. Ngay lập tức, trong tay hắn lại xuất hiện thêm một cái quần đùi hoa. Nói chính xác thì cái quần đùi hoa này có hơi rách nát. Trong chớp mắt hắn đã có thể học trộm được bí thuật của Vương Trác, thật ra thì cũng không khó học, sau vài lần thầm diễn luyện trong đầu hắn cũng đã ngộ ra được vài phần chân lý, chẳng qua trong lần đầu tiên thi triển vẫn còn có chút sai sót. Thật là ngại quá, hắn chỉ có thể trộm được nửa cái quần của Vương Trác. Nửa cái quần còn lại chẳng lẽ vẫn còn ở trên người Vương Trác hay sao? Có chút lỗi, để ta làm lại. Trong lúc Vương Trác đang giật giật khóe miệng thì Triệu Bân lại vung bàn tay nhỏ của mình lên.
Hừm, lần này ngay cả nửa cái quần còn lại cũng đã bị đánh cắp. Ngươi học được khi nào? Vương Trác vừa hỏi vừa che đúng quần của mình. Triệu Bân hất tóc, ném cái quần hoa rách tới trả lại cho Vương Trác rồi nói, ta mới vừa học đó thôi. Vương Trác nghe xong thì khiếp sợ không thôi. Thiên phú của cái tên này mới cao thâm làm sao? Vương Trác đã nghiên cứu tiên thuật trộm cắp từ rất lâu, nhưng cho đến nay mới có được chút thành tựu, vậy mà cái tên cơ ngân này chỉ nhìn qua một lần liền có thể học trộm được, tuy rằng vẫn còn một chút sai sót nhưng thật sự đã nắm được vài phần tinh túy. Hắn mạnh như vậy cũng không phải là không có lý do. Vương Trác hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn Triệu Bân liền thay đổi. Ngao, ngao. Trong lúc hắn ta đang tặc lưỡi thổn thức thì Tiểu Kỳ Lân lại chạy đến. Tên nhóc này chắc là đang đói lắm, nó ngước đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm Triệu Bân. Đến đây. Triệu Bân mỉm cười, ném sang cho nó một sọt đầy linh quả. Tiểu Kỳ Lân vui sướng nhảy nhót rồi nhảy chồm vào sọt linh quả. Tên nhóc này nhìn quen quá. Vương Trác lấy lại tinh thần, tập trung vào Tiểu Kỳ Lân. Vừa nhận ra nó thì hắn ta liền giật mình thon thót, trong mắt liền lộ ra vẻ không thể nào tin được. Tên nhóc này chính là thánh thú Kỳ Lân trong truyền thuyết, tuy rằng kích thước không lớn nhưng bộ dáng này chắc chắn là Kỳ Lân. Thật sự là Kỳ Lân sao? Ừm, con mợ nó. Đống lửa cháy sáng hừng hực dưới trăng. Triệu Bân đang ngồi xổm bên cạnh thánh tử thi tộc, cẩn trọng nghiên cứu hắn ta, hắn tạm gác việc luyện hóa thái âm chân khí sang một bên, chờ sau này tìm được một nơi thanh tĩnh thì sẽ tiếp tục, hoặc sau này trở về thành thiên thu luyện hóa cũng rất tốt. Giờ phút này thì hắn đang chuyên tâm soát hồn thánh tử thi tộc, hắn ta chắc chắn biết được rất nhiều bí mật của thi tộc. Tất nhiên, hắn đã quá xem thường thánh tử thi tộc. Chính xác mà nói thì hắn đã quá xem thường thi tổ. Ký ức của thánh tử thi tộc đã được bảo vệ bởi cấm chế này dùng để phòng thuật soát hồn, cho dù Triệu Bân đã cố gắng soát hồn suốt cả đêm thì vẫn không thể khai thác được thông tin gì, hắn soát hồn mạnh tay tới mức làm cho thánh tử thi tộc đau đớn đến chết đi sống lại. Ngay cả trong cơn ngất mà cũng gặp ác mộng, thất khiếu chảy máu giàn giụa. Triệu Bân không chịu thua, vẫn tiếp tục nghiên cứu cấm chế. Tên nhóc kia, kết nghĩa huynh đệ không? Bên này, Vương Trác đang tủm tỉm cười, chọc ghẹo Tiểu Kỳ Lân. Thật ra thì hắn ta đang muốn có một chút máu của thánh thú, cho dù chỉ có được một giọt thì cũng là nghịch thiên tạo hóa, máu Kỳ Lân là bảo bối vô giá, có tiền cũng không mua được. Ngao hú! Tiểu Kỳ Lân đáp lại hết sức dứt khoát. Nó chồm lên cắn Vương Trác, làm cho hắn ta đau đớn đến mức nhe răng trợn mắt. So với đau đớn thì hắn ta lại càng cảm thấy tò mò hơn, thánh thú Kỳ Lân lại xuất hiện ở phàm trần, cơ ngân quả thật đã tìm được một đại cơ duyên, được dẫn theo Tiểu Kỳ Lân này ra ngoài thì khí phách biết bao nhiêu. Ngao hú! Tiểu Kỳ Lân lại kêu lên, muốn nhào tới cắn tiếp. Vương Trác ho khan, trốn vào chỗ của Triệu Bân. Đừng có lộn xộn với nó, tính tình của nó không tốt đâu. Triệu Bân vừa nói vừa soát hồn thánh tử thi tộc. Vương Trác lại nhe răng trợn mắt, lúc này mới biết an phận. Một lúc sau Vương Trác mới ngồi khoanh chân trị thương, hắn ta đã bị trúng độc quá sâu, thương thế đã ăn vào trong xương tủy, cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng. Mặc dù Triệu Bân đã cho hắn ta không ít linh dược nhưng nếu như muốn khôi phục lại như ban đầu thì vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn ta. Được. Ta phục rồi. Cho đến tận khuya thì Triệu Bân mới bỏ cuộc, khoanh chân ngồi xuống. Cấm chế của thi tổ quá mạnh, hắn phá không được. Triệu Bân bất đắc dĩ thu tầm mắt lại, một tay đặt sau lưng Vương Trác để truyền đại địa lực cho hắn ta, nó có thể bồi dưỡng khí lực cho Vương Trác, hỗ trợ khôi phục thương thế. Đây là nguồn năng lượng gì vậy? Vương Trác ngạc nhiên hỏi. Đại địa lực, Triệu Bân không hề che giấu. Vương Trác nghe vậy thì lại càng kinh hãi. Nói về đại địa lực, Vương Trác chỉ mới được đọc qua trong bí quyển, hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới lại có một ngày được đại địa lực truyền vào cơ thể, quả đúng như trong bí quyển ghi lại, nguồn năng lượng này có công hiệu thần kỳ, vừa có thể luyện thể vừa có thể bồi dưỡng khí lực, cảm giác huyền diệu khiến cho hắn ta không ngừng cảm thấy thổn thức, tựa như vừa lạc vào chốn thần tiên. Đại địa lực đến từ đâu? Vì quá tò mò nên Vương Trác liền hỏi. Triệu Bân khẽ cười đáp, không thể nói. Nghe vậy Vương Trác cũng không cố hỏi nữa, chuyên tâm tịnh dưỡng khí lực, trong lòng hắn ta càng thêm hồ nghi, một thời gian không gặp, tên cơ ngân này sao càng lúc lại càng thêm thần bí khiến cho người ta không thể hiểu nổi, nhưng so với cảm giác hồ nghi thì Vương Trác lại càng cảm thấy biết ơn cơ ngân hơn,
chính cơ ngân đã cứu hắn ta về từ bể khổ. Không biết đến lúc nào Triệu Bân mới thu tay lại. Vương Trác yên lặng, hắn cũng yên lặng. Bí pháp khá lắm. Lời này không biết hắn đã nói bao nhiêu lần. Bí pháp mà hắn đang nói tới chính là tiên thuật trộm cắp của Vương Trác. Sau khi hắn diễn luyện lại nhiều lần trong đầu thì đã nắm bắt được không ít chân lý. Bí pháp này sẽ rất hiệu quả vào những thời khắc mấu chốt, chẳng hạn như khi hắn muốn trộm cắp bảo vật. Giống. Đột nhiên lại có một tiếng giống vang vọng phía chân trời. Triệu Bân chưa tỉnh dậy nhưng Vương Trác đang trị thương thì đã mở mắt, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên thì thấy ba con huyết lang đang bay trên đầu. Huyết lang vốn là loài hung dữ, mà giống huyết lang đột biến biết bay này lại càng hung dữ hơn nữa. Trốn đi. Vương Trác thu tầm mắt lại, nhìn về phía Tiểu Kỳ Lân. Huyết lang không đáng sợ, huyết lang biết bay cũng không đáng sợ, mà những kẻ đang ngồi trên lưng nó mới đáng sợ. Đó là những kẻ mặt đồ đen đang toát ra khí thế cuồn cuộn, đều có cảnh giới địa tạng đỉnh phong, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này nếu như những kẻ đó phát hiện ra thánh thú Kỳ Lân thì chắc chắn sẽ giở trò giết người cướp của. Tiểu Kỳ Lân ngoan ngoãn nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Trông Triệu Bân lại có vẻ rất bình tĩnh. Chúng ta có nên, đổi chỗ không? Vương Trác chọc chọc Triệu Bân, nhát gan hỏi. Triệu Bân không trả lời, chỉ tĩnh tâm tìm hiểu bí pháp. Giống. Khi bọn họ đang nói chuyện thì ba con huyết lang đã bay tới. Ba con huyết lang biến dị này mặc dù chỉ là thú cưỡi nhưng lại rất kiêu ngạo, dừng ở giữa không trung gào thét chói tai, đôi mắt đỏ rực nhìn chừng chừng Triệu Bân cùng Vương Trác, cái lưỡi đỏ tươi thè ra liếm quanh miệng trông hết sức nanh ác. Vương Trác dùng mình một cái nhưng cũng không dám nhúc nhích. Tuy vậy, Triệu Bân vẫn bình tĩnh, thậm chí còn không thèm nhìn bọn chúng. Thái độ của hắn đã khiến cho ba kẻ áo đen phải nhíu mày, đứa trẻ này sao một chút cũng không sợ hãi, là do bọn chúng không đủ đáng sợ hay là do hai tên tiểu võ tu cảnh giới huyền dương này là bê con không sợ hổ. Đứa trẻ kia trông quen quá. Lão già áo đen thứ nhất vuốt râu nhìn Triệu Bân rồi nói. Lão ta vừa nói xong thì lão già áo đen thứ hai cũng quay sang nhìn chằm chằm Triệu Bân. Đôi mắt già nua khẽ nheo lại, đứa trẻ này hình như lão ta đã từng thấy qua, bộ dáng nhỏ xíu sao lại giống cơ ngân của Thiên Tông đến thế. Tập trung nhìn mất một lúc thì ba người mới liếc mắt nhìn nhau, đây không phải là giống như, nó rõ ràng chính là cơ ngân. May mắn quá! Đôi mắt của ba lão già sáng lên thèm muốn. Cơ ngân của Thiên Tông toàn thân đều là bảo bối, cho nên mới nói bọn chúng hôm nay đã gặp may mắn lớn. Ở nơi hoang sơn dã lĩnh này bọn chúng có giết người cướp của cũng chẳng có ai biết, nhưng bọn chúng vốn không định giết người cướp của ngay mà còn muốn bắt cơ ngân về nghiên cứu kỹ lưỡng một phen, chắc chắn có thể khai thác ra không ít thứ đắt giá, ví dụ như đan hải, võ hồn hay tái sinh lực. Ta, không giết hạng người vô danh, Triệu Bân thản nhiên nói một câu, rốt cuộc cũng ngước mắt nhìn lên. Lời này khiến cho cả Vương Trác cùng ba lão già áo đen cùng giật giật khóe miệng. Tên tiểu võ tu cảnh giới huyền dương này đào đâu ra được tự tin mà dám nói ra lời đó, hắn thực sự nghĩ mình có thể trấn áp được ba cường giả cảnh giới địa tạng hay sao? Người điên rồi, Vương Trác ho khan nói. Đừng có nhát gan như vậy, tự tin lên, Triệu Bân thản nhiên đáp. Vương Trác nghe hắn nói lời này thì khóe miệng lại giật giật. Ba cường giả cảnh giới địa tạng đang đứng trước mặt, hắn ta còn có thể không nhát gan hay sao? Trì hoãn ắt sinh biến cố. Lão già áo đen thứ nhất hừ lạnh một tiếng rồi đánh ra một thủ ấn từ trên trời giáng xuống. Nhưng thủ ấn còn chưa kịp chạm tới người của Triệu Bân thì đã bị một đạo kiếm khí từ trong bóng đêm chém ra tiêu diệt. Lão già áo đen thứ nhất cũng bị chấn động kêu rên lên một tiếng bởi vì kiếm khí tự mang kiếm ý đã chém tới chỗ của lão ta. Ai? Ông nội của ngươi? Có người hỏi liền có người đáp. Lời nói còn chưa dứt thì đã nhìn thấy một người từ trong bóng tối bước ra. Người đó chính là đại trưởng lão Ma Gia, ở hai bên lão ta còn có nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, cả ba đều toát ra khí tức cường đại tạo ra một khung cảnh hết sức hoành tráng. Ba cường giả chuẩn thiên, trái tim Vương Trác giật thót. Xem đi, tự tin lên, Triệu Bân vỗ vỗ vai hắn ta. Người trong nhà sao, Vương Trác ngập ngừng hỏi. Nếu không phải người trong nhà thì ta đã sớm chạy rồi, Triệu Bân khoanh tay nói. Vương Trác hít sâu một hơi. Chẳng trách cái tên này lại bình tĩnh như vậy, hóa ra là hắn có hậu viện gần đây. Lúc nãy người chịu nói sớm thì tốt rồi. Làm ta sợ đến mức muốn tè cả ra quần, đội hình nhà ngươi đúng là quá dọa người. Ba lão già áo đen biến sắc, mà ba con huyết lang cũng sợ tới mức không thể ngẩng đầu lên nổi.
Thật quá kỳ quái, cường giả chuẩn thiên ở đâu ra vậy, khí tức cuồn cuộn như thế tại sao bọn họ lại không phát hiện ra được? Đứng thất thần ở đó làm gì, tự giác chút đi. Tam trưởng lão vươn vai, ngáp dài một cái rồi nói. Ý tứ của câu này tất cả mọi người đều có thể hiểu được, thứ gì nên giao ra thì cứ giao ra hết đây, nếu như khiến cho bọn ta hài lòng thì bọn ta còn có thể nương tay cho, bằng không thì cũng đừng trách đao kiếm không có mắt. Toàn cõi Triều Long Đại Hạ đều biết mấy cường giả cảnh giới chuẩn thiên không ai có tính tình tốt, ba người bọn ta cũng giống như vậy, nếu như các ngươi không giao ra bảo bối thì cứ tự mình liệu lấy. Sắc mặt của ba lão giả áo đen ngay lập tức trắng bệch. Cướp, ba lão cường giả chuẩn thiên này rõ ràng là quân ăn cướp. Vèo, lão giả áo đen thứ ba ngay lập tức quay đầu bỏ chạy. Kết quả là một tia máu chói mắt ngay lập tức phun ra. Lão giả áo đen thứ ba chạy chưa được bao nhiêu thước thì đã bị chém chết tại chỗ, người ra tay chính là nhị trưởng lão Ma Gia, một kiếm tuyệt sát, cảnh giới địa tạng tuy chỉ cách cảnh giới chuẩn thiên nửa bước chân nhưng chiến lực lại như một trời một vực. Thấy vậy, hai lão giả áo đen còn lại lạnh hết cả sống lưng. Không cần suy nghĩ nhiều, cả hai vội vàng giao ra tất cả tài vật. So với bảo bối thì tính mạng quan trọng hơn, lão giả áo đen thứ ba bị giết chết chính là một ví dụ đẫm máu. Ba cường giả cảnh giới chuẩn thiên trước mặt đều là những người tàn nhẫn, nói giết liền giết, không chút hàm hồ. Vậy mới đúng chứ, tam trưởng lão lãnh đạm nói. Uống đi, nhị trưởng lão cầm một cái bình ngọc ném tới. Thứ trong bình chính là nước phong tình, chuyện gì nên nhớ thì nhớ, không nên nhớ thì phải quên đi, các ngươi chịu uống hết thứ nước này thì còn có một con đường sống, nếu không cũng đừng trách bọn ta ra tay khiến cho các ngươi vĩnh viễn không nhớ được gì nữa. Hai lão giả áo đen vội vàng nhận lấy. Sau khi uống nước phong tình thì cả hai liền ngất đi. Vẫn là cường giả chuẩn thiên đáng sợ, Vương Trác thổn thức nói. Xét về chiến lực thì cường giả địa tạng chẳng tính là gì so với bọn họ. Ngươi lại thăng cấp rồi sao? Đại trưởng lão quét nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới bằng ánh mắt kỳ quái. Thần thái của nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão căn bản cũng không khác gì. Tốc độ thăng cấp của tên nhóc này đúng là nhanh đến mức dọa người, nếu cứ như thế thì không cần đến nửa năm là hắn đã có thể thăng lên cảnh giới địa tạng, sau đó chỉ cần vài năm là có thể bước vào cảnh giới chuẩn thiên. Tình cờ gặp được một cơ duyên, Triệu Bân cười nói. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện thì trên trời lại truyền đến tiếng ầm ầm vang dội. Nhóm cường giả Ma Gia đã đến, số lượng rất đông. Triệu Bân vẫn bình tĩnh như thường, trong khi Vương Trác bên cạnh đã thầm nuốt nước miếng. Ở đây có quá nhiều cường giả, yếu nhất cũng là cường giả địa tạng tầng 1, nhưng phần lớn đều là cường giả địa tạng đỉnh phong, trận hình quá lớn, quả nhiên chỉ có Thiên Tông mới có thể bày ra một thế trận uy phong lẫm liệt như thế này. Không đúng. Vương Trác bỗng cau mày, hít hít mũi. Vương Trác có một loại thiên phú, hắn ta có thể dựa vào khí tức mà phát hiện ra lai lịch của đối phương, trên thân thể của những người này đều toát ra ma khí. Nếu như hắn ta không nhầm thì bọn họ chắc chắn là truyền nhân của đất ma chứ không phải là trưởng lão Thiên Tông. Nhưng hắn ta không hiểu, cơ ngân là đệ tử Thiên Tông cơ mà. Thiên Tông và truyền nhân đất ma chính là hai thế lực đối địch, Chấn Ma Ti hoàng tộc cũng là một tổ chức lập ra để càn quét tàn dư bước ra từ đất ma, thấy một người giết một người, sao cơ ngân lại cùng phe với những người này. Chuyện dài lắm, Triệu Bân lại cười nói. Vương Trác không hỏi nhiều, hắn ta tin cơ ngân vô điều kiện. Đây, là thánh tử thi tộc. Lục trưởng lão kinh ngạc nhìn người bị phong ấn. Không chỉ có lão ta, tất cả những người ở đây đều đang tỏ ra hết sức kinh ngạc, vây quanh nhìn cho rõ, xác định không hề nhận nhầm người. Đây tuyệt đối chính là thánh tử thi tộc, người thừa kế tương lai của thi tộc mà thi tổ đã chỉ định. Hắn ta đáng giá bao nhiêu nhỉ? 9.000 vạn. Tính theo cân ư. Mấy lão già tụ tập lại tính toán. Bọn họ toàn nói thứ ngôn ngữ trong nghề bắt cóc tống tiền khiến cho Vương Trác nghe đến mức hồ đồ. Bắt được ở đâu vậy? Ba vị trưởng lão nghi hoặc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không nói, chỉ ra dấu bằng tay, cổ mộ. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Thấy vậy, ba vị trưởng lão đều gật gù lên tiếng. Người của thi tộc nếu không đào mộ thì là đang trên đường đi đào mộ. Nếu như phát hiện động tĩnh trong mộ nhà người ta thì 8-9 phần là do bên trong có người của thi tộc. Có biết bao nhiêu ngôi mộ bị đào trộm thì tất cả đều là kiệt tác của thi tộc. Kể về quặng mỏ đi. Triệu Bân liếc mắt nhìn sang, chọc chọc Vương Trác hỏi. Các trưởng lão cũng vây quanh hai người. Vương Trác không nhiều lời vô nghĩa,
ngay lập tức nói vào trọng điểm chính là vị trí của quặng mỏ cùng với trận hình phòng thủ ở đó, tất cả đều kể lại rất chi tiết. Bất luận người ở đây là người của Thiên Tông hay người của Ma gia thì chỉ cần có thể cướp sạch quặng mỏ của Huyết Y Môn là hắn ta đã có thể mãn nguyện rồi, hắn ta bị chúng độc suốt thời gian qua, ngay cả một bữa cơm no cũng không có, còn suýt chút nữa phải bỏ mạng trong quặng mỏ, thù này hắn ta nhất định phải báo, Huyết Y Môn thật sự hiếp người quá đáng. Không tồi. Mẩy trưởng lão nghe kể lại xong thì ánh mắt của ai cũng đều sáng lên. Quặng mỏ xích huyền thiết chính là nguyên liệu quý hiếm để bọn họ có thể chế tạo binh khí, nâng cấp vũ trang. Đi. Đại trưởng lão là người đầu tiên khởi hành, đi thẳng về một phương. Các cường giả còn lại cũng đi theo, tất cả đều tràn đầy năng lượng. Chuyện lớn như thế này làm sao có thể thiếu phần Vương Trác, mặc dù tu vi của hắn ta rất thấp và không có tư cách tham chiến nhưng hắn ta vẫn có thể đi theo xem kịch hay. Hắn ta đã lớn đến từng tuổi này nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp được nhiều cường giả đến như vậy, chỉ nghĩ thôi thì cũng đã thấy kích thích, trận cướp mỏ này chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, nếu như lão giả dâu chữ bát có ở đây thì lại càng vui hơn nữa. Nương tử của ngươi quả thật không bình thường. Đại trưởng lão đột nhiên nói với Triệu Bân. Nương tử của Triệu Bân mà lão ta đang nói đến tất nhiên là Diệu Ngữ. Có thể nhìn ra manh mối không? Triệu Bân vội vàng hỏi. Xác sống. Xác sống. Lão Phu cũng chỉ có thể hình dung như vậy, đại trưởng lão chậm rãi nói, cô ta không có linh hồn cũng không có cảm xúc, đây là lần đầu tiên Lão Phu mới gặp một người như vậy, trong Ma gia bí quyển cũng không có ghi chép, theo Lão Phu thấy thì trên người cô ta có một nguồn năng lượng thần bí đã chống đỡ cho cô ta tiếp tục tồn tại ở dương gian. Chuyện này, Lão Phu bất lực, đại trưởng lão lắc đầu cắt ngang lời nói của Triệu Bân. Triệu Bân im lặng. Ngay cả cường giả chuẩn thiên như đại trưởng lão mà còn không thể cứu thì e rằng hắn chỉ có thể tìm đến cường giả thiên võ. Hồng Uyên hiện tại đã bế quan, trong khoảng thời gian ngắn không ra ngoài, người hắn có thể tìm cũng chỉ còn đại hạ Hồng Tước. Đại trưởng lão trầm mặc. Lão ta đang nhìn xoáy vào Triệu Bân. Những chuyện mà Triệu Bân từng trải qua thật sự rất ly kỳ, mà quan hệ giữa hắn cùng với Diệu Ngữ chắc chắn không hề đơn giản như vậy. Một xác sống không có linh hồn. Nghĩ sao cũng thấy rất quỷ dị, chắc chắn mối quan hệ giữa hai người còn có rất nhiều câu chuyện đằng sau. Chính là chỗ đó. Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Vương Trác đột nhiên lên tiếng. Các trưởng lão lần lượt đáp xuống, bọn họ đã đứng trên một đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, có thể thấy được ánh lửa nhàn nhạt bị mây mù bao phủ. Nếu như bọn họ đoán không sai thì ở sâu trong khu rừng kia có bố trí trận pháp, ở nơi thâm sơn cùng cốc thường có nhiều huyền cơ, nơi này cũng không ngoại lệ. Vẫn là câu nói đó, lãnh thổ của đại hạ quá rộng lớn. Và trong lãnh thổ của đại hạ lại có quá nhiều núi non. Mặc dù hoàng tộc thống trị mảnh đất này nhưng không thể nào quản lý hết từng ngóc ngách, còn rất nhiều nơi mà bọn họ không phát hiện, giống như dãy núi bên kia vậy, có đến tận mấy vạn đỉnh núi tạo thành, nếu như muốn truy xét hết thì có khi còn phải điều động toàn quân. Có người ở đây, nhị trưởng lão nói. Nấp đi, đại trưởng lão ra lệnh. Không cần lão ta nói thì các trưởng lão còn lại cũng đều đã ẩn thân vào trong rừng cây rậm rạp, ai cũng có hắc bào che phủ khí tức toàn thân không để lại chút dấu vết, mỗi người lại cầm thêm một chiếc kính viễn vọng nhìn lên bầu trời. Kim Sơn lão quỷ. Đại trưởng lão lẩm bẩm, ánh mắt rất nhạy bén. Triệu Bân và các trưởng lão khác nghe vậy thì không khỏi nhướng mày, nói như vậy thì hóa ra đại tế ti cùng với Huyết Y Môn còn cấu kết với nhau. Nếu không thì làm gì có ai rảnh rỗi nửa đêm lại chạy đến đây. Ta đã từng gặp qua lão ta ở trong đó, Vương Trác nhỏ giọng nói. Lời này vừa nói ra thì mọi người đều sáng tỏ. Khó trách Huyết Y Môn dám khai thác mỏ ở đại hạ, hóa ra là có người bao che. Như thế thì bọn họ lại càng thu được nhiều lợi hơn. Bắt lão ta trước. Triệu Bân nói xong thì liền phóng ra ngoài. Trước khi đi hắn còn để lại ô kim tiên võng đã bị hắn luyện hóa. Có ba cường giả chuẩn thiên đứng đầu trận tuyến thì hơn phân nửa là có thể bắt được Kim Sơn lão quỷ, khó khăn lắm mới có thể gặp được dịp lão ta ra ngoài một mình, nếu như còn không ra tay bắt trói thì đúng là có lỗi với tổ tiên. Giấu nó đi trước. Ba cường giả chuẩn thiên nói xong liền phóng ra theo Triệu Bân. Các trưởng lão ma gia còn lại đều ngồi im không chút thắc mắc trong khi Vương Trác lại có chút bối rối, đại tế ti hoàng tộc cấu kết với Huyết Y Môn. Cơ ngân kết liên minh với ma gia, mấy mối quan hệ này đúng là quá hỗn loạn. Vèo. Đi đến một nơi, Triệu Bân lao ra khỏi khu rừng. Hắn cố ý không che giấu,
để lộ ra một chút khí tức. Hửm. Ở bên kia, Kim Sơn lão quỷ liền liếc mắt nhìn qua. Thứ lọt vào trong tầm mắt của lão ta là một đứa trẻ. Cơ Ngân. Hai mắt của Kim Sơn lão quỷ sáng lên, tinh quang bắn ra bốn phía. Không cần suy nghĩ nhiều, lão ta lập tức xoay người phóng thẳng tới truy giết Triệu Bân, ánh mắt lộ ra sự tham lam, không ngờ ông trời lại cho lão ta gặp được Cơ Ngân ở đây, lão ta nhất định sẽ bắt bằng được hắn về nghiên cứu kỹ lưỡng. Mắc câu. Đại trưởng lão mỉm cười, lén lút đi theo. Triệu Bân chạy rất nhanh mà không thèm quay đầu lại, hắn phải cố gắng hết sức dẫn dụ Kim Sơn lão quỷ rời khỏi ngọn núi này để không làm kinh động đến Huyết Y Môn, hắn đang tìm một góc núi để đáp xuống xử lý Kim Sơn lão quỷ. Đi đâu? Kim Sơn lão quỷ cười lạnh, phóng tới nhanh như chớp. Hiếm khi mới có thể gặp được bảo bối, lão ta đã bị thu hút đến mức xem nhẹ mọi chuyện xung quanh, không hề chú ý đến tình hình đang diễn ra sau lưng mình, một lòng một dạ muốn bắt được Cơ Ngân. Đây là điều mà Triệu Bân muốn. Nếu như nơi này không cách xa núi bất tử thì hắn chắc chắn đã đáp xuống đó. Hửm. Trong chớp mắt, Triệu Bân bỗng nhiên quay đầu lại, giả vờ như vừa phát hiện ra có người truy giết mình. Sau khi nhìn thấy Kim Sơn lão quỷ thì hắn lại đột nhiên biến sắc, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn, tất nhiên đây chỉ là diễn trò để đánh lừa Kim Sơn lão quỷ, hắn chính là mồi câu còn Kim Sơn lão quỷ là con cá lớn. Cơ Ngân, chạy đi đâu? Kim Sơn lão quỷ mỉm cười âm hiểm, truy đuổi càng thêm ác liệt. Triệu Bân không nói lời nào, chỉ dùng hết sức bình sinh bỏ chay. Đã ra ngoài thì đừng mong có đường trở về. Kim Sơn lão quỷ nhếch miệng cười, cách không chém ra một đạo kiếm khí. Triệu Bân cũng phản ứng không chậm, nhanh chóng xoay người chắn kiếm Long Uyên ở phía trước. Keng! Đạo kiếm khí vừa chém ra đã đánh trúng vào kiếm Long Uyên. Triệu Bân kêu rên một tiếng rồi hộc máu, xương cánh tay cũng đã nứt ra, cùng là cường giả chuẩn thiên nhưng Kim Sơn lão quỷ này mạnh hơn Ngân Sơn lão quỷ nhiều, cũng may kiếm Long Uyên đủ cứng cáp, nếu không thì nó đã bị một đạo kiếm khí này tách làm đôi rồi. Nhóc con, khá lắm, Kim Sơn lão quỷ cau mày. Một tiểu võ tu cảnh giới huyền dương như hắn mà lại có thể đỡ chiêu của cường giả chuẩn thiên. Kim Sơn, ta là đệ tử Thiên Tông, Triệu Bân mở miệng mắng, diễn xuất như thần. Giết ngươi ở nơi hoang sơn dã lĩnh, có ai biết được, Kim Sơn nanh ác nói. Chờ ta bẩm báo chuyện này cho hoàng tộc biết thì ông chắc chắn sẽ bị trừng phạt, Triệu Bân hừ lạnh một tiếng nói. Đã bị lão phu nhắm trúng rồi mà ngươi còn nghĩ mình có thể thoát được sao, Kim Sơn lão quỷ chế nhạo nói, sau đó lại phất tay phóng ra một đạo kiếm khí thứ hai, đạo kiếm khí này so với đạo thứ nhất lại càng kinh người hơn, ma sát với không khí tạo nên thanh âm đinh tai nhức óc, ảnh hưởng đến tinh thần của đối phương. Hơn nữa nó đang phóng thẳng vào vị trí trọng yếu trên cơ thể Triệu Bân, lão ta chắc chắn một kích này sẽ bắn trúng mục tiêu. Triệu Bân cũng không muốn né tránh. Hắn lại đưa kiếm Long Uyên lên chặn trước mặt. Kiếm Long Uyên được làm từ vẫn thạch cho nên hết sức cứng rắn, tuy nó có thể đỡ được đạo kiếm khi kia nhưng cũng bị ông chấn động khiến cho xương cánh tay của Triệu Bân gãy vụn, da thịt nứt toát mà chính hắn cũng bị chấn bay ra xa. Ầm một tiếng, một vách đá đã sụp đổ. Đất đá văng tứ tung, Triệu Bân loạng choạng đứng dậy giữa đống đổ nát, phun máu giàn giụa, hắn còn chưa kịp đứng vững thì Kim Sơn lão quỷ đã đánh tới, lão ta phòng bị rất chặt, đã kích hoạt chân nguyên hộ thể khóa toàn thân, để phòng Triệu Bân thi triển thuấn thân tuyệt sát. Chạy đi, sao không chạy nữa? Kim Sơn lão quỷ bật cười man dợ trong ánh mắt bùng lên ngọn lửa hừng hực. Bảo bối, Cơ Ngân chính là bảo bối, từ trên người hắn có thể khai thác được rất nhiều bí mật. Mỗi một bí mật đều là một đại tạo hóa, chẳng hạn như đan hải, và hiền, tái sinh lực. Nếu như lão ta có thể học được hết thì nói không chừng còn có thể nhanh chóng thăng lên cảnh giới thiên vệ trương giáo sẽ không bỏ. Triệu Bân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên hận ý. Tuy nhiên đây cũng chỉ là hắn đang diễn trò để thu hút sự chú ý của Kim Sơn, tranh thủ thời gian cho mấy người đại trưởng lão nhảy ra bắt gọn, muốn bắt được một cường giả cảnh giới chuẩn thiên không hề đơn giản. Nếu như xảy ra sai sót thì hậu quả sẽ rất khó lường. Trời biết đất biết, người biết ta biết. Kim Sơn cười lạnh, bước từng bước tới trước. Triệu Bân không hề suy nghĩ, ngay lập tức thuấn thân thoát ra xa 30 thước, ở nơi đó có mấy người đại trưởng lão đang ẩn nấp, chờ hắn dẫn dụ Kim Sơn qua. Thiên nhãn thuấn thân khá lắm. Kim Sơn từng bước đuổi theo, vươn tay ra tóm lấy hắn. Đột nhiên,
trước khi tay của lão ta chạm được vào người Triệu Bân thì lão ta đã nhìn thấy một người mặc đồ đen lao ra trước mặt, không thể nhìn thấy khuôn mặt, chỉ thấy trong tay người đó cầm một thanh ma đao đang chém về phía lão ta, đao thế ông tập sát, đao uy nghiền nát đối thủ. Cảnh giới chuẩn thiên, Kim Sơn biến sắc. Lời nói còn chưa dứt thì một đao của đại trưởng lão đã chém tới. Kim Sơn phản ứng không chậm, lập tức bay trở về. Cấm! Trong chớp mắt, hai tiếng hừ lạnh vang lên. Đó tất nhiên là tiếng của nhị trưởng lão và tam trưởng lão ma gia, hai người đang thi triển thuật phong ấn phối hợp với đại trưởng lão đánh chặn. Kim Sơn đang lui về phía sau bị chúng phải thuật phong ấn nên ngay lập tức khựng lại một nhịp, không thể tránh được một đao của đại trưởng lão cho nên trên ngực cũng bị chém ra một vết, máu tươi tràn đầy. Ông! Đại trưởng lão lại vung tay bổ xuống một đao. Một đao này có uy lực càng bá đạo, suýt nữa đã tách Kim Sơn ra làm hai. Tất cả những chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Ba vị trưởng lão phối hợp rất ăn ý, chỉ mới tung ra hai chiêu mà đã khiến cho Kim Sơn bị thương nặng. Kim Sơn choáng váng, lão ta đang truy giết cơ ngân, ở đâu lại nhảy ra thêm ba cường giả chuẩn thiên, rõ ràng đám người này đã có kế hoạch từ trước, đào sẵn một cái hố để lão ta nhảy vào. Buồn cười nhất là trước đó lão ta còn không hề phát hiện, trong nháy mắt bị chúng hai đao trở tay không kịp. Ta thật cơ trí. Triệu Bân chỉ đứng khoanh tay làm khán giả. Ngay cả một đứa trẻ cũng không bắt được, hắn làm mồi câu đúng là quá chuyên nghiệp. Là ai? Kim Sơn ngã mạnh xuống đất, rít lên một tiếng. Đáp lại lão ta chỉ có một tấm lưới lớn từ trên trời giáng xuống, trên mỗi nút thắt của tấm lưới đều có khắc cổ tự thần bí. Nguồn năng lượng mà tấm lưới tỏa ra biến hóa lạ thường, đó chính là Ô Kim Tiên Võng, bảo vật của tiên gia. Ô Kim Tiên Võng. Kim Sơn lão quỷ thấy vậy thì lại biến sắc. Lão ta lại trở tay không kịp một lần nữa, bị tấm lưới tóm lấy hoàn toàn. Mở ra cho ta. Kim Sơn quát lên dữ dội, muốn phá tấm lưới. Nhưng lão ta không có năng lực đó, đây là Ô Kim Tiên Võng được tạo nên bởi nguyên liệu đặc biệt, cực kỳ cứng rắn. Hơn nữa người tung lưới lại là ba cường giả cảnh giới chuẩn thiên cho nên uy lực của nó lại càng mạnh mẽ. Một khi đã bị tấm lưới bắt được thì trừ khi có chiến lực áp chế tuyệt đối mới có thể thoát ra, bằng không thì không thể nào phá được phong ấn của tấm lưới này, điểm này lão ta đã biết từ rất nhiều năm trước. Còn chưa hết. Sau khi Ô Kim Tiên Võng được tung ra thì ba vị trưởng lão liền thi triển thuật phong ấn. Thuật phong ấn truyền thừa của ma gia đã được kích hoạt ngay lập tức. Phối hợp với Ô Kim Tiên Võng tạo nên một phong ấn hết sức chặt chẽ, lúc trước lục trưởng lão ma quật và thi tế đều đã phải quỳ gối trước phong ấn này. Á! Khí huyết của Kim Sơn quay cuồng mãnh liệt, cố gắng hết sức để thoát ra. Đáng tiếc, cho dù lão ta có gào thét cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi phong ấn cùng với Ô Kim Tiên Võng. Chỉ trong một khắc, ký hiệu phong ấn đã khắc sâu vào khí lực của lão ta, phong ấn cả kinh mạch xương cốt. Thậm chí ngay cả đan hải của lão ta cũng đã bị giam cầm, khí huyết mãnh liệt trong nháy mắt tụt dốc không phanh, tất cả đều bị phong ấn lại một cách gắt gao. Trận vây bắt dưới trăng cuối cùng cũng đã kết thúc. Kim Sơn đã phải quỳ gối trước Ô Kim Tiên Võng. Lần này mấy người đại trưởng lão vẫn không hề yên tâm, liên tiếp dán thêm lên người Kim Sơn rất nhiều bùa chú, tiện tay còn càn quét hết tất cả bảo vật mà Kim Sơn mang theo bên người, ngay cả y phục cũng không chừa lại. Kim Sơn vẫn chưa chết tâm. Kịch liệt giãy giụa. Nhưng có giãy giụa cũng vô ích. Với nhiều phong ấn như vậy thì đừng nói là lão ta, ngay cả Hoàng Phi Vũ Linh cũng tuyệt đối không thể nào phá được, là do lão ta quá mức bất cẩn, tỉnh ngộ quá chậm, trong phút chốc ngu muội liền bị người bắt trói. Đến lúc này Triệu Bân mới chạy đến. Cơ Ngân, người dám cấu kết ma gia, Kim Sơn quát lớn, hai mắt đỏ ngầu, máu chảy ròng ròng. Ông truy giết ta cả đoạn đường. Bây giờ còn có mặt mũi nói ta, Triệu Bân cười lạnh nói. Kim Sơn không nói nên lời, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Triệu Bân, lão ta một đời anh minh, không ngờ trong phút chốc lại bị một tên tiểu võ tu dắt mũi, chẳng những không bắt được Cơ Ngân mà còn bị đồng bọn của hắn bắt trói. Ân chú phái ngươi tới đây thu tiền thuê mỏ của Huyết Y Môn à, nhị trưởng lão nhìn Kim Sơn cười hỏi. Đừng hòng hỏi ta chuyện gì, Kim Sơn cũng là một hán tử rất kiên cường. Ngoài sự phẫn nộ, lão ta còn cảm thấy kinh ngạc và nghi hoặc, chuyện quặng mỏ của Huyết Y Môn hết sức bí mật, trừ lão ta cùng với đại tế ti thì không có người thứ ba biết, làm sao Cơ Ngân cùng ma gia có thể biết, hơn nữa còn lập được một kế hoạch chu đáo chặt chẽ đến vậy. Chắc chắn là bọn họ đã sớm biết, chỉ có một mình lão ta ngu ngốc chạy tới chỗ này tự mình chui đầu vào giỏ. Chết tiệt!
Từ tận đáy lòng lão ta đang mắng chửi người của Huyết Hy Môn hết lời, chắc chắn là Huyết Hy Môn đã làm lộ ra tin tức, chuyện này mà lộ ra ngoài thì không chỉ có mình bọn chúng tiêu tùng mà ngay cả lão ta cũng sẽ chết, sự thật đã chứng minh một khi đã quyết định kết liên minh với ai thì phải lựa chọn cho kỹ càng. Đi! Đại trưởng lão vác Kim Sơn lên rồi đi thẳng về núi. Triệu Bân cũng không nhiều lời, sau khi xử lý Kim Sơn thì phải nhanh chóng xử lý luôn người của Huyết Hy Môn. Đêm nay nếu như làm xong hết những chuyện này thì bọn họ sẽ nắm trong tay một quặng mỏ xích huyền thiết. Cũng không biết xích huyền thiết trong mỏ còn lại được bao nhiêu. Chỉ trách bọn họ đã biết được chuyện này quá muộn. Các trưởng lão còn lại của Ma gia vẫn còn ẩn thân ở bên kia. Nhìn thấy mấy người Triệu Bân trở về thì mắt ai cũng sáng lên. Vương Trác âm thầm nuốt nước miếng, một cường giả chuẩn thiên đã bị bắt sống, Ma gia thật đáng sợ, còn có Cơ Ngân cũng là một kẻ hết sức quyết đoán. Tiểu võ tu cảnh giới huyền dương tầng 7 dám lấy thân dụ địch, chỉ cần hắn bất cẩn một chút thì nhất định sẽ bị tiêu diệt. Riêng điểm này, hắn ta quả thật không làm được như Cơ Ngân. Ở đây lại còn có nhiều cường giả như vậy. Kim Sơn vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy các cường giả của Ma gia. Ma gia trước đây ngay cả một cường giả chuẩn thiên cũng không có, cường giả địa tạng thì vô cùng ít ỏi, lần này gặp lại đúng là biến hóa bất ngờ. Ma gia không chỉ có cường giả chuẩn thiên mà còn có tận 3 người, hơn nữa số lượng cường giả địa tạng cũng vượt xa so với dự đoán của lão ta, bọn họ kéo đến đây nhiều người như vậy, hoàn toàn có thể san bằng quặng mỏ của Huyết Hy Môn. Trong lúc lão ta còn đang suy nghĩ thì nhóm cường giả Ma gia đã khởi hành. Có sự chỉ dẫn của Vương Trác cho nên bọn họ có thể tìm ra vị trí quặng mỏ một cách dễ dàng mặc dù nó nằm sâu trong rừng núi, khắp nơi đều có mây mù lượn lờ. Còn có không ít trận pháp che lấp, ngoài ra còn có mê tung trận, nhưng mê tung trận này so với mê tung trận ở núi Bất Tử thì chỉ là trò con nít. Ở bên đó, Vương Trác dừng lại, chỉ về một hướng nói. Không cần hắn ta chỉ thì người của Ma gia cũng đã nhìn thấy, bên trong mây mù lượn lờ thấp thoáng có một tòa thành cổ, bên trong thành cổ là một quặng mỏ, nơi đó là cấm địa của Huyết Hy Môn, bọn chúng rất cẩn trọng trong việc khai thác mỏ, chậm rãi phát tài dựa vào nó. Đánh thế nào đây, lục trưởng lão thấp giọng hỏi. Mạnh mẽ xông vào. Đại trưởng lão quát lớn một tiếng, mang theo ma đao phóng ra đầu tiên. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng lần lượt cầm theo ma kiếm phóng ra ngoài, sau đó các cường gia ma gia còn lại cũng nhanh chóng chạy theo, khí thế của ba vị cường giả chuẩn thiên phối hợp với rất nhiều cường giả địa tạng có thể nghiền nát mọi thứ trên đường họ đi qua. Ai? Trên tường thành truyền đến tiếng quát lớn. Ông nội của ngươi. Đừng hỏi làm gì, hỏi sao thì cũng chỉ có ông nội của ngươi mà thôi. Câu này đã trở thành câu cửa miệng của các cường giả ma gia. Có địch tập kích. Một cường giả Huyết Hy Môn quát lớn. Phụt. Một tia máu phun ra chói mắt, tam trưởng lão đã chém bay đầu kẻ vừa quát. Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lần lượt phóng thẳng lên một tòa lầu các. Nếu như thông tin mà Vương Trác cung cấp là đúng sự thật thì kẻ trấn thủ nơi này là cường giả chuẩn thiên của Huyết Hy Môn. Binh đánh binh, tướng đánh tướng, nếu như giết được tướng của đối phương thì tất cả mọi chuyện còn lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ai? Từ trong lầu các truyền ra tiếng quát, ngay sau đó có một bóng người lao ra. Đó là một lão già tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, trên người khoác một tấm áo choàng lớn màu đỏ nhưng phía dưới chỉ mặt mỗi một cái quần cộc hoa, hơn phân nửa là đang ở trên giường hành sự thì đột nhiên có người đánh tới, bị quấy nhiễu một khắc xuân tiêu cho nên ngay cả quần dài cũng chưa kịp mặc. Hai chân cố gắng lắm mới không nhũn ra, cảm thấy hết sức lạnh lẽo. Ông, keng, đại trưởng lão và nhị trưởng lão không nhiều lời vô nghĩa, ngay lập tức xông thẳng đến chém giết, một đao một kiếm phối hợp đánh lão già kia lui về phía sau. Cường giả chuẩn thiên cũng chia mạnh yếu, mà lão già tóc bù xù này chắc chắn không phải là một kẻ mạnh, xét về chiến lực thì còn không bằng Ngân Sơn lão quỷ, so với Kim Sơn lão quỷ thì kém xa. Ma gia, lão già tóc bù xù chợt biến sắc. Đáp lại lão ta chỉ có những đòn công kích liên hoàn của hai vị trưởng lão ma gia. Bang, Ở một hướng khác, nhóm cường giả ma gia cũng đã tràn vào tứ phía. Sự yên tĩnh của màn đêm đã hoàn toàn bị phá vỡ. Tốc chiến tốc thắng. Tam trưởng lão quát lớn, cầm ma kiếm không ngừng công kích, các cường giả Huyết Hy Môn trấn thủ ở đây lúc này hoàn toàn không thể ngăn cản thế công của lão ta. Chính vì có lão ta mở đường cho nên nhóm cường giả ma gia còn lại mới có thể tung hoành ngang dọc, cường giả của Huyết Hy Môn lần lượt ngã xuống, máu huyết giàn giụa, chỉ có quỷ mới biết hôm nay tại sao lại có địch tập kích,
mà số người trấn thủ ở quặng mỏ này cũng không quá nhiều, trong số những người ở đây có đến 7 phần là thợ mỏ. Số lượng ít ỏi còn lại mới là cường giả huyết y môn. Chạy, chạy đi đâu? Triệu Bân cầm bá vương cung đứng trên lưng đại bằng, toàn thân có lôi điện bao phủ, liên tục bắn xuống những mũi tên bá đạo, một tên giết chết một người, đám cường giả huyết y môn đều lần lượt phải xuống điểm danh ở quỷ môn quan. Đằng kia, đừng để cho lão ta chạy mất. Vương Trác đang đứng bên cạnh hò hét, hắn ta chỉ tay về phía một cường giả huyết y môn đang bỏ chạy, đó là một lão già bị cụt một tay, trùng hợp làm sao hắn lại có thể nhận ra lão ta. Lão ta là một con quỷ đội lốt người, thợ mỏ chết trong tay lão ta vô số kể, khoảng thời gian Vương Trác còn ở đây lão ta cũng đã không ít lần đánh hắn ta thừa sống thiếu chết cho nên hắn ta nằm mơ cũng muốn giết chết lão ta. Quác! Đại bằng phóng nhanh như chớp, ngay lập tức đã đuổi tới. Cút! Lão già cụt tay quát lớn, khí thế địa tạng cuồn cuộn dâng lên. Đáng tiếc, người mà lão ta phải đối mặt chính là Triệu Bân, hắn từ trên trời đáp xuống. Khí thế mạnh mẽ khiến cho lão ta bị chấn động đến mức lảo đảo. Lão cẩu, để mạng lại đó. Vương Trác hừ lạnh một tiếng, hắn ta cũng cầm theo roi sắt đen nhảy xuống. Roi sắt đen có uy lực đánh vào tinh thần rất mạnh. Lão già bị hắn ta đánh một roi liền kêu rên, đầu óc ông ông, thất khiếu đổ máu. Lão ta còn chưa kịp hồi tỉnh thì con dao găm của Vương Trác đã cắm vào mệnh môn của lão ta và giết chết lão ta. Tốc chiến tốc thắng. Lời của tam trưởng lão lại vang vọng trong tòa thành cổ. Nhìn lên bầu trời lúc này đã có rất nhiều diều hâu đang bay vòng tròn, trên mỗi con diều hâu đều có người của ma gia, phần lớn đều có cảnh giới địa tạng tầng 1, bọn họ đang quan sát toàn bộ thành cổ, nếu như có kẻ chạy ra ngoài thì sẽ ngay lập tức một đao giết chết. Phụt, phút, huyết quang bắn ra chói mắt, nhuộm đỏ tòa thành cổ dưới ánh trăng. Huyết khí quay cuồng, dường như cả những ngôi sao cũng bị huyết khí nhuộm đỏ. Có rất nhiều thanh âm tang tóc vang lên, nơi này đã giống như một luyện ngục vô tận. Người của ma gia ra tay không chút lưu tình, như sát thần tàn sát bốn phương. Phụt! Tam trưởng lão một kiếm chém chết một cường giả địa tạng, ngay lập tức gia nhập vào vòng chiến với cường giả chuẩn thiên. Vòng chiến này mới thật sự là nóng hừng hực. Lão già tóc bù xù của huyết y môn đã chảy máu giàn giụa, nội tình của lão ta vốn không hùng hậu. Lại phải chống lại liên hoàn công kích của hai cường giả chuẩn thiên cho nên không thể nào đứng vững, mỗi khi định bỏ chạy thì đều bị hai trưởng lão đánh chặn. Á! Lão già tóc bù xù gầm giống, bắt đầu mở ra cấm thuật. Cấm thuật này mạnh đến nỗi khiến cho hai vị trưởng lão đều bị đẩy lùi. Vèo! Trong chớp mắt ngắn ngủi, lão già tóc bù xù đã phi thân bỏ chạy. Đáng tiếc, trên đường bỏ chạy lão ta lại gặp tam trưởng lão ma gia. Tam trưởng lão liền vung kiếm chém lão ta trở lại, không đợi lão ta đứng vững thì nhị trưởng lão đã xông đến tung ra một trưởng khiến cho lão ta hộc máu giàn giụa. Vừa mới hộc máu xong thì đại trưởng lão đã vác đao xông tới, một đao chặt đứt một cánh tay của lão ta. Xong. Triệu Bân bỏ thời gian liếc mắt về phía đó, bắn ra một mũi tên giết chết lão ta. Ngày hôm nay có không ít cường giả huyết y môn đã bị tàn sát, chỉ còn lại một số ít cường giả địa tạng xuất sắc nhất vẫn đang ngoan cường chống lại. Hơn nữa bọn chúng vẫn chưa từ bỏ hy vọng chạy trốn. Chỉ có điều cường giả ma gia xuất hiện ở đây nhiều vô số kể, chỉ một lát sau thì gần như toàn bộ cường giả huyết y môn đều đã bị tiêu diệt. Giết, giết, giết. Có rất nhiều tiếng gầm thét cổ vũ truyền ra từ những nhà tù đá. Đó đều là tiếng của những thợ mỏ bị giam giữ, bọn họ nhìn thấy người của huyết y môn bị tàn sát thì cảm thấy hết sức phấn khởi, ngay lập tức đu bám trên những song sắt hô hào cổ vũ. Nếu như bọn họ không bị nhốt sau những song sắt này thì bọn họ cũng đã xông vào tham gia công phạt đám người của huyết y môn rồi. Ở đâu có áp bức, ở đó có phản kháng. Đến đây, Vương Trác tốt bụng đã phá hủy một nhà tù đá. Triệu Bân cũng không chậm chân, ngay lập tức thả một nhóm thợ mỏ khác ra. Ngay khi được thả ra thì đám thợ mỏ bình thường uể oải bây giờ lại chẳng khác gì những con ngựa bị đứt dây cương. Ngay lập tức nhặt binh khí dưới đất lên rồi rít gào xông về phía đám người huyết y môn còn lại, không cần biết có thắng được bọn chúng hay không. Có tiền đồ. Triệu Bân quan sát tình hình rồi đưa tay sờ sờ cằm. Ở nơi này có không ít thợ mỏ, nếu như dẫn tất cả trở về thành Thiên Thu rồi từ từ bồi dưỡng thì chắc chắc sẽ có rất nhiều nhân tài được sinh ra. Ý tưởng của hắn cũng chính là ý tưởng của các trưởng lão. Đây là lúc mở rộng quân lực. Bọn họ cũng không chê có thêm nhiều người. Không biết đến tận khi nào thì tiếng kêu thảm thiết mới dần dần dừng lại.
Lão cường giả chuẩn thiên của huyết y môn vẫn chưa chết, đã bị mấy vị trưởng lão ma gia phong ấn gắt gao rồi trói gô lại, lúc bị trói lão ta vẫn còn sức kêu la dãy giụa, cuối cùng bị tam trưởng lão đánh cho một trưởng đưa vào mộng đẹp. Tất cả những cường giả huyết y môn còn lại đều đã bị giết chết không chừa một ai. Đến lúc này thì trời đất mới yên bình trở lại. Sau đó là thời gian thu dọn chiến trường. Người của ma gia làm việc rất năng suất, trong phút chốc đều đã quét sạch tài vật trên người của các cường giả huyết y môn bị giết, ngay cả quần áo cũng không chừa lại, đám thợ mỏ nhìn thấy cảnh này cũng phải giật thót mình. Dọn dẹp thế này thì cũng quá sạch sẽ rồi. Chỉ có điều, mọi người làm tốt lắm. Đừng nhàn rỗi, mau làm việc đi. Đại trưởng lão đứng trên cao hô lớn. Không cần lão ta nói thì các trưởng lão ma gia đều đã sắn tay áo lục soát khắp kho hàng và quặng mỏ, chuẩn bị lấy đi tất cả khoáng thạch và xích huyền thiết. Muốn tham gia với bọn ta không? Bên này, Triệu Bân đã tìm được một chỗ thoải mái ngồi xuống. Phía dưới có rất nhiều thợ mỏ đang nhìn Triệu Bân bằng ánh mắt kỳ quái, đừng nhìn tên nhóc này nhỏ bé mà xem thường, khi đánh nhau nó tỏ ra rất hung hãn, mới vừa nãy đã có một rất nhiều cường giả địa tạng chết trong tay của nó. Đám thợ mỏ đã bị nhốt ở đây rất lâu, hiển nhiên không thể biết được tình hình bên ngoài. Nếu không thì bọn họ chắc chắn đã nhận ra đứa trẻ này chính là cơ ngân của Thiên Tông. Đi theo bọn ta thì được ăn ngon mặc đẹp, Vương Trác hô lên rất khí phách. Được. Tiếng hô đáp lại của những người phía dưới cũng rất vang dội. Cho dù thế nào thì đối với đám thợ mỏ, những người tới đây đều là ân nhân cứu mạng. Hơn nữa, nhìn đội hình của đối phương quả thật quá lớn. Đây chính là một cây đại thụ khổng lồ che bóng mát cho bọn họ, nếu như bọn họ có được chống lưng mạnh như vậy thì sau này ra ngoài cũng sẽ không bị ức hiếp nữa. Nhanh lên! Bên trong thành cổ liên tục vang lên những tiếng đốc thúc. Người của ma gia hết sức chuyên nghiệp, sau khi quét sạch tài vật và lục soát hết kho hàng thì bọn họ liền chui vào quặng mỏ. Đây chính là quặng mỏ khai thác xích huyền thiết, bầu không khí bên trong quặng mỏ lúc này hết sức náo nhiệt, cũng hết sức bận rộn. Mau ăn đi, ăn xong còn làm việc. Vương Trác xách theo mấy vỏ rượu chạy tới chạy lui. Vương Trác đang nói với đám thợ mỏ, bởi vì nhân lực ma gia không đủ cho nên vẫn cần có sự giúp đỡ của bọn họ, mà đám thợ mỏ cũng không từ chối. Từ khi bọn họ bị bắt đến đây đào mỏ thì ngày nào cũng bị đánh đập nhưng không có được một bữa ăn no. Lâu lắm rồi bọn họ mới được tụ tập ăn uống no nê thế này, phải ăn no thì mới có sức tiếp tục làm việc. Khung cảnh này khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chua xót. Cả một đám thợ mỏ đều tóc tai bù xù, lao vào ăn uống ngấu nghiến, trông cực kỳ giống một đám dân chạy nạn hoặc là tù nhân đói khát. Tất cả đều là do đám người huyết y môn đã tạo nghiệt, ở trong lãnh thổ đại hạ mà dám bắt cóc người không kiêng nể gì, nếu như không có đại tế ti chống lưng thì bọn chúng đã sớm bị càn quét rồi. Tất cả là do lão già chết dẫm đó. Đám thợ mỏ đang lớn tiếng mắng. Bọn họ vừa mắng đám người huyết y môn vừa mắng cả ân chú, lão già đó tuy là đại tế ti hoàng tộc nhưng lại phản bội đại hạ, trộm cắp khoáng thạch, bán nước cầu vinh. Có thể bồi dưỡng, chắc chắn sẽ thành nhân tài. Triệu Bân sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm vào những người thợ mỏ, trong số này có không ít người có nền tảng, là mầm non tốt để bồi dưỡng, nếu như có đủ thời gian thì bọn họ nhất định sẽ dần phát triển thành cường giả. Hắn không chê nhiều người thì dễ hành sự. Nơi này có bảo bối không? Tam trưởng lão quay đầu lại, chọc chọc Triệu Bân hỏi. Lão ta còn nhớ rõ khi bọn họ cướp mỏ vàng của tộc ám dạ thì Triệu Bân đã lẻn xuống dưới lòng đất và tìm được một quả trứng kỳ lân vàng. Bây giờ bọn họ cũng đang đứng trong một hầm mỏ, nói không chừng bên dưới lòng đất cũng có bảo bối. Lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy? Triệu Bân ho khan nói. Hắn đã sớm xem xét toàn bộ nơi này, đây chỉ là một quặng mỏ. Nếu như đi đến đâu cũng có thể gặp được cơ duyên tốt thì cuộc sống lại chẳng dễ dàng quá. Tam trưởng lão tiếc nuối, bước lên vọng gác trên tường thành. Mặt khác, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đều đã bước lên chỗ cao, đứng sừng sững phóng tầm mắt ra xa trông chừng bốn phương tám hướng. Một khi phát hiện có biến thì bọn họ sẽ ra hiệu cho tất cả rút lui, dù sao ma gia bọn họ cũng có rất nhiều kẻ thù bên ngoài. Chẳng hạn như trấn ma ti hoàng tộc. Làm việc thôi. Đám thợ mỏ sau khi được ăn no thì ngay lập tức sắn tay áo xông vào quặng mỏ, tinh thần của ai cũng phấn chấn mười phần, lúc trước bọn họ phải đào mỏ vì đám người huyết y môn, bây giờ bọn họ được đào mỏ vì chính bản thân mình, người của ma gia đã nói đợi sau khi chuyển hết xích huyền thiết đi luyện thành binh khí thì mỗi người ở đây đều sẽ có phần.
Ngoài ra bọn họ còn được cung cấp cho tài nguyên tu luyện. Viễn cảnh tươi sáng khiến cho bọn họ tràn đầy năng lượng. Không còn chú ấn, cả người cũng thoải mái hơn. Đám thợ mỏ cười to, ra sức làm việc. Chú ấn mà bọn họ vừa nhắc đến tất nhiên là chú ấn khống chế do huyết y môn yểm lên người của bọn họ để nô dịch bọn họ, không cho bọn họ trốn chạy, cũng để phòng bọn họ tạo phản. Vèo, vèo. Triệu Bân cũng biến ra phân thân hỗ trợ đào mỏ. Hắn thì không có ý định vào quặng mỏ cùng mọi người, chỉ ngồi trên tảng đá bên ngoài chống cằm suy nghĩ, không biết hắn đang suy nghĩ gì mà thỉnh thoảng còn tự lẩm bẩm một mình, cũng không biết hắn đang lẩm bẩm cái gì. Đại trưởng lão nhìn thấy vậy thì biết hắn chắc chắn là đang suy nghĩ về chuyện của Diệu Ngữ. Thả ta ra, ta cam đoan sẽ không trả thù. Người vừa nói chính là Kim Sơn lão quỷ đang bị phong ấn bên cạnh Triệu Bân. Sở dĩ Triệu Bân không vào mỏ cũng là bởi vì phải canh chừng lão ta. Ta thả ông đi thì còn giữ được mạng sao, Triệu Bân thản nhiên nói. Ngươi hẳn phải biết nếu như dám đối đầu với đại tế ti thì phải nhận lấy kết cục gì, Kim Sơn dữ tợn nói. Ta không dễ bị dọa đâu, Triệu Bân lại thản nhiên nói. Kim Sơn nghiến răng nghiến lợi, nói chuyện với tên nhóc này chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Đáng tiếc lão ta không thể phá vỡ phong ấn. Nếu không thì chắc chắn lão ta đã một chưởng đánh chết Triệu Bân. Chuyện cửu vĩ thoát ra ngoài chính là kiệt tác của ân chú, một lúc sau thì Triệu Bân mới nói tiếp. Ta sẽ không nói gì. Kim Sơn hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại. Triệu Bân liếc nhìn lão ta, không cần hỏi thêm thì hắn cũng đã đoán ra được manh mối dựa vào thái độ kiêng dè của Kim Sơn. Cho nên mới nói, ân chú đúng là một con cáo già, còn dám tính kế ngay trước mũi Hồng Uyên. Quả nhiên lão ta đã được làm đại tế ti hoàng tộc thì bản lĩnh chắc chắn không tầm thường, chiến lực không mạnh thì vẫn hoàn toàn có thể dựa vào bàng môn tà đạo để dở trò. Vừa có thể triệu hoán cửu vĩ tiên hồ lại vừa có thể khống chế nó, chuyện này ngay cả đệ nhất thiên võ Hồng Uyên cũng không thể làm được, thế mà cảnh giới chuẩn thiên như ân chú lại có thể làm được. Hành động này của ân chú chính là ví dụ tốt nhất cho câu nói, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Cứ chờ đó cho ta, trong lòng Triệu Bân thầm mắng. Hắn đã phải chịu tổn thất lớn như vậy, sao lại có thể không trả đũa chứ? Nhanh lên! Những tiếng hô hào đốc thúc vẫn vang lên không ngừng. Người của ma gia cùng đám thợ mỏ đều làm việc rất khí thế. Đáng tiếc, họ phát hiện ra nơi này quá muộn cho nên khoáng thạch trong mỏ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Dù vậy thì bọn họ cũng phải đào suốt 9 ngày mới hết. Vào đêm thứ 10 mới thấy đại trưởng lão phất tay áo, tất cả đều lui ra ngoài. Nói chung bọn họ cũng đã tìm được một món hời lớn. Đêm đó, bọn họ lập tức quay trở lại núi Bất Tử. Đây là, núi Bất Tử. Nét mặt của Kim Sơn lão quỷ đang bị phong ấn tỏ ra rất kinh ngạc. Trước đây lão ta đã từng đến núi Bất Tử nhưng cũng không biết trong núi này còn có huyền cơ, ở đây khắp nơi đều là sương mù, còn có một tòa mê tung trận cao cấp, ngay cả nhãn giới của cường giả chuẩn thiên như lão ta cũng không thể nhìn rõ được phương hướng. Đám thợ mỏ cũng ngạc nhiên. Thành thật mà nói, núi Bất Tử trong ký ức của bọn họ không giống như thế này. Chuyện này còn chưa đáng ngạc nhiên. Lúc bước chân vào thành thiên thú mới thật sự đáng ngạc nhiên. Con mợ nó. Những người lần đầu đặt chân vào thành đều bất giác văng tục, kinh hãi không thôi. Đám người Vương Trác không thể nào tin được vào mắt mình, ngay cả Kim Sơn lão quỷ cũng vậy, chỉ có quỷ mới biết được ở sâu trong núi Bất Tử lại còn có một tòa thành cổ. Trong thành là cả một thế giới rộng lớn tách biệt với bên ngoài, nơi đây có mây trôi lượn lờ, ánh sáng tràn đầy, núi non hùng vĩ, cỏ cây phồn thịnh, trông y hệt chốn Bồng Lai tiên cảnh, cũng may thánh tử thi tộc vẫn còn đang ngất, nếu không thì hắn ta chắc chắn sẽ thất kinh hồn vía khi nhìn thấy cảnh này. Ngày sau nơi này là nhà của chúng ta. Triệu Bân cười, vỗ vai Vương Trác nói. Vương Trác há miệng thở dốc, mở to mắt quan sát xung quanh. Đám thợ mỏ bên cạnh hắn ta cũng âm thầm nuốt nước miếng, không thấy thì không biết, vừa thấy liền giật thót cả mình. Ma gia ẩn giật không ngờ lại có tài nguyên hùng hậu tới vậy, nói cho chính xác thì bọn họ rất may mắn, tìm được một chỗ dựa vững chắc, tòa thành cổ này chính là một nơi ẩn thân rất tốt, đợi sau khi bọn họ tu luyện công đức viên mãn thì xem còn ai dám ức hiếp bọn họ. Đỉnh núi kia là của các ngươi. Triệu công tử lại cười nói, chỉ tay sang một hướng khác. Đám thợ mỏ rưng rưng nước mắt, kính cẩn cúi đầu trước Triệu Bân, trước đó bọn họ bị đám người huyết y môn đối xử hết sức tàn ác, bây giờ được Triệu Bân cùng ma gia đối đãi tốt như vậy quả thật khiến cho bọn họ cảm động muốn khóc.
Trước tiên hãy nghỉ ngơi đi, Triệu Bân cười nói. Đa tạ. Đám thợ mỏ lại cúi đầu lau nước mắt, lần lượt bước về hướng đỉnh núi kia, trên đường đi bọn họ ráo rát nhìn khắp nơi như một đám nhà quê, nhìn thấy điều gì cũng cảm thấy mới lạ, dù sao thì đây cũng là chốn bồng lai tiên cảnh, bọn họ cảm thấy không chân thực cũng là có cơ sở. Trên đỉnh núi đã chuẩn bị sẵn sàng y phục, còn chỗ ở thì lại không cần phải nói. Trên đỉnh núi có rất nhiều rừng trúc, sâu trong rừng trúc đã có xây dựng một số tòa lầu các. Đây là một nơi tốt để tu luyện. Có hài lòng không? Triệu Bân phân thân cười hỏi. Hài lòng, quá mãn nguyện, đám thợ mỏ bật cười hạnh phúc đáp. Đến đây, xếp hàng nhận tài nguyên tu luyện. Triệu Bân phân thân lấy ra một cái bàn, bên trên có 7 tài nguyên tu luyện, chính là dược hoàn, linh dịch, đan dược, bùa chú. Ngoài ra còn có công pháp tu luyện cùng rất nhiều bí thuật, cấp bậc cũng không hề thấp. Đều, cho bọn ta sao? Người thợ mỏ đầu tiên bước lên nhìn thấy vậy thì sửng sốt hỏi. Chủ yếu là bởi vì đống tài nguyên tu luyện này quá nhiều. Mọi người đều có phần, Triệu Bân phân thân cười nói. Đa tạ, đám thợ mỏ hết sức vui sướng, xếp hàng ngay ngắn chờ nhận, bọn họ đã sống quen với khó khăn gian khổ, chưa từng có ai đối xử với bọn họ tốt như vậy. Triệu Bân cùng Ma Gia rất giữ lời, đã cung cấp cho bọn họ không ít tài nguyên tu luyện, thực sự xem bọn họ như người trong nhà khiến cho bọn họ phải tiếp tục cảm động đến rơi nước mắt. Tài nguyên tu luyện này cũng không thể lấy không. Làm việc tốt thì sẽ có nhiều hơn. Đã hiểu. Được rồi. Triệu Bân phân thân nói xong thì liền xoay người rời đi không thấy bóng dáng. Đám thợ mỏ không hề nhàn rỗi, mỗi người tự tản ra đi tìm chỗ ở cho mình. Đã nói mà, đại nạn không chết ắt có phúc, bọn họ đúng là có phúc phần ba đời mới có thể gặp được quý nhân như thế này. Kể từ giây phút này bọn họ đã tràn ngập hy vọng với tương lai. Làm nhanh lên, không được lười biếng. Tiếng quát của đại trưởng lão vang khắp thành Thiên Thu. Lão già này lại bắt đầu tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống làm quản giáo, tiện tay lấy vỏ rượu ra nhàn nhã uống cạn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng không khác gì, bọn họ đều là cường giả cảnh giới chuẩn thiên cho nên đứng hò hét rất khí thế. Chờ ta bước vào cảnh giới chuẩn thiên rồi thì ta cũng sẽ khí thế như vậy. Có không ít trưởng lão Ma Gia vuốt râu thấm thía nói. Nói chuyện vô nghĩa đủ rồi, phải nhanh chóng làm việc chính, luyện khoáng thạch. Thu hoạch của bọn họ rất lớn. Sau khi luyện hóa thì xích huyền thiết có thể đúc ra rất nhiều binh khí tốt. Triệu Bân một tay lôi thánh tử thi tộc, một tay lôi kim sơn lão quỷ đi vào một rừng cây. Từ xa thì bọn họ đã nhìn thấy trên một cây đại thụ trong rừng có treo sẵn hai người đang đung đưa theo gió. Đó chính là Thi Tế và Ngân Sơn lão quỷ. Kể từ khi bị bắt thì bọn họ luôn bị treo ở đây. Đặc biệt là Ngân Sơn lão quỷ đã bị treo ở đây rất lâu. Ngân Sơn, Kim Sơn thấy vậy thì sững sờ. Ngân Sơn lão quỷ đã biến mất nhiều ngày nay, Kim Sơn không ngờ lão ta lại bị Ma Gia bắt trói ở đây. Đồng hương gặp đồng hương, vừa gặp liền rơi nước mắt. Ngân Sơn lão quỷ thấy động thì ngay lập tức giãy giụa, còn tưởng rằng Kim Sơn lão quỷ đến cứu mình. Nhưng không ngờ chính lão ta cũng đã bị bắt. Lên cùng đi. Triệu Bân rất tự giác treo Kim Sơn lão quỷ lên cây. Hai lão già đung đưa trong gió, cảnh tượng hết sức đẹp mắt. Cặp huynh đệ quái dị trong truyền thuyết mà người ta hay nhắc đến chính là bọn họ. Cơ Ngân. Những tiếng gầm giận dữ vang lên, hai lão quỷ trên cây phẫn nộ đến điên người. Bọn họ đều là cường giả chuẩn thiên thế mà phải chịu sự sỉ nhục này. Triệu Bân không quan tâm đến điều đó. Hai hộ vệ cảnh giới chuẩn thiên của Ân Minh đều đã bị bắt trói ở thành Thiên Thu, như vậy cũng xem như đã chặt đứt được vây cánh đắc lực của Ân Chú, nhưng Triệu Bân biết thực lực tiềm tàng của Đại Tế Ti không chỉ có thế, lão ta nhất định vẫn còn giữ không ít bí mật trong bóng tối. Xong việc với hai lão quỷ thì hắn lại lôi thánh tử thi tộc qua bên kia. Thi tế đang bị treo ở đó. Triệu Bân biết ý liền treo thánh tử thi tộc lên bên cạnh. Một người là đồ nhi của thi tổ. Một người là thánh tử thi tộc. Mỗi người treo một bên trông hết sức cân đối. Thánh tử thi tộc đã tỉnh, thi tế cũng đã tỉnh. Hai người nhìn thấy nhau thì đều sững sờ, nói thật ra gặp người nhà ở đây cũng không phải việc gì tốt, thi tế thì đã sớm được kinh qua thủ đoạn của thành Thiên Thu nhưng thánh tử thi tộc thì chưa cho nên nét mặt vẫn rất mơ hồ, con mợ nó nơi này là đâu, chẳng lẽ lại là chốn bồng lai tiên cảnh. Cơ Ngân. Sau khi sững sờ thì bọn họ cũng gầm lên giận dữ giống như hai người bên kia.
chờ ta quay lại thì sẽ từ từ xử lý ngươi. Triệu Bân bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Người mà hắn nói muốn xử lý tất nhiên là thánh tử thi tộc. Đến lúc đó hắn sẽ luyện hóa ra hết thái âm chân khí. Thánh tử thi tộc gào thét không ngừng. Đã bị đoạt thiên nhãn, lần sau gặp lại kết cục ra sao tự hắn ta cũng có thể tưởng tượng được. Triệu Bân dừng lại trên một đỉnh núi. Diệu Ngữ đang ở đó, cô ta ngồi trên ghế đá như một bức tượng bất động, nét mặt không cảm xúc, đôi mắt vẫn trống rỗng như vậy, trông y hệt một con rối không có linh hồn. Phượng Vũ cũng đang ở đó. Thấy Triệu Bân, Phượng Vũ còn quắc mắt lên liếc hắn một cái tên này khá lắm, rất biết cách gieo tình khắp nơi. Một lời khó nói hết.